Mọi người tim như treo, hô hấp gấp gáp, ánh mắt như muốn bay ra ngoài. Người lo lắng nhất là Richard. Một bên là mạng của em trai. Một bên là sinh mạng của mấy chục nghìn người. Tất cả đều nằm giữa suy nghĩ của anh ta. Sắc mặt Richard đỏ lên, thậm chí phát tím, mồ hôi lạnh như mưa xối ra toàn bộ cơ thể anh ta. Cơ thể anh ta đang run rẩy một cách điên cuồng. Anh ta nắm chặt tay. Đây là quyết định quá khó khăn. Diệp Lâm Quân thì vô cảm, như thể mọi việc ở đây không liên quan gì đến anh. Môi anh mấp máy, từ từ thốt ra, một. Thời điểm con số này được gọi ra, có nghĩa là tất cả đều kết thúc. Tôi đồng ý với điều kiện của anh. Tôi đồng ý, phù phù phù. Cuối cùng, Richard đã đồng ý. Anh ta thở hổn hển. Chưa bao giờ lo lắng như vậy trong đời. Nhưng 50.000 người của thế gia Y. Vương đều trợn tròn mắt. Ai cũng trắng bệch cả mặt. Richard đồng ý. Euro ó nghĩa là liên minh chúa tể sẽ giết chết bọn họ. Sau đó Richard hít sâu một hơi, giết, giết hết cho tôi. Nghĩ lại đi. Các lãnh đạo cấp cao của liên minh chúa tể bắt đầu thuyết phục. Không được, nếu như em trai của tôi muốn sống, bọn họ nhất định phải chết. Ngoài ra, nếu họ chết, thì cũng không ảnh hưởng đến sức mạnh của chúng ta. Cuối cùng, tôi là chỉ huy, các người phải nghe tôi. Sau khi Richard giải thích, các lãnh đạo cấp cao đều thoải mái. 50.000 người này sẽ không có ảnh hưởng nhiều đến họ, họ vẫn sẽ tiến vào Lạc Việt. Giết, giết hết cho tôi. Các lãnh đạo cấp cao của Liên minh Chúa Tể nhao nhao ra lệnh. Hàng trăm nghìn quân của Liên minh Chúa Tể ngay lập tức giết chết 50.000 người của Thế Gia Y Vương. Trong nháy mắt, đám người Thế Gia Y Vương trợn tròn mắt. Nhưng họ phải chiến đấu. Để tồn tại, bạn chỉ có thể giết tất cả những kẻ thù trước mặt mình. Nhưng đám người Diệp Lâm Quân đã đứng trước mặt họ, còn có hàng trăm nghìn của Liên minh Chúa Tể phía sau. Dường như bọn họ chỉ có một con đường chết. AI! AI tiếng kêu thảm nổi lên bốn phía, những tên phản đồ này lần lượt ngã trên đất. Chuyện xảy ra quá đột ngột. Ngoài ra, đa số họ đều nằm trong đội ngũ của Liên minh Chúa Tể. Bên kia bất ngờ giết người, họ không có cơ hội chạy thoát. Vô số người ngã xuống trong chốc lát. Hàng trăm nghìn đấu với 50.000. Gần như là ép giết. Không ngừng có người ngã xuống. Thây chất thành núi. Máu chảy thành sông. Sức chiến đấu của võ sĩ quả là đáng sợ. Đánh tới thiên địa biến sắc. Tuy nhiên, phần đông thế lực của Thế Gia Y Vương vẫn có sức chiến kinh khủng, trong thời gian ngắn có thể phản kháng giấy giụa. Y Vương, cách duy nhất chúng ta có thể sống sót, là chạy trở lại. Lạc Hạ có lẽ không nhất định có thể ngăn cản chúng ta. Các cao thủ đề xuất phương án để ngừng chiến với Liên minh Chúa Tể. Mọi người chạy trở về đi, chúng ta có thể có cơ hội. Chạy! Mọi người điên cuồng chạy về phía Diệp Lâm Quân. Tất cả mọi người đều điên rồi. Ai chặn giết kẻ đó? Đám người Lý Thái Sơn bắt đầu luống cuống. Mặc dù đám người Thế Gia chỉ còn lại ít hơn 10.000 người, nhưng các cao thủ đều nằm trong số đó. Họ có thể không ngăn chặn được. Thậm chí còn bị trọng thương. Đúng lúc này, giọng nói của Diệp Lâm Quân lại vang lên, sao đây? Anh muốn em trai mình chết sao? Khi Richard nhìn thấy điều này, anh ta ngay lập tức hoảng sợ. Anh ta vốn nghĩ, vọt tới bên người em trai. Diệp Lâm Quân bắt em trai mình để uy hiếp. Anh ta lại lập tức luống cuống. Giết, giết hết cho tôi, tất cả cường giả cấp 5 và cấp 6 đều lên hết cho tôi. Lần này, Richard sử dụng át chủ bài của mình. Các cao thủ đều ra tay, đuổi theo đám người Y Vương. Các cường giả cấp 5 và 6 đều dừng lại trước mặt đám người Y Vương. Giết! Các cường giả cấp 5 đồng loạt ra tay. Đó là một đòn tàn khốc đối với phần còn lại. Dưới tác động của siêu sức mạnh bên phía đối thủ, đám người Y Vương nhanh chóng không thể ngăn cản được. Từng người một ngã xuống đất. Học! Cuối cùng, Y Vương bị 18 vị cao thủ cấp 6 liên thủ tiêu diệt. Ông ta cũng là người cuối cùng nằm trong số hơn 50.000 kẻ phản bội. Hao tổn dòng dã nửa ngày. Tất cả những kẻ phản bội đã bị giết, đây là cách điều mà họ không bao giờ nghĩ đến. Rõ ràng là đã đầu hàng gia nhập. Vẫn chết trong tay người ta. Vì chiến lược của Diệp Lâm Quân. Khi thấy vậy, Richard vội vàng hỏi, tôi đã làm mọi thứ theo yêu cầu của anh, mọi người đều bị giết. Có thể thả em trai tôi được không? Không ngờ.
Diệp Lâm Quân lại giễu cợt, ai nói muốn thả em trai anh đi? Cái gì? Diệp Lâm Quân vừa dứt lời. Tất cả người ở đây đều ngẩn ra. Tất cả đều khó hiểu nhìn về phía Diệp Lâm Quân. Nói chuyện không tính toán gì hết. Điều này không tốt lắm. Anh lừa tôi, anh. Richard biết mình đã bị lừa, ngay lập tức gầm lên. Sao anh lại thế? Tôi đã hứa sẽ thả em trai anh hồi nào. Tôi chỉ nói không giết anh ta. Diệp Lâm Quân hỏi ngược lại. Tôi. Richard nghe xong không còn gì phản bác, đó đều là sự thật. Diệp Lâm Quân quả thực chưa có đề cập tới. Anh đúng là hèn hạ vô sỉ. Richard nổi giận mắng, Diệp Lâm Quân cười nói, tôi sẽ nói cho anh biết một chuyện còn hèn hạ vô sỉ hơn. Cái gì? Thực ra, tôi rất nói đạo lý. Lý do giết những kẻ phản bội này là vì chúng phản bội Lạc Việt và giết hại đồng bào của mình. Mỗi người đều đáng tội chết. Nhưng em trai anh thì khác. Anh ta chỉ đến Lạc Việt để ăn trộm đồ. Bị nhốt 10 năm cũng không sao. Anh ta không phạm tội chết. Cho dù anh có phái người vào tù để cứu anh ta đi chăng nữa thì cũng không sao. Đây là chuyện của anh, không có liên quan gì tới anh ta. Tôi vốn không có ý định giết anh ta. Diệp Lâm Quân nói ra tình hình thực tế. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Hóa ra anh không hề có kế hoạch giết Jefferson. Chỉ đang lợi dụng mà thôi. Chiêu lợi dụng này đã xóa sổ 50.000 người của thế gia Y Vương, liên minh chúa tể cũng có tổn thất nhất định. Chiến khu phía đông. Tiên Phong và những người khác chống cực cực kỳ lâu. Không đúng, sao sư phụ còn chưa tới? Tiêu Phong cũng hoảng sợ. Theo phong cách và tốc độ của sư phụ, hẳn phải đến nơi rồi. Sao lại muộn thế này? Máy bay chiến đấu tốt nhất đã bị bỏ lỡ từ lâu. Chẳng lẽ sư phụ còn có chiêu khác? Tại sao viện binh còn chưa tới? Chúng ta thật sự không chịu được nữa. Ồ, những tiếng kêu rên nổi lên bốn phía chiến khu phía đông. Họ bị thương quá nặng. Ngay sau đó, tin tức lớn bùng nổ trên toàn thế giới. Đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Lần này trời sập thật rồi. Theo tin tức mới nhất, kỵ binh Lạc Việt đã đột nhiên xuất hiện ở chiến khu phía Tây. Thế gia Y Vương phản bộ Lạc Việt đã bị giết chết toàn bộ. Lạc Việt không đánh lén, mà là mở ra một cuộc tấn công trực diện với liên minh chúa tể. Thật không ngờ, bây giờ hai bên đã đối đầu với nhau, chiến tranh sắp bắt đầu. Số lượng và sức mạnh của liên minh chúa tể gần gấp trăm lần Lạc Việt. Đây là một trận chiến có quá nhiều chênh lệch, kết quả là điều hiển nhiên. Liên minh chúa tể sẽ hoàn toàn công phá phía Tây, sau đó chiếm một nửa Lạc Việt. Nguy cơ tràn ngập, vào lúc này, tất cả mọi người ở Lạc Việt đều như ngừng thở. Điên rồi sao, kỵ binh không tập kích mà tấn công chính diện. Thực lực mạnh nhất liên minh chúa tế là ở phía Tây, cường giả tầng thứ 5 và 6 gấp trăm lần. Làm sao chống lại đây? Đây không phải là chủ động đi chết sao? Cảnh Tây thất thủ, Lạc Việt sẽ xong đòi. Tuyệt vọng, lúc này mọi người đều tuyệt vọng. Tất cả át chủ bài của vệ binh Viêm Long đều phái đi. Thực sự không có sức mạnh hữu dụng trong tâm tay. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chiến khu phía Tây đang đối mặt với sự tấn công, khoảng cách quá lớn, và chiến khu phía Tây chắc chắn sẽ thất thủ. Chiến khu phía Đông cũng đang gặp khó khăn trong việc hỗ trợ. Sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh bại. Cứ theo tình hình này, chắc chắn Lạc Việt sẽ gục ngã. Không ai nghĩ Lạc Việt sẽ chiến thắng. Vốn không có cách nào thắng. Khoảng cách sức mạnh quá lớn. Đặc biệt là chiến khu phía Tây. Nhưng binh lính của Lạc Việt vẫn không chịu thừa nhận thất bại. Hầu như tất cả các võ giả đang chiến đấu. Những người bình thường như họ thật vô dụng. Nhưng muốn bước vào Lạc Việt, trừ phi dám lên cơ thể họ. Họ cũng đang giữ một thái độ chiến đấu. Tạo thành một bức tường người để bảo vệ, chờ đợi sự xuất hiện của kẻ thù. Những người ở nước ngoài biết được tình huống này, họ gần như đốt pháo để ăn mừng. Lạc Việt cuối cùng sẽ bị diệt vong. Sự ra đi của họ là chính xác. Mọi người đều nghĩ Lạc Việt sắp kết thúc. Ngay cả sau khi Tiêu Phong ở chiến khu phía Đông biết rằng Diệp Lâm Quân đã đến chiến khu phía Tây, họ cũng cảm thấy mọi chuyện đã kết thúc. Tóm lại, đây là một trận chiến mà không ai tin rằng Lạc Việt sẽ thắng. Đừng nói về họ, ngay cả đám người Lý Thái Sơn cũng tin rằng họ không thể thắng. Dũng cảm, tinh thần quyết chiến là một mặt. Nhưng bên kia thực sự quá mạnh. Không có cách nào để giành chiến thắng. Nhưng mọi người vẫn giữ thái độ liều mạng. Giết. Cả hai bên cùng nhau tấn công. Giết hết chúng nó cho tôi, phải cứu được em trai tôi ra.
Richard gầm lên. Anh ta ấn đồng hồ, nhanh chóng mặc cơ giáp lên người. Hóa thân thành Iron Man. Anh ta cũng đã trở thành một cường giả cấp chí tôn, đây là phần khủng khiếp của công nghệ hiện đại. Dưới sự lãnh đạo của anh ta, đội quân Liên minh Chúa Tể chẳng khác nào lũ lụt tràn tới. Tiêu Thấm, em phụ tráng dương cờ Lạc Việt lên, kiên quyết không được cho nó đổi. Diệp Lâm Quân sắp xếp nhiệm vụ cho Tiêu Thấm xong, cờ của Lạc Việt liền tung bay trên chỗ cao nhất. Diệp Lâm Quân đáy mắt tràn đầy sát khí, hôm nay, tôi cho các người biết thực lực của tôi là như thế nào. Diệp Lâm Quân xuất phát sau cùng nhưng lại dẫn đầu. Hoành Tảo Thiên Quân. Diệp Lâm Quân đột nhiên quẹt chân phải. Bùm, một luồng không khí khủng khiếp thổi về phía quân địch. Học, 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 kẻ thù lần lượt nổ tung, tan thành xương máu. Trong tích tắc, hàng ngàn võ sĩ đã bị xóa sổ. Một kích đơn giản, làm cho hai bên hít vào một hơi lạnh. Diệp Lâm Quân quá đáng sợ rồi. Chẳng lẽ anh ta có lòng tin tấn công chính diện? Lạc Việt nhận được cổ vũ, một mạch tấn công. Diệp Lâm Quân giống như sát thân, xông về phía trước chém giết. Học, 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 dưới sự tấn công tàn khốc của anh, bất cứ nơi nào anh đi qua, xác chết chất đống. Máu nhuộm đầy đất, mùi tanh lại càng bay lên. Diệp Lâm Quân giống như một con đã thú cổ đại, không thể ngăn cản, nghiền nát mọi nẻo đường. Trong tay anh, những võ sĩ này không khác gì những người bình thường. Tất cả đều bị nổ tung chỉ bằng một cú đấm. Người nhiều thì sao, trong mắt tôi, không khác gì loài sâu kiến. Một chân, dã ấm nát cho đến chất. Sự quyết liệt của Diệp Lâm Quân đã khiến mọi người phải trầm trồ. Họ la hét và lao tới. Mặc dù đối thủ có quân số đông, nhưng họ có lực, dưới sự lãnh đạo của Diệp Lâm Quân, đã tàn sát giữa nhóm kẻ thù. Đột ngột làm gián đoạn đội hình của địch. Họ ngày càng can đảm hơn. Ngược lại, Liên minh Chúa Tể, với sức mạnh mạnh mẽ và số lượng người đông đảo. Nhưng ngay sau khi chiến đấu, họ đã hoàn toàn choáng váng. Mạnh như vậy. Cái này, cái này. Các lãnh đạo của Liên minh Chúa Tể bị đánh cho hồ đồ. Richard nên chiến đấu như thế nào? Anh là chỉ huy. Mọi người hỏi. Rầm, rầm. Trại căn cứ phía sau Liên minh Chúa Tể đột ngột rung chuyển. Khắp nơi đều đang lắc lư, giống như sắp xảy ra một trận động đất lớn. Căn cứ đầy lửa và khói cuồn cuộn. Rầm. Các cuộc ném bom liên tục rơi xuống trại căn cứ. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Richard và những người khác đều chết lặng. Bây giờ hầu hết các lực lượng đang ở đây, và hậu phương đang trong tình trạng không có người giám sát. Mặc dù vậy, các công cụ và thiết bị quan trọng nhất Liên minh Chúa Tể đều nằm trong trại căn cứ. Bao gồm cả chiếc mech mà Richard đeo, và nhiều vũ khí bí mật đều nằm trong trại căn cứ. Những vật này có thể không quan trọng đối với các võ sĩ. Nhưng nó rất quan trọng đối với những người bình thường như Richard, hoặc những người cần công nghệ hiện đại. Bây giờ trại căn cứ đã trở thành một biển lửa. Sợ rằng tất cả tài sản của Liên minh Chúa Tể đều bị hủy. OSSITI. Richard giận dữ chửi thề. Những cỗ máy và vũ khí bí mật bên trong rất quan trọng đối với anh ta. Nó rất quan trọng đối với tương lai của anh ta. Thiếu đi cái gì, phòng thí nghiệm thần của nước Chiến Ưng sẽ trách tội anh ta. Về phần đánh bom và chiếm lĩnh căn cứ của Liên minh là đạo quân 400.000 người do Diệp Lâm Quân chỉ huy. Diệp Lâm Quân ra lệnh cho họ quay lại và tấn công từ phía sau chiến khu phía Tây. Cận chiến là bia đỡ đạn. Nhưng đánh xa thì khác, để vũ khí hiện đại của bọn họ đều bị đốt cháy. Quả nhiên thu được hiệu quả kỳ diệu. Còn có thể phong kín đường chạy trốn của Liên minh Chúa Tể. Giết, giết cho tôi. Tập hợp tất cả các cường giả tầng thứ 6, dẫn đầu chém giết. Tôi xem anh ta có thể mạnh tới mức nào. Richard đã phát điên. Chẳng bao lâu, các cường giả tầng thứ 6 tụ tập lại. Lít nha lít nhít, số lượng vượt ngoài sức tưởng tượng. Liên minh Chúa Tể phân bố cường giả cấp 6. Cảnh Bắc 11 vị. Cảnh Nam 38 vị. Nhưng có 300 người ở cảnh Tây. Đây là điều mà mọi người hoàn toàn không tưởng nổi. Đặc biệt là thành Vô Song. Họ tự hào có một cường giả cấp 6. Nhưng có 300 người ở đây. Đây thậm chí còn chưa tính đến việc Richard sử dụng máy móc để nâng cao hiệu quả chiến đấu và đạt đến sức mạnh của tầng thứ 6. Tất cả cộng lại ít nhất là 305. Mục tiêu nhiệm vụ của các người chỉ là giết một người, Diệp Lâm Quân.
Richard giống lên với đôi mắt đỏ bừng. Kể từ ước hẹn chúng thần đến nay, Diệp Lâm Quân tuyệt đối là người đầu tiên được đãi ngộ như vậy. Bị 300 vị cường giả cấp 6 nhằm vào. Không, dù là trước ước hẹn chúng thần cũng vô cùng hiếm có trường hợp này. Bị 300 vị cường giả cấp 6 nhằm vào thì phải có địa vị thế nào chứ? Giết! 300 vị cường giả cấp 6 cùng xuất động, mục tiêu là Diệp Lâm Quân. Điều này! Thấy vậy, đám người Lý Thái Sơn đều ngây ngẩn cả người. Quá mạnh rồi! Cường giả cấp 6 của bọn họ cộng lại chưa tới 20 người. Làm thế nào để chống lại điều này? Các anh em đi theo Nhất Phũ Kiên Vương liều mạng. Diệp Lâm Quân cười, đừng lo, việc này giao cho tôi. Đến đi. Đến Lạc Việt thì hỏi thăm xem ai là ba. Đối mặt với 300 cường giả cấp 6, Diệp Lâm Quân không lùi bước. Muốn chết. Ngay sau đó, Diệp Lâm Quân đã chiến đấu ác liệt với 300 cao thủ. Cường giả cấp 6 vẫn khác so với võ sĩ khác. Rất mạnh. 300 người hợp lực lại càng mạnh. Nếu 300 người này được đặt ở vị trí hàng đầu, họ nhất định sẽ đánh tan chiến khu phía Tây. Chỉ là chiến đấu trước đó, mấy đại lão này không muốn xung phong đi đầu. Dù sao cũng có thân phận địa vị, ai nguyện ý xông lên đầu làm con tốt thí mạng chứ? Đây là lần đầu tiên 300 cường giả liên thủ. Bắt đầu trận chiến, ai cũng nghĩ Diệp Lâm Quân sẽ chết. Anh rể cố lên, anh rể tất thắng. Tiêu Thấm Dương cờ, trong lòng cầu nguyện. Đi, hủy cờ kia cho tôi. Người Lạc Việt thích những thứ mang tính biểu tượng này và cho rằng đó là niềm tin và ý chí của họ. Thật lố bịch. Richard ra lệnh. Ngay lập tức, rất nhiều cường giả cấp 5 đều xông lên đỉnh núi. Lạc Việt đang bị đe dọa. Mọi người yên lặng chờ đợi. Theo tin tức mới nhất, hai bên đã đấu với nhau rồi. Mọi người biết không, đối phương có 300 cường giả cấp 6, hơn 50.000 cường giả cấp 5, quá mạnh rồi. Không thể ngăn cản, tuyệt đối không thể ngăn cản. Ước tính trong vòng một giờ nữa, tuyến phòng thủ thứ 5 ở cảnh Tây sẽ bị chọc thủng, toàn bộ Lạc Việt sẽ nằm dưới chân kẻ địch. Hơi thở thất bại tràn ngập khắp mọi ngóc ngách của Lạc Việt. Đâu đâu cũng thấy cảnh điêu đứng, sa sút. Ngay cả vệ binh Viêm Long cũng không dám nói ra. Ha ha ha. Lạc Việt cuối cùng cũng kết thúc. Cuối cùng thì tôi cũng thấy ngày này. Châu Đông Phương có Lạc Việt, chèn ép chúng ta bao năm nay. Bây giờ kết cục phải bị hủy diệt rồi. Lạc Việt diệt vong, chúng ta nhất định phải ăn mừng. Nào, nhanh lên tổ chức một sự kiện. Các quốc gia ở nước ngoài rất hào hứng tổ chức nhiều lễ kỷ niệm khác nhau. Người hai nhà Lý Trịnh ở nước Chiến Ưng. Mỗi ngày đều tận hưởng cuộc sống. Nhìn thấy Lạc Việt gặp nạn. Mọi người đều rất vui mừng. Một khi chiến khu phía Tây bị hạ, Lạc Việt sẽ kết thúc. Đến lúc đó, chúng ta liền đưa ông bà đến. Nếu Lạc Hạ vẫn chưa kết thúc thì sao? Trương Vĩnh Long cười, nếu chưa kết thúc, tôi sẽ ăn phân. Trên khắp thế giới đang hát mừng những ngày tồi tệ của Lạc Việt. Dù sao sự thật đã rồi. Khoảng cách giữa hai bên là quá lớn. Con kiến khó dung chuyển được con voi. Đây là điều khủng khiếp nhất. Không ai tin rằng chiến khu phía Tây có thể giữ được. Toàn bộ quân đội nhất định sẽ bị xóa sổ hoàn toàn trong một giờ. Trận chiến đã bắt đầu. Hầu như tất cả mọi người trên thế giới đều chú ý đến trận chiến này. Nửa giờ trôi qua, trận chiến vẫn còn đó. Một giờ trôi qua, trận chiến vẫn tiếp tục. Lúc này, hầu hết mọi người đều sửng sốt. Vẫn chưa giải quyết được trận chiến. Điều này cho thấy tàn dư của Lạc Việt rất ngoan cường và có thể kháng cự trong một giờ. Sẽ biến mất trong vòng 2 giờ. 2 giờ trôi qua. Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Sốc. Quá sốc. Vẫn chống đỡ được. Chẳng lẽ có gì không ổn? Không thể nào, bất quá sẽ không có thay đổi. Chỉ là chúng ngoan cường thôi. Lạc Việt nổi tiếng ngoan cường và liều lĩnh. Chúng ta cùng chờ xem L. Hầu hết mọi người trên toàn thế giới đều đang chú ý đến trận chiến này với vẻ hồi hộp, chờ đợi kết quả. 3 giờ, 4 giờ, 10 giờ trôi qua. Trận chiến ở phía Tây vẫn chưa kết thúc, và cảnh càng lúc càng lớn. Phạm vi lan rộng hàng nghìn dặm. Trận chiến này diễn ra vô cùng tàn bạo. Đây, là tình huống gì? Sao Lạc Việt nhỏ bé này có thể chống lại Liên minh Chúa Tể được? Hơn 300 cường giả cấp 6 đấy. Ai không chết được? Sao bọn họ có thể chịu được? Hẳn là có chỉ viện bên ngoài,
nếu không lực lượng của Lạc Việt không chỉ có chút này. Không chỉ các nước ở nước ngoài hoang mang, ngay cả vệ binh Viêm Long cũng sững sờ. Theo những gì họ biết, chỉ có một số người đứng về phía Lạc Việt. Họ không thể làm bất cứ điều gì cho dù họ muốn hỗ trợ. Kỳ binh này rốt cuộc là đại quân gì? Lại có thể chiến đấu với kẻ thù mạnh hơn mình gấp trăm lần trong thời gian dài như vậy. Liệu có hy vọng không? Đánh gần 12 giờ. Chiến trường chiến khu phía Tây thực sự là một lò luyện ngục. Cả hai bên đều bị thương vong nặng nề. Lúc đầu, tất cả cường giả cấp 6 đều toàn tâm toàn ý đi giết chết Diệp Lâm Quân, sau đó cường giả cấp 6 và hơn 5.000 cường giả cấp 5 đều đến giết Diệp Lâm Quân. Sức chiến đấu của những cường giả này thật khủng khiếp. Tập hợp lại với nhau, nó chỉ đơn giản là phá hủy thế giới. Nhưng không ai nghĩ rằng vậy mà lại không thể ngăn cản được Diệp Lâm Quân. Không chỉ vậy, anh còn bảo vệ cờ Lạc Việt, không cho bất kỳ kẻ nào tiếp cận phạm vi trong vòng 100 mét xung quanh Tiêu Thấm. Lúc đầu, hai bên tấn công nhưng sau đó mọi người phát hiện. Diệp Lâm Quân một mình chèn ép họ. Anh cứ như là hậu duệ của một vị thần cổ đại. 1 giờ. 2 giờ. Thời gian không ngừng trôi qua, cường giả cấp 5, cấp 6 của Liên minh Chúa Tể liên tiếp ngã xuống. Giết giết giết. Diệp Lâm Quân một mình một quyền, giết đỏ cả mắt. Cho dù là cường giả cấp 6, cấp 5 vô số. Nhưng Diệp Lâm Quân vẫn một mình đánh tan. Trận chiến kéo dài trong 12 giờ. Từ ngày đến đêm. Liên tục, chưa hề dừng lại một giây. Cả người Diệp Lâm Quân bê bết máu, máu tươi bắn lên một lần lai một lần. Thậm chí đất cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Có những chỗ không bằng phẳng, máu sẽ đọng lại thành sông. Người cuối cùng ngã xuống. Diệp Lâm Quân đã một mình giết hết cường giả cấp 5 và cấp 6. Đương nhiên ngoại trừ mấy người nhóm chỉ huy Richard đứng phía sau. Tồn tại như một vị thần. Một mình phá vạn quân. Anh đã làm được. Cờ đất Lạc Việt tung bay phấp phới. Nhưng Liên minh Chúa Tể thì trầm mặc. Kết thúc rồi, võ giả của Liên minh Chúa Tể dần dần biến mất. Đầu tiên là tiêu diệt hết cường giả trọng thiên cấp 5, 6. Dần dần những võ giả khác lần lượt ngã xuống. Dưới sự hướng dẫn của người đàn ông ấy, nhánh quân đội Lạc Việt càn quét hết tất cả như bẻ một cành khô. Quá mạnh mẽ rồi. Richard không thể ngờ được, đội quân Liên minh Chúa Tể hùng hậu lại bị phá hủy chỉ bởi một người. Cuộc chiến đấu vẫn đang kéo dài. 3 tiếng sau, Liên minh Chúa Tể hoàn toàn bị xóa sổ. Hàng trăm nghìn người đồng loạt ngã xuống. Thế nhưng bên Lạc Việt cũng bị tổn thất nghiêm trọng. 3/4 trong số họ đã hy sinh. 1/4 còn lại cũng đầy dẫy vết thương. Nhóm Lý Thái Sơn và Lôi Minh Thanh còn đang thoi thóp. Cứu người, mau cứu người đi. Trải rộng khắp núi đồi chỉ toàn tiếng cầu cứu. Diệp Lâm Quân ép tới từng bước một với gương mặt lạnh lùng. Bây giờ Liên minh Chúa Tể chỉ còn lại Richard và đám cán bộ cấp cao. Vừa thấy tình hình không ổn, đám Richard lập tức bỏ chạy. Diệp Lâm Quân đuổi theo phía sau, hội hợp với đại quân 400.000 người. Nhưng không đuổi kịp đám người Richard. Cơ giáp trên người bọn Richard có chức năng phi hành trên không, còn có thiết bị tàng hình nữa. Tránh được sự dò xét của radar. Được rồi, những tên chạy trốn đó không quan trọng. Diệp Lâm Quân không quan tâm cho lắm. Dù gì thì chiến khu Tây Cảnh đã tuyên bố giành thắng lợi. Bây giờ anh muốn cảm ơn ông lão nhất. Không có ông ấy sẽ không có một anh mạnh mẽ như hôm nay. Hơn nữa sẽ không có Lạc Việt của mai sau. Tuy thời gian hơi dài. Hơn nữa cả người Diệp Lâm Quân toàn là máu. Nhưng điều đáng sợ là Diệp Lâm Quân không hề bị thương. Ai có thể ngờ được trong một cuộc chiến bê thế cỡ này mà anh lại chẳng có một vết thương nào. Anh đã khác xưa rồi. Trước kia dù có thể thắng. Nhưng cuối cùng Diệp Lâm Quân luôn bị thương nghiêm trọng, thậm chí có thể sẽ chết. Tuy nhiên giờ đây anh không bị tổn thương gì sau khi về đến chiến trường, Diệp Lâm Quân tìm được Tiêu Thấm. Trong khi Tiêu Thấm cử động vài cái, mọi người chết lặng. Chúng ta thắng rồi. Lạc Việt thắng rồi. Mọi người vui mừng phát khóc. Chiến thắng này do họ dùng mạng đổi lấy. Có được không dễ chút nào. Đúng rồi, gã, Jefferson đâu rồi? Diệp Lâm Quân chợt nhận ra không thấy tăm hơi, Jefferson đâu cả. Không ổn rồi. Có lẽ trước lúc chiến đấu không ai trông chừng hắn ta nên hắn ta đã chạy trốn mất rồi. Những người khác mới sực nhớ ra.
không trách bất kỳ ai. Đại chiến kéo dài mười mấy tiếng, không ai rảnh rỗi chú ý đến Jefferson. Trốn à, ừ, rất tốt. Nhưng mày phải hiểu được, tao có thể bắt mày lần một thì cũng có thể bắt được mày lần hai. Đợi sau khi chiến tranh kết thúc, tao sẽ đích thân đến nước chiến ưng bắt lấy mày ngay trước. Mặt người dân của nước chiến ưng. Kiếp này mày đừng hòng trốn khỏi lòng bàn tay của Diệp Lâm Quân tao. Diệp Lâm Quân cười gắn. Vương, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Mọi người hỏi. Tôi phải đến giúp chiến khu Đông Cảnh, e là nhóm Tiêu Phong không chống đỡ được bao lâu. Diệp Lâm Quân không ở lâu nữa. Anh tức tốc đến chiến khu Đông Cảnh. Chiến khu Đông Cảnh cũng quan trọng không kém. Nói không chừng còn có sức uy hiếp hơn. Suy cho cùng nơi đây rất gần kinh thành. Toàn bộ thế giới đều chỉ đang chú ý vào trận chiến ở chiến khu Tây Cảnh. Đoán chừng đã kéo dài 15 tiếng rồi. Nhưng mọi người thấy Long Kỳ Lạc Việt vẫn đang tung bay. Khói súng chiến trường răng đầy khắp, nơi nơi đều là biển lửa. Dường như cả bầu trời cũng nhuộm thành màu đỏ rồi. Tuy vậy cuối cùng trận chiến này cũng đã kết thúc. Lạc Việt chống giữ 15 tiếng. Không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc là ý chí mạnh mẽ đến nhường nào mới giúp họ chống chọi lâu đến vậy. Kết cục thì sao? Liệu kết cục cuối cùng sẽ là gì? Phải chăng toàn bộ quân đội Lạc Việt sẽ bị kết liễu? Sau đó quân đoàn của Liên minh Chúa Tể sẽ bao vây toàn diện Tây Cảnh, chiếm lĩnh vùng đất Lạc Việt này. Tất cả mọi người đều muốn biết kết quả ở chiến khu Tây Cảnh như thế nào. Nhưng tin tức luôn không được truyền tới. Hơn nữa, không có ai có thể đến gần chiến khu Tây Cảnh. Giờ phút này, đoàn người Richard dẫn theo Jefferson đang đào thoát. Sắc mặt của mọi người vô cùng xấu. Bọn họ đã thua. Mưu tính lâu như vậy. Thất bại trong gang tấc. Nhưng trên mặt ai nấy đều không cam lòng. Không thể kết thúc vậy được. Không được, chúng ta không thể chịu thua như thế. Chiến khu Đông Cảnh của chúng ta vẫn còn, một vũ khí sát thân của Hứa Chính Kiệt vẫn còn. Chúng ta có hòn non nửa sức mạnh ở đây. Và lại người ủng hộ sau lưng chúng ta đều hiện diện nên không thể bỏ qua cơ hội lần này được. Richard là người đầu tiên không cam lòng. Anh, phải làm sao đây? Chúng ta nhất định phải báo thù. Jefferson hỏi. Khởi động kế hoạch thứ hai đi, tấn công thẳng vào kinh thành Lạc Việt. Phá hủy kinh thành Lạc Việt đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ chiến thắng. Lập tức phái người đi phá hủy kinh thành, triển khai kế hoạch thứ hai của tôi. Nhanh nhanh nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất, tranh thủ khi họ chưa kịp phản ứng. Tí chát điên rồi. Điên thật rồi. Ngoài ra, chúng ta phải liên lạc lại với Hứa Chính Kiệt bảo cậu ta lấy hết tất cả vũ khí ra. Nói cho cậu ta biết những gì cậu ta muốn đều sẽ được đáp ứng. Bảo cậu ta lấy hết tất cả các con át chủ bài ra đi. Với cả lấy luôn lá bài tẩy cuối cùng của chúng ta ra. Mau chóng đến phòng thí nghiệm Nam Cực Địa, Richard điên rồi. Những kẻ khác cũng điên theo rồi. Đến thời khắc quan trọng này, họ phải liều mạng đánh cược. Vì thế họ phô bày ra hết tất cả, lá bài tẩy cũng phải được đánh ra. Bây giờ không được, tôi đã từng dùng thứ vũ khí đó rồi. Richard hụt hơi, vừa thở hổn hển vừa nói. Bình tĩnh, bình tĩnh, nếu vũ khí đó được phô diễn sẽ rất đáng sợ. Chúng ta không gánh nổi trách nhiệm đâu. Không được, dù thế nào đi nữa chúng ta cũng không thể lấy vũ khí đó ra được. Câu nói của Richard bị mọi người phản đối kịch liệt. Rất nhanh. Chiến khu Đông Cảnh nhận được tin tức của Richard. Lý Chính Quốc, Hứa Chính Kiệt và những cán bộ cấp cao đều trợn tròn mắt. Tây Cảnh bị đánh bại rồi. Liên minh Chúa Tể chủ lực mạnh nhất đắp thua hoàn toàn rồi. Sao thế được? Richard nói cho họ biết, chiến khu Đông Cảnh là hy vọng cuối cùng. Họ muốn Hứa Chính Kiệt lấy tất cả vũ khí và át chủ bài ra. Họ sẽ đồng ý với tất cả mọi điều kiện của Hứa Chính Kiệt. Được. Vậy các anh ký hợp đồng với tôi đi, tôi sẽ lấy ra ngay. Cuối cùng, Hứa Chính Kiệt đưa ra điều kiện, đồng thời ký hợp đồng xong thì lập tức thực hiện phần lớn các điều kiện của đối phương ngay tại chỗ. Hứa Chính Kiệt đồng ý lấy ra tất cả vũ khí và con át chủ bài. Nhanh lên, nhanh lên. Vũ khí của Hứa Chính Kiệt được vận chuyển đến chiến trường trong thời gian rất ngắn. Yên tâm đi, chúng ta sẽ giành chiến thắng. Lần này tôi lấy ra vũ khí sát thần phiên bản đã nâng cấp đấy. Đến lúc đó nó có thể tiêu diệt hết bất kể đối phương có bao nhiêu cao thủ. Hứa Chính Kiệt ra vẻ tự tin.
vốn anh ta không định lấy ra. Đáng sợ chính là vũ khí sát thần của Hứa Chính Kiệt còn có phiên bản được nâng cấp. Nghe nói nó có thể hủy diệt các cường giả lục trọng thiên. Tuy nhiên anh ta còn chưa chính thức sử dụng nó. Suy cho cùng không có cường giả lục trọng thiên cho anh ta dùng làm thí nghiệm. Sau khi nhận được tin tức, bọn họ phát động đợt tấn công mãnh liệt nhất với bọn Tiêu Phong. Họ muốn giành lại chiến khu Đông Cảnh trước khi Diệp Lâm Quân đến. Mặt khác, cao thủ Richard sắp xếp tức tốc đến thẳng Kinh Thành. Họ muốn hoàn toàn phá hủy các cơ cấu chính của Kinh Thành, đánh tê liệt đầu não của Lạc Việt. Trái lại lúc này mới là thời khắc nguy hiểm nhất. Diệp Lâm Quân cũng nhận ra điều này nên. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Quanh anh liên tục xuất hiện từng tốp cao thủ. Chẳng những quần áo kỳ lạ mà mặt mũi còn rất xấu xí. Hơi thở trên người họ âm u như đến từ địa ngục. Tà môn ma đạo, Diệp Lâm Quân không cần nghĩ cũng biết, đám tà môn ma đạo này do Liên Minh Chúa Tể liên hệ đến đây. Anh nhắc thấy, có khá nhiều người, và lại sức mạnh cũng rất kinh khủng. Tuy vậy Diệp Lâm Quân chỉ cười mỉa, nếu các người đầu hàng thì có lẽ tôi sẽ tha cho các người một mạng. Nếu là người ngoại bang thì không có cơ hội được sống sót đâu, thế nhưng đám tà môn ma đạo lú các người cũng là một phần của Lạc Việt nên tôi sẽ cho các người cơ hội mày sao. Xứng bắt bọn này đầu hàng à. Đám tà môn ma đạo này không tham gia vào trận đánh vừa rồi nên hoàn toàn không biết Diệp Lâm Quân. Chi Chát cũng bận luôn tay vì thế không liên lạc với bọn họ. Diệp Lâm Quân, biết bọn này là ai không? Bọn tao đợi mày lâu rồi đấy. Nương theo tiếng nói. Vài bóng người xuất hiện. Tộc nhân Bắc Ma. Diệp Lâm Quân cảm nhận được hơi thở giống với Bắc Ma Tử Gã. Hừ, đúng vậy, lần này bọn tao tới để báo thù cho Bắc Mai. Bọn tao đã tìm mày lâu lắm rồi, rốt cuộc cũng tìm được mày ở đây. Tộc nhân Bắc Ma nhịn đã lâu rồi. Bây giờ cuối cùng cũng tìm được đoàn xe của Diệp Lâm Quân. Đừng thấy đoàn người của Diệp Lâm Quân có quân đội khổng lồ và được trang bị các thiết bị tiên tiến. Nhưng tất cả đều chỉ là giấy trong mắt võ giả thôi. Chúng không bảo vệ được Diệp Lâm Quân. Cùng lên đi, đừng làm mất thời gian của tôi. Diệp Lâm Quân nóng lòng đến chiến khu Đông Cảnh nên không có nhiều thời gian nói nhảm với bọn chúng. Anh lập tức ra tay. Diệp Lâm Quân chủ động tấn công. Đây là điều tất cả mọi người không ngờ tới. Giết hắn ta. Đám tà môn ma đạo đồng loạt xông lên. Ầm ầm ầm. Hai bên sáp lá cà. Đám tà môn ma đạo nhao nhao biến sắc. Anh mạnh vậy sao? Trong đầu mọi người đều có cùng suy nghĩ. Hàng trăm nghìn võ giả của Liên Minh Chúa Tể còn bị Diệp Lâm Quân đánh gục, thế nên tuy đám tà môn ma đạo trước mặt này mạnh mẽ nhưng chỉ như một bữa ăn sáng với anh mà thôi. Sau đó không lâu, toàn bộ những tên tà môn ma đạo kia đều nằm lạ liệt dưới đất. Trong này bao gồm gần 50 cường giả lục trọng thiên. Đây là đội ngũ tà môn ma đạo mạnh nhất. Trong ánh mắt của mỗi người đều không giấu nổi vẻ khiếp sợ. Tìm tôi báo thù, sốt đến mụ đầu rồi à? Tôi có đứng đây cho mấy người giết thì mấy người cũng không giết nổi đâu. Diệp Lâm Quân quét nhìn bọn chúng. Cả đám tà đạo im lặng. Vì Diệp Lâm Quân nói rất đúng. Bây giờ ở trước mặt bọn mi có hai con đường. Thứ nhất, chết. Thứ hai, đầu hàng nghe theo lệnh tôi. Diệp Lâm Quân đưa ra lựa chọn. Điều thứ hai. Chúng tôi sẽ nghe theo anh. Vài người dẫn đầu bên Bắc Ma tộc đồng ý. Ngay sau đó, những người khác cũng lần lượt đồng ý theo. Nói thật tôi không yên tâm về mấy người cho. Lắm, vì thế tôi sẽ cho các người uống thuốc độc. Chỉ có tôi mới có thuốc giải, ai dám phản bội thì chết thôi. Các cậu cho bọn chúng uống thuốc độc đi. Diệp Lâm Quân ra lệnh. Ban đầu nhóm Bắc Phương hơi sửng sốt sau đó nhanh chóng hoàn hồn. Bọn họ lấy ra rất nhiều thuốc cho tất cả tà môn ma đạo uống vào. Cả đám tà môn ma đạo ngoan ngoãn nghe theo Diệp Lâm Quân. Bây giờ tôi giao cho các người nhiệm vụ đầu tiên, lập tức dẫn hết tất cả lực lượng của các người đến Kinh Thành. Không cho kẻ địch bước vào Kinh Thành một bước. Nếu không, các người đưa đầu tới đây gặp tôi đi. Diệp Lâm Quân thẳng tay để ra nhiệm vụ. Đã hiểu rồi ạ, chủ nhân, chúng tôi đi trước đây. Hai bên mỗi người đi một ngả. Diệp Lâm Quân mỉm cười, vốn tôi còn đang lo khó thể phân thân ra được. Lần này có người san sẻ rồi. Tất cả mọi người đều bật cười. Ai ngờ đi giữa đường sẽ có một đám tà môn ma đạo xuất hiện. Đây không phải được tặng cu ly miễn phí sao?
Diệp Lâm Quân đã sớm đoán được kẻ địch sẽ đánh lén kinh thành. Nhìn một cách chủ quan theo góc độ quân sự. Nếu là anh, trong tình hình này thì anh cũng sẽ phái người phá hủy các cơ cấu lón của kinh thành. Trên đường đi, anh còn đang suy nghĩ bên kinh thành phải làm sao đây. Anh không thể phân thân ra được. Kết quả có người dâng đến tận cửa. Bắc Phương hỏi, lão đại, bọn chúng sẽ tin những thứ thuốc kia là độc được sao? Đó chẳng qua là A thuốc để tăng cường sức mạnh và miễn dịch thôi mà Diệp Lâm Quân từng sử dụng chiêu này rất nhiều lần rồi. Dùng thuốc bình thường lừa gạt kẻ địch đây là độc được độc nhất vô nhị. Xem ra chiêu này không bao giờ lỗi thời. Diệp Lâm Quân mỉm cười, thân phận càng cao hoặc người có võ lực càng hùng mạnh thì càng tiếc mạng. Họ đều thà tin là có, hơn nữa tôi đã hoàn toàn đàn áp được bọn họ. Họ chắc chắn sẽ tin thôi. Ha ha ha. Mọi người bật cười. Đoàn người lại tiếp tục lên đường đến chiến khu Đông Cảnh. Bên kia, tất cả tà môn ma đạo đều tập họp cùng một chỗ. Thuốc này là thật hả? Vì sao sau khi uống vào tôi lại chẳng cảm thấy gì sất? Nó không khác gì nước lã hết. Chắc không phải là giả chứ? Tôi cảm thấy thứ này hoàn toàn không phải thuốc độc. Băng Tôn và Hỏa Tôn của Băng Hỏa Điện nói, không. Là thật đấy, tuy chúng ta xem thường tụ người phàm nhưng thời đại của họ thật sự có mấy thứ lấy được tính mạng của chúng ta đấy và lại, ông thấy cậu Diệp Lâm Quân kia giống đang nói giỡn lắm sao? Hai câu làm tất cả mọi người đều sửng sốt. Đúng vậy. Họ xem thường người phàm, xem thường mấy món đồ của xã hội hiện đại ngày nay. Nhưng Hứa Chính Kiệt sản xuất ra vũ khí sát thân còn rành ra đây. Xã hội hiện đại có rất nhiều thứ họ không thể tưởng tượng ra được. Con người luôn sợ hãi thứ mình không biết. Kể cường giả cấp chí tôn cũng không ngoại lệ. Vì thế họ sợ. Diệp Lâm Quân căn dặn chuyện gì thì họ phải ngoan ngoãn đi làm. Đúng rồi, vừa nãy mấy ông có nhận ra công pháp anh Diệp sử dụng công không? Lúc này người lãnh đạo của tộc nhân Bắc Ma mở lời hỏi. Bá đao của Bá Đao Môn thấp giọng nói, các người cũng nhận ra được. Đúng, tôi cũng nhận ra, tôi còn nghĩ là mình nhìn lầm nữa cơ. Vậy sao, tôi cũng nhận ra, đúng thật. Hổ vương của Hổ Sát Điện cũng thở ra một hơi lạnh, thật sự là truyền nhân của đại ma đầu đó sao? Công pháp anh ta vừa dùng giống hệt như ma đầu đó trong truyền thuyết. Mọi người thở hổn hển từng đợt. Nếu quả thật là thế, vậy thì chúng ta gọi anh ta là chủ nhân cũng bình thường thôi. Anh ta ra lệnh, chúng ta phải nghe theo. Mọi người rúng động nói. Đây là điều Diệp Lâm Quân không ngờ đến. Những Bắc Ma từng trải nhận ra qua công pháp của anh. Không ngờ các tộc nhân sau lưng Bắc Ma biết khá nhiều điều. Còn, sự hiện hữu của kẻ được hàng nghìn tà môn ma đạo gọi là đại ma đầu kia nữa, người này đáng sợ đến mức nào? Chấn động thuộc về chấn động. Mọi người không dám chậm trễ phút giây nào đối với sự ra lệnh của Diệp Lâm Quân. Bọn họ sớm đi tới khu vực bố phòng xung quanh kinh thành. Thậm chí còn lội kéo nhiều tà môn ma đạo. Khác tới, lấy danh là truyền nhân của đại ma đầu đó xuất hiện. Chỉ cần một câu như thế, đám tà môn ma đạo tức khắc được nhiều người ủng hộ. Kể cả những tà môn ma đạo không hợp tác với liên minh chúa tể cũng ào ào chạy tới. Giờ phút này, 500 tên cường giả liên minh chúa tể sắp xếp đã đến gần kinh thành. 500 người này là lá bài tẩy cuối cùng của Richard. Anh ta muốn dùng những người này càn quét kinh thành. Phá hủy các tổ chức bên trong vệ binh Viêm Long. Đây là sự điên rồ cuối cùng của Liên minh Chúa Tể. Hôm nay mọi người đều biết, át chủ bài và cường giả của Lạc Việt đều đang ở chiến tuyến. Nội bộ chắc chắn đang trống rỗng. Thế nào cũng sẽ bị bắt chẹt. Hơn nữa người ta còn phái 500 cường giả tới. Richard đã về đến nước Chiến Ưng đang quản lý toàn cuộc. Anh ta chưa truyền ra tin bị bại trận ở Tây Cảnh. Thứ nhất, anh ta sợ ảnh hưởng đến tinh thần. Thứ hai, anh ta muốn tặng cho Diệp Lâm Quân một sự ngạc nhiên lý thú, vũ khí sát thần bản nâng cấp của Hứa Chính Kiệt đang yên lặng chờ đợi. Vì thế trước mắt ngoài chiến khu ra, thế giới bên ngoài không biết rốt cuộc tình trạng hiện giờ của chiến khu Tây Cảnh. Xác suất giành chiến thắng của chúng ta rất lớn. Đầu tiên, chiếm được kinh thành. Tiếp theo sẽ là chiến khu Đông Cảnh. Hứa Chính Kiệt sẽ giết chết Diệp Lâm Quân. Đến lúc đó đại quân tiến thẳng đến kinh thành, trong ngoài phối hợp. Lạc Việt sẽ nằm trong tay chúng ta, thế là chúng ta sẽ giành chiến thắng. Nhưng không được để xảy ra bất cứ sai sót nào, mong Thượng Đế phù hộ.
Richard ra dấu cầu nguyện. Đây hy vọng cuối cùng của họ. Anh Richard, 500 cường giả chúng ta gửi đi đã đến gần kinh thành, có hành động luôn không ạ? Hành động. Richard ra lệnh. 500 cường giả lập tức hành động. Họ tràn vào kinh thành từ các hướng khác nhau. 50 người một nhóm, tổng cộng có 10 nhóm. Mỗi nhóm đều có nhiệm vụ của mình. Họ lập tức chạy đến tổ chức nhiệm vụ của riêng mình. Chờ bọn mày đã lâu rồi. Ha ha ha. Nhưng 10 nhóm cường giả mới vừa hành động thì đã bị người khác ngăn lại. Các tà môn ma đạo chờ lâu đến nỗi hoa sắp rụng gần hết rồi. Thậm chí họ còn hoài nghi không biết Diệp Lâm Quân có đoán sai không nữa. Kết quả có người tới thật. NSZ, không chừa một mống nhóm băng tôn và hỏa tôn và cường giả lục trọng thiên xông vào nhau chém giết. Mặc dù liên minh chúa tể phái ra 500 người đều là cường giả ngũ, lục trọng thiên cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng nhóm tà môn ma đạo mạnh hơn họ rất nhiều. 500 người nhanh chóng bị đàn áp. Máu tươi văng ra, tiếng kêu gào đầy ầm và cuồng loạn. 500 cường giả bị giết sạch, vô hình trung giải trừ được mối nguy của kinh thành. Kinh thành, trong trụ sở của vệ binh Viêm Long. Euro ó tin tức quan trọng ạ, dường như có cao thủ đến gần kinh thành. Lập tức khởi động phòng vệ cấp 1, thứ nên tới vẫn phải tới. Vệ binh Viêm Long cũng đoán được đối phương muốn công kích kinh thành. Nhưng họ không thể làm gì. Đành yên lặng và chờ đợi. Thế nhưng từ khi tin tức nguy hiểm được thông báo tới nay, thời gian trôi qua rất lâu nhưng không thấy ai đến. Tất cả mọi người đều buồn bực. Rốt cuộc là có chuyện gì? Vệ binh Viêm Long vẫn chẳng hay biết gì cả. Giờ phút này, chiến khu đồng cảnh. Nhóm thế lực tập đoàn Tam Hưng đã mở rộng thế ân, điên cuồng phát động tấn công với nhóm Tiêu Phong. Kết hợp với vũ khí sát thần của Hứa Chính Kiệt, bọn họ thật sự đã và đang càn quét khắp mọi nẻo đường. Nhóm Tiêu Phong bị tổn hại nghiêm trọng. Cường giả cấp chí tôn lần lượt ngã xuống. Bọn họ lùi dần về sau, đã rút đến phòng tuyến thứ 5. Phía sau còn bị đám tà môn ma đạo công kích. Họ đã hoàn toàn bị bao vây. Vốn dĩ có thể chịu thêm 2 hoặc 3 ngày. Nhưng hôm nay xem ra, quá lắm là nửa ngày toàn quân của họ sẽ bị tiêu diệt hết. Kể cả Tiêu Phong và những người dẫn đầu cấp cao đều đang chồng chất vết thương. Chậm, vẫn còn quá chậm. Chúng ta đã thua ở trận Tây Cảnh. Hiện nay mọi hy vọng đều tập trung vào chúng ta. Bây giờ chúng ta không được phép có tâm tư ngoài luồng, mọi người phải đoàn kết lại. Công cuộc chiếm đóng Lạc Việt không thể bị thất bại trong gang tấc được. Đúng vậy, cứ hành động đi thôi. Thời khắc quyết chiến. Lý Chính Quốc, Hứa Chính Kiệt và cán bộ cấp cao đang bàn bạc. Trước kia, họ thật sự không hợp nhau mấy. Không có một người lãnh đạo nào ra trò. Tuy nhiên trong thời khắc quan trọng cuối cùng, bọn họ phải đoàn kết lại. Tiến công, tràn lên tấn công tiêu diệt kẻ địch, không cho chúng có bất cứ cơ hội nào. Tập đoàn Tam Hưng Liên Hợp buộc nhóm Tiêu Phong phải chịu đợt công kích đầu tiên vô cùng tàn nhẫn. Giết! Tất cả các thế lực lớn và cường giả hùng mạnh ào ạt xông ra. Tổng cộng đến gần 200 cường giả lục trọng thiên. 3.000 cường giả ngũ trọng thiên. Tất cả các thế lực lớn đều lấy át chủ bài của mình ra. Vốn dĩ những thế lực này đều nói dối cho qua chuyện. Thực chất họ không muốn góp sức. Ví như họ thật lòng không muốn cử ra 5 cường giả lục trọng thiên. Thậm chí người ta còn khó nhìn thấy cường giả tứ trọng thiên nữa là. Đây cũng là điểm quan trọng mà chiến khu đông cảnh cứ lần lữa chưa bị đánh chiếm. Nếu không, dựa vào thế lực thật sự của bọn họ thì nhóm Tiêu Phong chắc chắn không sống tới bây giờ. Ngoài phiên bản được nâng cấp ra thì những vũ khí sát thần khác của Hứa Chính Kiệt đều được tận dụng. Bọn họ không cho nhóm Tiêu Phong có cơ hội để thở dốc. Tiêu diệt chỉ trong một lần. Thủ, nhất định phải phòng thủ chặt chẽ. Nhóm Tiêu Phong ôm tâm trạng toàn quân sẽ bị diệt sạch, những anh em ở Trấn Thiên Điện đã làm tấm gương cho họ rồi. Họ còn sợ gì nữa? Uinh uinh uinh. Phập phập phập. Hai bên lao vào nhau chém giết. Một trận chiến máu tanh thật sự. Khung cảnh lại trở nên khó lòng kiểm soát. Long trời lở đất. Ngày đêm đảo ngược. Bên Lạc Việt bị chết thảm. Đối phương chỉ phát động cuộc tấn công nhỏ thôi. Nhưng người bên Tiêu Phong đã ngã xuống một nửa. Tiêu Phong bị vũ khí sát thần đánh trúng, dù chỉ sượt qua bên người. Nhưng anh ta vẫn bị trọng thương. Những người khác cũng bị thương nặng. Tuy vậy kẻ địch không hề ngơi nghỉ.
chúng tiếp tục công kích như đang phát rồ. Phập, phập, phập. Thế tấn công của kẻ thù quá mạnh mẽ. Người bên cạnh Tiêu Phong ngã xuống không ngừng. Tổn thất quá nghiêm trọng rồi. Thậm chí nhuệ khí còn dư lại cũng bị đánh gục đến mức không còn một manh giáp. Tất cả mọi người lùi về phía sau. Chịu không nổi nữa. Thật sự chịu không nổi nữa rồi. Tiêu Phong vội vàng hô to, đứng vững cho tôi. Chúng ta không thể chùn bước. Chúng ta phải tấn công. Dù cho chúng ta không còn dư lại mấy người, chúng ta vẫn phải tấn công. Đột nhiên Tiêu Phong bật cười. Các anh em yên tâm đi, nếu toàn thể chúng ta hy sinh, đến lúc đó sư phụ sẽ báo thù cho chúng tết. Lạc Việt sẽ không thua, đến lúc đó Long Kỳ nhất định sẽ tung bay khắp cả thành. Đây cũng là ý chí kiên định của người Lạc Việt. Nhóm Tiêu Phong càng ngoan cường. Xu thế tấn công của Liên minh Chúa Tể càng hung hãn. Thậm chí bọn họ còn không cho nhóm Tiêu Phong cơ hội đầu hàng. Cuối cùng, những người còn lại bị ép phải lùi vào đường phòng tuyến thứ 5. Tấn công, giết sạch bọn nó. Trên đồng bằng, đại quân của Liên minh Chúa Tể chạy băng băng lao tới với xu thế như muốn che khuất bầu trời. Nhóm Tiêu Phong đã chuẩn bị sẵn sàng chịu chết. Anh em, kiếp sau gặp lại. Tiêu Phong mỉm cười. Nhìn kẻ thù gần trong gang tấc, tất cả mọi người đều bình thường trở lại. Không phải chỉ là chết thôi sao? Mình chết vì Lạc Việt, đáng giá. Nhưng không cam lòng chút nào. Chúng ta không thể bảo vệ được Lạc Việt. Không cam lòng. Vô cùng không cam lòng. Ầm ầm. Nhưng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc thì đột nhiên đất núi rung chuyển. Một dòng khí vô hình sượt ngang qua đại quân mười mấy chục nghìn của Liên minh Chúa Tế. Tách rời bọn họ và nhóm Tiêu Phong ra. Đất rung núi chuyển, bỗng một khe hở khổng lồ xuất hiện tại chiến trường. Phân chia thành hai khu vực rõ rệt. Đại quân của Liên minh Chúa Tể buộc phải dừng bước, thế chẳng phải quá ác độc với các đồ đệ của tôi rồi sao? Một giọng nói quen thuộc vang dội trên bầu trời. Sau khi nhóm Tiêu Phong nghe được tiếng nói này thì mọi người vui mừng ứa nước mắt. Sư phụ tới rồi. Mọi người hô to. Đại quân mấy chục nghìn của Liên minh Chúa Tể đều cực kỳ lo lắng. Mọi người chỉ thấy từ trên bầu trời một bóng dáng không rõ hình dung chợt nhảy xuống. Anh giống như thần tiên hạ phàm. Khoảnh khắc anh rơi xuống giống như một đầu đạn hạt nhân gây rúng động nơi này. Trời đất rung chuyển. Một luồng khí đáng sợ khuếch tán ra bốn phía. Đội hình 10 vạn đại quân của Liên minh Chúa Tế vẫn bị đẩy lùi về phía sau mấy trăm thước. Diệp Lâm Quân hạ từ trên không xuống. Thật đúng là thần binh thiên hạ. Diệp Lâm Quân đứng ở đâu, một mình đấu với đội quân lón mấy trăm ngàn người. Anh không hề sợ hãi. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, có tôi ở đây, các người đừng mò tiến lên bước nào. Xét tôi yêu cầu các người lập tức đầu hàng, nếu không tôi sẽ giết sạch các người một người mà lại đám kêu mấy trăm ngàn người đầu hàng. Đây là loại khí phách nào chứ? Sư phụ thật oai phong. Tiêu Phong hô lớn. Mọi người ngay lập tức hô to. Đại quân Liên minh Chúa Tể đều ngây người ra. Chỉ một tên thôi mà đám kêu bọn hắn đầu hàng ư. Tên này bị điên hay bị ngu vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao các người lại dừng lại? Đằng sau Lý Chính Quốc, đám người Hứa Chính Kiệt vội vàng hỏi. Không ổn rồi, là Diệp Lâm Quân đến chiến khu Đông Cảnh rồi. Rất nhanh có người đã nhận ra Diệp Lâm Quân đến. Lý Chính Quốc biến sắc, tốc độ của Diệp Lâm Quân cũng nhanh thật đấy. Diệp Lâm Quân tài giỏi thế nào? Tí Chát đã từng nói với bọn họ. Bộ phận chủ lực nhất của Liên minh Chúa Tể cũng không ngăn được anh ta. Lực chiến đấu của anh ta mạnh thế nào? Không ai biết rõ. Chỉ biết rằng anh ta là kẻ mạnh trong số các cường giả ngũ lục trọng thiên. Anh ta mạnh đến mức khiến cho người khác phải phẫn nộ. Nhưng Hứa Chính Kiệt lại nở một nụ cười. Diệp Lâm Quân, rốt cuộc mày đã đến rồi, tao đã đợi dò phút này lâu lắm rồi. Trong mắt Hứa Chính Kiệt tràn đầy sự nóng bỏng và điên cuồng. Hiện tại, Liên minh Chúa Tể giao nhiệm vụ cho hắn ta. Chỉ cần hắn ta giết chết được Diệp Lâm Quân, thì hắn ta muốn gì cũng được. Trong đó có một lời hứa, trở thành quốc vương nước Tây Đảo. Nghĩ đến được làm chủ một đất nước, Hứa Chính Kiệt đã không tài nào nói ra được sự kích động. Nào, cầm tất cả bản thăng cấp của vũ khí sát thần ra đây. Bắt đầu từ giờ phút này về sau, tất cả vũ khí sẽ dùng để đánh trả Diệp Lâm Quân.
Hứa Chính Kiệt bắt đầu sắp xếp, bố trí ổn thỏa tất cả vũ khí. Vì để nâng cao tỷ lệ giết chết Diệp Lâm Quân, yêu cầu mọi người phải làm tiêu hao phần lớn sức lực của Diệp Lâm Quân. Đến lúc đó tôi sẽ dùng vũ khí sát thần, như thế thì xác suất thành công sẽ cao hơn. Nhưng mà mọi người yên tâm, tất cả vũ khí sát thần lần này đều được chuẩn bị cho một mình Diệp Lâm Quân. Hắn ta chắc chắn sẽ chết. Gương mặt Hứa Chính Kiệt tràn đầy tự tin. Giết! Một tiếng hạ lệnh. Toàn bộ đại quân liên minh chúa tể tiến công. Giết một mình Diệp Lâm Quân. Được lắm, Tây Cảnh tôi còn chưa giết đủ đây. Diệp Lâm Quân tay không liều chết đi đến. Chém giết lẫn nhau với đại quân. Lúc bắt đầu bọn họ còn hơi lo lắng. Nhưng nhìn thấy tình cảnh Diệp Lâm Quân càn quét ngàn quân, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Sư phụ đúng là rất mạnh, mạnh mạnh mạnh. Bên này, người bên Lạc Việt hưng phấn kêu lên. Một người đánh 10 vạn quân bọn họ mới chỉ nghe nói qua. Bây giờ một người đánh hơn 100.000 võ giả, bọn họ cũng tự mình nhìn thấy. Thật là quá mạnh. Không chỉ dọa cho bọn họ sợ hãi. Mà bên phía liên minh chúa tể cũng bị dọa sợ. Nói vậy thì một người mạnh đến thế nào chứ? Anh ta có thể đánh 10 mấy vạn võ giả. Càng đánh càng hăng. Ranh giới anh ta đã chia ra. Mấy trăm ngàn người cũng không có ai có thể bước qua. Đây chính là điểm mạnh của Diệp Lâm Quân. Anh ta còn đánh cho đại quân liên minh chúa tể không ngừng lùi về phía sau, rung động. Khiến cho tất cả mọi người đều lắc lư. Còn có thể mạnh được như vậy sao? Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, mấy người này cũng không chống đỡ được với Diệp Lâm Quân. Tiến lên, đẩy mạnh trận địa lúc trước của chúng ta lên. Ngay lập tức Hứa Chính Kiệt đã đẩy mạnh trận địa. Sau khi đến khoảng cách đã được quyết định, toàn bộ vũ khí sát thần đều nhắm vào Diệp Lâm Quân. Số 1, nhắm vào mục tiêu. Số 2, nhắm vào mục tiêu. Số 88, nhắm vào mục tiêu. Rất nhanh. Hơn 100 vũ khí sát thân đã nhắm vào một mình Diệp Lâm Quân. Tôi yêu cầu mọi người trong vòng 10 giây trốn khỏi chiến trường, khiến cho Diệp Lâm Quân bị lộ ra. Hứa Chính Kiệt bắt đầu chỉ huy. Rút lui. Đại quân liên minh chúa tể đột nhiên rút lui. Quả nhiên trong 10 giây, đã rút lui không còn tăm hơi. Diệp Lâm Quân hoàn toàn bộ bại lộ trên bình nguyên trống trải. Đó là bia ngắm sống. Một giây này Diệp Lâm Quân cũng đã nhận ra điều gì đó. Anh ta giống như bị hơn 200 con mắt nhìn chằm chằm. Loại cảm giác này rất khó chịu. Muốn chạy trốn nhưng không có cách nào thoát được. Muốn thoát khỏi nhưng không có cách nào thoát được. Đám người Tiêu Phong biết rõ ràng đó là cái gì nhất. Không được rồi, vũ khí sát thân, sợ là bọn họ muốn dùng tất cả vũ khí sát thân để đối phó với sư LL phụ chuyện này phiền phức lớn rồi, sư phụ mau tránh đi. Đám người Tiêu Phong vội vàng kêu lớn. Nhưng thời gian đã muộn. Với hoàn cảnh trống trải như thế này, bị hệ thống vũ khí sát thần tập trung theo dõi, đó là một con đường chết. Cơ bản không có khả năng tránh né. Hứa Chính Kiệt kích động, cả cơ thể đang run rẩy. Giết được Diệp Lâm Quân mà nói có rất nhiều ý nghĩa với hắn ta. Hắn ta mơ tưởng đến một ngày đánh bại Diệp Lâm Quân ở lĩnh vực mà hắn ta am hiểu nhất. Hiện tại hắn ta đã sắp làm được rồi. Không chỉ đánh bại, còn phải giết chết, Lý Tử Nhiệm cô có từng nghĩ sẽ có một ngày như hôm nay không? Hứa Chính Kiệt ngửa đầu lên trời hét một câu. Sau khi tất cả vũ khí đã tập trung, Hứa Chính Kiệt muốn điên lên luôn. Diệp Lâm Quân mày đi chết đi. Hứa Chính Kiệt hạ lệnh một tiếng. Toàn bộ vũ khí sát thân được khởi động. Năng lượng đáng sợ trong một chút đã nhanh chóng phóng ra ngoài. Âm, lực bắn rất lớn, sức giật cũng đầy tính phá hủy. Khiến cho đất rung núi chuyển. Ít nhất trong phạm vi vài ngàn dặm đều là địa chấn lớn. Đây là uy lực còn lại của vũ khí sát thần sau khi phóng ra. Còn vũ khí sát thần mạnh bao nhiêu, đám người Tiêu Phong đã nhìn thấy. Nhưng bọn họ không nhìn thấy tất cả hình ảnh vũ khí sát thần kia đánh vào một người, thật sự không có cách nào tưởng tượng được. Am. Phát năng lượng thứ nhất đánh lên người Diệp Lâm Quân. Đất rung núi chuyển. Nhưng cảnh tượng máu me mà mọi người mong đợi lại không xuất hiện. Điều này có nghĩa là lần công kích này của vũ khí sát thần không có tác dụng với Diệp Lâm Quân. Trong thời gian ngắn ngủi, vũ khí sát thần lần thứ hai bắn 3 phát liên tiếp về phía Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân vẫn bất động như cũ. Trên người vẫn chưa xuất hiện vết thương nào.
nhưng đất đai dưới chân anh đã vỡ vụn. Trông giống như mạng nhện, lan ra bên ngoài một cách đáng sợ. Mười mấy dặm, hơn trăm dặm, mấy trăm dặm, rầm rầm rầm, vũ khí sát thần vẫn tiếp tục bắn. Gần như là liên tiếp không ngừng. Một phát lại một phát. Hứa Chính Kiệt gần như đã đánh cược. Nhất định phải tiêu diệt Diệp Lâm Quân. Bộp bộp bộp, dưới sức mạnh như thế này, Diệp Lâm Quân cũng không thể ngăn được. Anh lùi ra phía sau, không ngừng lùi lại. Rõ ràng anh đã không còn như lúc nấy, muốn gì được nấy. Âm, âm, vũ khí sát thần vẫn đang tiếp tục. Không cho Diệp Lâm Quân có thời gian thở dốc. Không biết đã dùng hết bao nhiêu pháo. Ngược lại gia sản của Hứa Chính Kiệt cũng đã gần thấy đáy. Phụt, rốt cuộc, Diệp Lâm Quân đã phun ra máu. Thân thể anh đã bị thương nặng. Vũ khí sát thần quả thật rất đáng sợ. Nhất là tất cả vũ khí sát thần đều dùng trên người một người. Hủy diệt đơn giản như vậy. Không, Diệp Lâm Quân bị thương. Nhanh sử dụng bản thăng cấp của vũ khí sát thần. Hứa Chính Kiệt nhìn thấy hy vọng, muốn một lần giết chết Diệp Lâm Quân. Một mình Diệp Lâm Quân vẫn gắng gượng chống đỡ trên bình nguyên. Sức mạnh của vũ khí sát thần quả thật kinh khủng. Gần như đã đánh sập bình nguyên. Nhưng điều này mới chỉ là bắt đầu thôi. Bản thăng cấp của vũ khí sát thần, đã nhét pháo vào xong. Bản thăng cấp chỉ có 8 cái. Để sản xuất ra nó cũng tiêu tốn nhiều tiền bạc và tài nguyên hơn. Tính nguy hiểm cũng rất cao. Nhất là pháo của bản thăng cấp càng khó khống chế. Chủ yếu là thiết bị giống nhau nhưng lực đánh ra lại cao hơn gấp đôi. Độ khó đã rất lớn rồi. Nhất là cần yêu cầu kỹ thuật cao hơn. Bọn họ hơi lo lắng, nếu vạn nhất không khống chế được, pháo tự nổ, thì sẽ hủy diệt chính người của mình. Cho nên Hứa Chính Kiệt cũng thấp thỏm không yên. Cuối cùng thì vũ khí sát thần bản thăng cấp có thể dùng được hay không? Phải thực chiến mới nói tiếp được. Chủ nhân, 8 khẩu đã nhắm vào mục tiêu rồi. Rất nhanh, 8 đài vũ khí sát thần thăng cấp đã tập trung hết vào Diệp Lâm Quân. Bắn hắn cho tôi, bắn hết tất cả pháo. Tôi cũng không tin hắn sẽ không chết. Hứa Chính Kiệt nói lớn. Vũ khí sát thần bản thăng cấp, số pháo chỉ có 80 hộp. Bởi vì chỉ sản xuất ra cũng đã rất khó rồi. Nhiều như thế. Vũ khí sát thần bản thăng cấp, trên lý thuyết là trong nháy mắt có thể phá hủy cường giả Lục Trọng Thiên. 80 hộp pháo đều đánh hết lên người Diệp Lâm Quân, không có cách nào tưởng tượng nổi. Sư phụ, ngài hãy nhanh rút lui về đây đi, ngài không gánh nổi đâu. Ồ đúng vậy, sư phụ, xin ngài, nhanh rút lui đi. Đám người Tiêu Phong ở phía sau thật sự không nhãn tâm nhìn một mình Diệp Lâm Quân ngăn cản phía trước. Tôi hiểu rõ suy nghĩ của sư phụ, nếu ngài ấy không ngăn được hết tất cả vũ khí sát thần thì chắc chắn ngài ấy sẽ không chịu bỏ cuộc. Đúng thế. Chỉ cần loại vũ khí này vẫn còn, đó chính là sự uy hiếp đối với Lạc Việt. Ngài ấy muốn dùng cơ thể của mình để khiến cho đối phương dùng hết tất cả pháo. Nhưng người khác kinh ngạc. Vì muốn đối phương dùng hết pháo, anh ấy tình nguyện làm mục tiêu sống sao? Không sai, đây chính là sư phụ của tôi, mấy người Tiêu Phong nói. Trong giọng nói của bọn họ tràn đầy sự kiêu ngạo. Cũng mang theo mấy phần bị thương. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn sư phụ chống chọi. Lại không thể giúp được gì. Tất cả mọi người không có mệnh lệnh của tôi thì không cho phép bước lên trước một bước. Bên tai bọn họ còn nghe thấy giọng nói của Diệp Lâm Quân truyền đến. Sư phụ, nhất định phải chống đỡ đấy. Tất cả mọi người đều nắm chặt tay. Bọn họ hy vọng Diệp Lâm Quân có thể chống đỡ được. Ai cũng biết, tiếp theo là đợt bắn của bản thăng cấp của vũ khí sát thần. Giết, giết Diệp Lâm Quân cho tôi. Hứa Chính Kiệt hét lớn. Bùm, bùm, bùm. Vũ khí sát thần bản thăng cấp đồng loạt bản ra. Doạt, doạt. Người lính bắn pháo, mặc dù đã mặc đồ bảo hộ đặc biệt nhưng vẫn bị sức mạnh còn lại của sức giật và sức mạnh còn lại sau khi bắn pháo xé nát. Đáng sợ, tất cả mọi người đều rợn tóc gáy, sức mạnh của vũ khí sát thần bản thăng cấp thật đáng sợ. Âm, phụt, âm, phụt. Mỗi một phát của vũ khí sát thần rơi xuống. Diệp Lâm Quân lại lùi lại một chút, trong miệng phun ra máu tươi. Rõ ràng anh không gánh được bản thăng cấp của vũ khí sát thần. Tiếp tục cho tôi. Hứa Chính Kiệt thúc giục. Âm, âm, âm. Hứa Chính Kiệt cũng đã liều mạng. Trong thời gian ngắn nhất, đánh hết tất cả pháo.
Sức mạnh của vũ khí này thật sự quá khủng khiếp rồi. Diệp Lâm Quân trúng hết cái này đến cái khác. Âm. Phụt. Đột nhiên, lúc quả pháo thứ 67 đánh lên người Diệp Lâm Quân. Anh ngay lập tức bị đánh biến mất tại chỗ. Ở dưới con mắt của mấy trăm ngàn người cuối cùng đã bị đánh biến mất. Âm ầm ầm. Tổng cộng 80 hộp năng lượng bản ra trong cùng một lúc. Diệp Lâm Quân bị bắn trúng nhưng 13 phát còn lại đều bắn hụt. Bắn đến mức nơi đây thành đống đổ nát. Trông nó như ngày tận thế vậy. Bắn trúng rồi, bắn trúng Diệp Lâm Quân rồi. Thành công, chúng ta thành công rồi. Toàn thể liên minh chúa tể hoan hô. Như thắng được một trận chiến lớn. Hứa Chính Kiệt hét lớn hơn nữa, trên đời này không còn Diệp Lâm Quân nữa rồi. Tôi là vua duy nhất của Lạc Việt. Hãy nhớ lấy tên tôi, Hứa Chính Kiệt. Tất cả mọi người đều đang sùng bái nhìn về Hứa Chính Kiệt. Không ai ngờ rằng một người bình thường có thể trở thành một nhân tố quan trọng thay đổi tình hình chiến đấu. Ai có thể đoán được? Diệp Lâm Quân mạnh mẽ là thế. Mấy trăm nghìn quân chủ lực của Liên minh Chúa Tể ở Tây Cảnh đều bị anh đánh bại. Nhưng cuối cùng chẳng phải cũng bị vũ khí sát thần của Hứa Chính Kiệt giết chết rồi đấy thôi. Sau này, giá trị của Hứa Chính Kiệt sẽ được tối đa hóa. Hắn ta thật sự sẽ trở thành vị vương được người người tranh giành. Giấc mộng làm quốc vương của hắn ta cũng sẽ dễ dàng trở thành hiện thực. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Bọn Lý Chính Quốc báo lại cho Richard trước tiên. Thắng rồi, tiêu diệt được Diệp Lâm Quân thì chướng ngại vật lớn nhất của chúng ta đã không còn nữa rồi. Nếu chiếm được kinh thành thì chúng ta sẽ thắng lợi toàn diện, Lạc Việt sẽ nằm trọn trong tay chúng ta thôi. Bọn họ đã nhìn thấy viễn cảnh của chiến thắng. Richard rất hưng phấn. Thế nhưng lúc này chợt có người tìm tới anh ta. Ai nấy đều mặc vest đen, trên ngực có đeo. Một huy hiệu hình khiên màu đen nốt. Sau khi Richard nhìn thấy họ thì khẽ biến sắc. Những người này rõ ràng là tổ chức bí mật bậc nhất của nước Chiến Ưng, Cục Thiên Thuần. Cục Thiên Thuần có lịch sử tồn tại lâu đời, các đặc công trong đó toàn là những người có dị năng. Bọn họ nắm giữ nước Chiến Ưng, thậm chí cả lực lượng thần bí và những chuyện bí mật nhất của toàn thế giới. Bọn họ khác với vệ binh Viêm Long. Bọn họ thật sự đang kiểm soát những lực lượng khủng khiếp kia. Họ thường hay chịu trách nhiệm giải quyết các vụ siêu nhiên và đáng sợ. Nghe nói chúng thần chỉ ước là do chính những chúa tể đó bảo Cục Thiên Thuẫn phát ra. Đám Richard cũng phải sợ khi đối diện với Cục Thiên Thuẫn. Thu tay lại đi, Lạc Việt không yếu đuối như anh tưởng tượng đâu. Anh đừng bao giờ xem thường con sư tử Đông Tấn đang ngủ say, nếu anh ép nó thì nó sẽ thức tỉnh đấy. Đặc công của Cục Thiên Thuấn thẳng thắn đưa ra lời khuyên. Richard mỉm cười, đúng vậy, quả thật Lạc Việt đã bị chúng tôi ép đến đường cùng rồi. Nhưng bọn đó vẫn đâu phải là đối thủ của chúng tôi. Tiếp theo đây, các vị sẽ thấy cảnh chúng tôi công chiếm Lạc Việt ngay thôi, các anh hãy tự lo liệu cho mình đi. Đặc công Cục Thiên Thuấn quay người bỏ đi. Họ chỉ đến nhắc nhở thôi. Trên chiến trường Đông Cảnh. Sư phụ. Nhóm Tiêu Phong thấy Diệp Lâm Quân bị bắn trúng. Mọi người gào to thảm thiết. Diệp Lâm Quân biến mất ngay trước mắt bọn họ vậy ư. Mọi thứ quá nhanh chỉ trong tích tắc. Vì thế, hồi lâu họ cũng không thể nào tin nổi tất cả những điều này là sự thật. Mặt khác, Hứa Chính Kiệt hét lớn, lên cho tôi, xông hết lên cho tôi. Lập tức chiếm lại chiến khu Đông Cảnh. Hứa Chính Kiệt ra lệnh, đại quân của Liên minh Chúa Tể lấn át như thủy triều. Bên Tiêu Phong rơi vào tình cảnh đơn độc và yếu thế. Cộng thêm mọi người đang đắm chìm trong sự đau khổ vì mất đi Diệp Lâm Quân. Chắc hẳn, trong vòng nửa tiếng họ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn mà thôi. Toàn thể những người có mặt nhắm hướng Bắc đến kinh thành tập họp. Đại quân đi sau bọn Hứa Chính Kiệt bắt đầu khởi động. Dù gì nhóm Tiêu Phong cũng sẽ không chịu nổi một đòn, không chống đỡ được nữa đâu. Lạc Việt dễ dàng để những kẻ ngoại đạo như bọn mi khiêu khích vậy sao? Bấy giờ, trên không trung vang lên tiếng sấm rền vang không dứt. Ầm ầm ầm. Tổng cộng 80 hộp năng lượng bản ra trong cùng một lúc. Diệp Lâm Quân bị bắn trúng nhưng 13 phát còn lại đều bắn hụt. Bắn đến mức nơi đây thành đống đổ nát. Trông nó như ngày tận thế vậy. Bắn trúng rồi, bắn trúng Diệp Lâm Quân rồi. Thành công, chúng ta thành công rồi. Toàn thể là tiếng nói này như vang lên từ chín tầng trời. Như tiếng vọng về của một vị thần trên trời cao. Đại quân Liên minh Chúa Tể sửng sốt, đột ngột dừng bước lại.
Nhóm Tiêu Phong sững sờ, kinh ngạc nhìn lên không trung. Chẳng lẽ Diệp Lâm Quân còn sống? Mấy trăm nghìn người đều đồng loạt nghĩ vậy. Không thể nào, hắn ta không chết sao? Hứa Chính Kiệt hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh, đôi môi trắng bệch. Tất cả mọi người đang rơi vào sự sợ hãi với Diệp Lâm Quân. Anh quá đáng sợ. Uinh uinh. Giây lát sau, chỉ thấy hai bên chiến trường phát ra tiếng động rung trời. Mau nhìn kìa. Mau nhìn kìa. Lúc này mọi người nháo nhác hô lên. Đầu tiên là bên trái xuất hiện một đàn chiến mã màu nâu đỏ, trên chiến mã có vài kiếm khách ăn mặc áo mũ trinh tê. Họ mặc áo bào dài màu trắng, đầu đội đấu lạp, trên người đeo kiếm dài. Tuy số lượng người không nhiều chỉ khoảng mấy nghìn người, nhưng khí thế như rồng bay như chiếm trọn vạn dặm núi sông. Bên phải cũng có chiến mã. Trên chiến mã toàn là đao khách mặc áo đen che mặt. Trên lưng họ còn có cung nỏ. Hai nhóm người đột ngột xuất hiện. Tất cả mọi người đều bối rối. Lạc Việt còn có viện quân thế này sao? Đây là suy nghĩ trong lòng mọi người. Lúc này, tại trụ sở vệ binh Viêm Long, mọi người đang chú ý đến hình ảnh nơi chiến trường lúc này. Nhìn thấy này hai đội nhân mã xuất hiện. Sắc mặt của các cán bộ cấp cao thay đổi một cách dữ dội. Là họ, chính là họ. Cuối cùng họ cũng xuất hiện rồi. Vốn dĩ tôi nghĩ mất đi Diệp Lâm Quân thì Lạc Việt toi rồi. Không ngờ truyền thuyết là thật, họ thật sự tồn tại, hơn nữa còn xuất hiện. Các cán bộ cao cấp của Viêm Long vui đến mức trào nước mắt. Sao vậy, Iốt của có chuyện gì? Tóm lại thân phận của họ là gì vậy? Những người khác trong vệ binh Viêm Long bối rối. Yên Minh Chúa Tể hoan hô. Thật ra không được nhắc đến truyền thuyết này nhưng họ đã xuất hiện và mọi người cũng thấy cả rồi. Vậy cứ nói cho, mọi người biết vậy. Trong truyền thuyết, tộc Bảo Long ẩn mình ở chỗ tối để bảo vệ Lạc Việt. Cũng chính là gia tộc canh giữ Lạc Việt. Chúng tôi không biết cụ thể họ có bao nhiêu người và càng không biết họ đang ở đâu. Ý nghĩa tồn tại của họ, trách nhiệm mấy đời của họ là bảo vệ con rồng cháu tiên cũng là canh giữ Lạc Việt, bảo đảm cho nền móng của Lạc Việt. Chỉ khi nào Lạc Việt rơi vào thời điểm nguy nan nhất thì họ sẽ xuất hiện để ngăn cơn sóng dữ và cứu vớt Lạc Việt trong nước lửa. Không chỉ thế, các gia tộc lớn bảo vệ cùng nắm trong tay một cơ quan trận pháp, nghe nói là để bảo vệ nền móng của Lạc Việt. Tôi còn nghe đồn rằng các đại gia tộc bảo vệ mỗi người giữ một cái chìa khóa, kết hợp tất cả chìa khóa lại với nhau thì mới có thể mở ra bí mật lớn nhất. Nghe đến đó, mọi người đều hít một hơi lạnh. Nhưng tộc Bảo Long này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chúng tôi cũng chỉ nghe nói, e là cho tới bây giờ ngay cả các bậc cha chú của chúng ta cũng chưa gặp được. Vì thế khi cuộc chiến tranh này vừa bắt đầu, chúng tôi chỉ mong đợi truyền thuyết có thật nhưng không ỷ vào truyền thuyết này. Thậm chí những sự việc xảy ra với Diệp Lâm Quân và được giải quyết, chúng tôi còn tưởng là họ ra tay, trái lại là tự Diệp Lâm Quân xử lý lấy. Vì vậy mới nói tộc Bảo Long này có tồn tại, hơn nữa họ luôn chú ý đến Lạc Việt. Bây giờ là thời khắc Lạc Việt nguy nan nhất nên họ mới xuất hiện đấy. Euro ó người tổng kết lại. Đúng, chính xác. E là sự vụ ở Kinh Thành cũng do họ giải quyết. Trên mặt mỗi vệ binh Viêm Long đều dấy lên tia hy vọng. Bọn họ sắp thắng rồi. Trên chiến trường, sau khi hai đội người ngựa trắng và đen xuất hiện, họ không nói tiếng nào, mà nhắm thẳng về hướng của Đại quân Liên minh Chúa Tể. Cuộc chiến vô cùng căng thẳng. Đừng thấy hai đội ngũ mới xuất hiện này tổng cộng chỉ có hơn nghìn người. Nhưng một khi lao vào đánh nhau, tất cả họ sẽ hóa thân thành cỗ máy giết người cực kỳ kinh khủng. Đại quân của Liên minh Chúa Tể hoàn toàn không có sức đánh trả. Chỉ có thể chờ bị giết làm thịt thôi. Hai đội quân trắng và đen này như đang hòn dỗi ganh đua với nhau vậy. Đánh cực xem ai giết được nhiều hơn. Người nào người nấy giết chóc đến điên luôn rồi. Đây là một trận chiến chẳng hề có tí kịch tính nào. Bọn Hứa Chính Kiệt đã sử dụng sạch hộp năng lượng nên chỉ đành trơ mắt nhìn đại quân của Liên minh Chúa Tể ngã xuống như dạ. Bọn họ không thể nào ngăn cản nổi. Cuộc chiến đấu này diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn. Liên minh Chúa Tể gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Sức chiến đấu của tộc Bảo Long thật kinh khủng quá đi thôi. Sau khi đánh Liên minh Chúa Tể tan tác, họ lại biến mất không thấy dấu tích. Như thể họ chưa bao giờ xuất hiện vậy. Tút lui. Mau rút lui. Hứa Chính Kiệt, Lý Chính Quốc và các nhân vật quan trọng đã nhanh chóng trốn khỏi Lạc Việt trước khi nguy hiểm vồ tới. Thua rồi,
Đại quân của Liên minh Chúa Tế tan đàn xẻ nghé rồi. Bốn khu lớn hầu như đều bị diệt sạch. Sau đó họ lại nhận được tin tức rằng kế hoạch phá hủy kinh thành cũng thất bại. Thua trắng. Liên minh Chúa Tể thất bại hoàn toàn. Vốn là liên minh được tạo thành từ đám võ giả, chỉ là một đạo quân ô hợp. Do đây tan rã, liên minh Chúa Tể giải tán tại chỗ. Tổ chức được xây dựng chưa đến nửa năm này bỗng chốc tan thành mây khói. Quả thật khiến người ta phải thốn thức, thua, thua thật rồi sao? Richard không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt. Đúng vậy, vào thời khắc sau cùng, đột nhiên Lạc Việt xuất hiện hai đội quân không rõ, thật sự rất khủng khiếp. Tất cả đều là cỗ máy giết người, đến giờ chúng ta còn chưa biết họ là ai. Richard im lặng. Anh ta nhớ đến lời cảnh cáo của Cục Thiên Thuẫn. Ép buộc con sư tử đó thức tỉnh. Quả nhiên đã tỉnh lại rồi sao? Bất kể thế nào anh ta cũng thua rồi. Thế nhưng may mắn là cuối cùng anh ta đã đưa được Hứa Chính Kiệt và vũ khí của hắn ta về. Đương nhiên là vũ khí sát thần bản thăng cấp loại 8. Những cái còn lại không có cơ hội mang về được, tất cả đều ở lại Lạc Việt rồi. Hứa Chính Kiệt và nhân viên kỹ thuật quan trọng cấp dưới của anh ta được đưa tới nước Chiến Ưng. Đây là trong cái rủi có cái may. Vệ binh Viêm Long cũng công bố tin tức trước toàn thế giới. Lạc Việt tuyên bố, đánh tan kẻ thù xâm lăng tổ chức võ giả liên minh Chúa Tể trên mọi mặt trận, cuộc chiến này Lạc Việt toàn thắng. Lạc Việt thắng rồi. Tin tức nhanh chóng truyền khắp Lạc Việt, lan ra toàn thế giới. Các ngõ phố Lạc Việt cất tiếng chiêng trống vang trời, tiếng pháo trỗi lên. Người người bắt đầu ăn mừng. Nơi nơi tổ chức hoạt động còn hoành tráng hơn lễ mừng năm mới. Cảm giác sống sót sau tai nạn thật sự rất tuyệt vời. Một khắc trước, Lạc Việt còn đang lâm vào nguy cơ diệt vong. Tất cả mọi người đều đã chuẩn bị kỹ càng. Đột nhiên sau đó được một nhóm anh hùng vô danh cứu rỗi. Lạc Việt vẫn là Lạc Việt bất khả chiến bại. Đoàn kết, nhất trí, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Toàn bộ Lạc Việt đều đang đảm chìm trong vui sướng. Nhưng các quốc gia nước ngoài chỉ biết trợn tròn mắt. Lạc Việt thắng ư. Không thể tin nổi. Họ không muốn nhìn thấy khung cảnh này nhất. Lạc Việt chống chọi được sao? Các cường quốc và thế lực lớn tỏ vẻ rệu rã như sắp chết. Ủ rũ nhất là những người đã rút quốc tịch khỏi Lạc Việt, gia nhập vào các nước khác. Họ hao hết tâm tư trốn tránh chiến loạn để ổn định cuộc sống an bình của mai sau. Tất cả mọi người đều mong mỏi Lạc Việt bị diệt vong. Nhưng ai ngờ được Lạc Việt sẽ thắng chứ? Lần này, họ không còn quốc tịch Lạc Việt nên không trở về được nữa. Hối hận. Hầu như tất cả mọi người đều đang hối hận. Tuy nhiên vệ binh Viêm Long và các chiến sĩ Lạc Việt không vui lên nổi. Họ đang tìm kiếm tung tích còn sót lại của Diệp Lâm Quân ở chiến trường. Dù có chết cũng phải để lại một món đồ lưu niệm cũng được mà. Trận chiến này thắng lợi như vậy, ai là người có công lao lớn nhất? Chắc chắn là Diệp Lâm Quân rồi. Mặc dù sau khi tộc Bảo Long xuất hiện thì mới có chiến thắng này, nhưng sự xuất hiện của họ cũng chỉ là kết thúc công việc mà thôi. Diệp Lâm Quân đã làm xong khoảng 4, 5 phần của việc này rồi. Nhất là giải quyết được uy lực của vũ khí sát thần. Diệp Lâm Quân đã liều mạng thử độc. Tiêu hao hết tất cả các hộp năng lượng của vũ khí sát thần, kể cả bản thăng cấp. Vậy nên mới khiến cho nó không còn chút uy hiếp nào nữa. Nếu không thì vũ khí sát thần vẫn có thể tạo ra tổn thất rất lớn cho tộc Bảo Long. Dù thế nào thì Diệp Lâm Quân vẫn là người có công lao lớn nhất. Anh đã dẫn đầu Lạc Việt, nhiệt tình xông lên để ngăn cơn sóng dữ. Vậy nên tất cả mọi người đều coi như anh vẫn còn sống. Dù anh có chết rồi thì họ cũng phải tìm bằng được những dấu vết còn sót lại. Mấy chục nghìn người điên cuồng tìm kiếm. Nhưng lại không có kỳ tích nào xảy ra cả. Bọn họ tìm mãi mà vẫn chẳng thấy Diệp Lâm Quân đâu, ngay cả một chút dấu vết còn sót lại cũng chẳng thấy được. Không thấy sư phụ đâu rồi, tôi đã tận mắt chứng kiến ngài ấy bị đánh tan thành mây khói rồi. Vũ khí sát thần là thứ đáng sợ như vậy đấy, nó có thể khiến người ta biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù đám người Tiêu Phong không muốn chấp nhận kết quả này nhưng cũng chẳng còn kết quả nào khác. Mong là trời cao sẽ thương Lạc Việt chúng ta mà ban xuống một kỳ tích. Tất cả mọi người đều thâm cầu nguyện như vậy. Đoàng đoàng đoàng. Mấy chục nghìn người chiến sĩ chĩa súng lên trời, gửi lời chào đến Diệp Lâm Quân. Bên kia, sau khi được đưa đến nước Chiến Ưng,
Hứa Chính Kiệt đã được đón tiếp bằng những nghỉ lễ cao sang nhất và được hưởng đãi ngộ bậc nhất ở nơi này. Những điều kiện hắn ta đưa ra, đều được đám người Richard đồng ý ngay và luôn. Những người ở hải đảo này không hề nói dối. Thậm chí họ còn chuẩn bị thực hiện lời hứa hẹn cho hắn ta lên làm quốc vương. Nước Chiến Ưng còn nắm quyền quản lý của rất nhiều nước nhỏ xung quanh khác. Sau khi nghe lời thuyết phục của Richard, nước Chiến Ưng đã quyết định tặng đất nước phụ thuộc lớn nhất của mình cho Hứa Chính Kiệt, cho hắn ta lên làm quốc vương của nước đó. Lễ ăn mừng phong hắn ta thành quốc vương sẽ được cử hành sau 7 ngày nữa. Mặc dù bọn họ đã không thắng trong trận chiến này, nhưng danh tiếng của Hứa Chính Kiệt vẫn vang xa đi khắp thế giới, khiến hắn ta trở thành nhân vật nổi tiếng nhất lúc này. Bây giờ có rất nhiều nữ siêu sao quốc tế đến gặp hắn ta, sẵn lòng làm người tình của hắn ta. Rồi còn có cả những đại gia siêu giàu hàng đầu thế giới cũng sẵn lòng bỏ ra số tiền trên trời để mua lại món vũ khí sát thần trong tay hắn ta. Càng ngày càng có nhiều người ở thị trường quốc tế sẵn sàng đầu tư vào Hứa Chính Kiệt. Một người bình thường như Hứa Chính Kiệt, bây giờ lại thành kẻ đứng đầu thiên hạ. Tôi cũng có công lao đấy chứ, ít nhất thì tôi cũng đã giết được Diệp Lâm Quân. Tôi muốn đích thân thông báo tin này cho Lý Tử Nhiệm. Hứa Chính Kiệt nở một nụ cười biến thái. Trái với vẻ hưng phấn của Hứa Chính Kiệt thì đám người Richard lại đang rất buồn phiền, đau đầu. Họ đã nghĩ cách lâu như vậy, tập hợp đội quân hùng mạnh đến thế, nào ngờ kết quả cuối cùng vẫn là thua trong gang tấc. Ngay cả em trai anh ta cũng suýt thì bị giết chết. Nhìn dáng vẻ thê thảm của Jefferson lúc này, Richard tức muốn hộc máu. Anh trai, cũng may là Diệp Lâm Quân chết rồi, mối thù của em cũng được báo. Sau khi thấy sức mạnh của Diệp Lâm Quân, Jefferson cũng biết là việc báo thù của mình cũng chỉ là một chuyện rất xa vời. Cũng may là Hứa Chính Kiệt có vũ khí sát thần. Đúng vậy, cuối cùng thì chúng ta vẫn được lời hơn, ít ra thì Diệp Lâm Quân cũng chết rồi, nếu không thì sau này anh ta sẽ uy hiếp đến chúng ta quá nhiều. Nhưng anh không thể nghĩ được ra là đám viện binh cuối cùng xuất hiện giúp cho bên Lạc Việt đến từ đâu. Họ là ai? Richard sờ cằm, tự hỏi. Jefferson cũng đang suy tư. Nhưng trong đầu anh ta lại toàn là hình ảnh của Diệp Lâm Quân. Cả người anh ta run lên bần bật. Nhớ lại về những gì liên quan đến Diệp Lâm Quân, anh ta thật sự cảm thấy rất sợ hãi. Từ nhỏ đến giờ, Diệp Lâm Quân là người mà anh ta sợ nhất. Thậm chí anh ta còn có cảm giác rằng Diệp Lâm Quân vẫn chưa chết, cảm giác đó rất mãnh liệt. Bên tai anh ta vẫn còn văng vắng giọng nói của Diệp Lâm Quân, dù mày có chạy trốn đến chân trời góc biển thì tao vẫn sẽ bắt mày lại thôi. Mày không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay tao đâu. Jefferson càng ngày càng thấy sợ hơn. Anh ta có cảm giác như Diệp Lâm Quân đang ở ngay gần mình, nấp vào một góc tối để quan sát mình vậy. Chẳng bao lâu nữa, Diệp Lâm Quân rồi cũng sẽ đến nước Chiến Ưng, bắt anh ta về thôi. Jefferson kể cho Richard nghe về những điều đó nhưng cuối cùng lại bị anh trai mảng cho một trận. Jefferson, em bị Diệp Lâm Quân dọa sợ thành bệnh tâm lý rồi à? Anh nói cho em biết, Diệp Lâm Quân chết rồi, chắc chắn là đã chết hẳn rồi. Có hàng trăm nghìn người đã chứng kiến cảnh anh ta chết rồi. Chắc là do em bị vấn đề về tâm lý thôi. Sau đó, Richard thuê mấy vị bác sĩ tâm lý để tư vấn tâm lý cho Jefferson. Mà bây giờ Hứa Chính Kiệt cũng đang trong trạng thái tương tự. Hắn ta là người đang được chú ý nhất trên khắp thế giới này. Ảnh hưởng tích cực cũng có mà ảnh hưởng tiêu cực cũng nhiều chẳng kém. Có rất nhiều người mang hắn ta là quân bán nước, đồ phản bội tổ quốc, giết chết đồng bào của chính mình. Sớm muộn gì thì hắn ta cũng sẽ bị bắt về Lạc Việt để chịu tội thôi. Chẳng hiểu sao nhưng khi Hứa Chính Kiệt nghe những câu nói đó, hắn ta lại thâm cảm thấy bối rối. Hắn ta có cảm giác như vấn đề này sắp xảy ra đến nơi rồi vậy. Dù sao thì hắn ta cũng cảm thấy rất bất an. Hắn ta kể hết lại mọi chuyện cho Richard. Richard bảo hắn ta yên tâm đi. Bây giờ hắn ta là người của nước Chiến Ưng rồi, sắp trở thành một quốc vương rồi. Sao phải sợ chứ, không ai có thể dân hắn ta đi khỏi nước Chiến Ưng được. Trên đời này làm gì có ai dám làm càn ở nước Chiến Ưng này chứ. Bắt em trai anh ta và Hứa Chính Kiệt đi đúng là chuyện viển vông. Hứa Chính Kiệt cũng dần yên tâm hơn. Nếu như có ai đó hỏi trên thế giới này có nơi nào an toàn nhất, thì chắc chắn là nước Chiến Ưng sẽ lọt vào top 3 đứng đâu. Bây giờ hắn ta chẳng phải e ngại gì cả.
Mặc dù bên Lạc Việt đang ăn mừng chiến thắng, nhưng đồng thời họ cũng phải xử lý rất nhiều chuyện phiền phức sau chiến tranh. Đám người Tiêu Phong thì vẫn ra sức tìm Diệp Lâm Quân. Mặc dù chúng ta đã thẳng hoàn toàn trong trận chiến này, nhưng vẫn rất có nhiều kẻ địch đã bỏ chạy. Thứ nhất là Hứa Chính Kiệt, hắn ta phản bội Lạc Việt rồi dùng vũ khí đặc chế để giết chết đồng bào ta. Hắn ta chính là tội đồ của nước Lạc Việt, vậy mà bây giờ lại chạy đến nước Chiến Ưng. Thứ hai là hai anh em Richard và Jefferson. Richard là một trong những người đứng đầu Liên minh Chúa Tể, nhưng chưa rõ thân phận của anh ta lắm. Họ đều đang ở nước Chiến Ưng. Thứ ba, tập đoàn Tam Hưng ở tỉnh Quốc cũng là do họ lập nên, hầu hết tài nguyên và tài nguyên trong trận chiến lần này đều là do họ chỉ ra. Thứ tư, những phe phái khác đều đã phái người đến tham gia thuẫn cục mấy ngày tới, còn có cả bên câu lạc bộ Thiên Khải nữa. Vệ binh Viêm Long liệt kê ra các kẻ địch của Lạc Việt, có thể là bây giờ chúng ta chưa có cách nào, nhưng nếu có cơ hội thì chúng sẽ phải trả giá đắt cho hành vi của mình đấy. Lạc Việt đã ghi nhớ những kẻ địch này rồi. Còn có cả đám võ giả không tham dự chiến đấu ở bên Lạc Việt, rồi cả nhóm người tà môn ma đạo đều là kẻ địch của Lạc Việt rồi, những người đó cũng phải chết. Họ còn liệt kê hết tất cả các tên của những nhóm tà môn ma đạo liên quan đến Liên minh Chúa Tể ra. Đúng rồi, đã có tộc Bảo Long ra tay rồi thì những nhóm tà môn ma đạo đó đều phải nhận tội thôi. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể trơ mắt ra nhìn anh em Richard và Hứa Chính Kiệt thôi à. Họ đang ở nước Chiến Ưng. Chúng ta ra tay thế nào đây? Ừ, tạm thời thì vẫn chưa làm gì họ được, sau này chúng ta sẽ tìm cơ hội sau. Nhưng cũng có thể là cả đời này chúng ta sẽ không thể làm gì họ được. Nghe nói là 7 ngày nữa Hứa Chính Kiệt sẽ làm lễ thăng chức lên làm quốc vương, khi đó chúng ta muốn động vào hắn ta sẽ càng khó hơn. Vẻ mặt mọi người đều rất uể oải. Động chứ, sao lại không động? 10 năm tù của Jefferson mới bắt đầu thôi. Anh ta phải quay lại đây mà ngoan ngoãn ngồi tù đi chứ. Hứa Chính Kiệt thì cứ theo tội phản quốc mà xử, phải bắt về Lạc Việt mà phán tử hình. Tôi đã nói rồi, mấy người không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu. Một nơi nào đó ở phương Bắc Châu, có một giọng nói vang lên. Diệp Lâm Quân xuất hiện. Phải báo được thù cho tất cả các anh em ở Trấn Thiên Điện. Phải báo thù cho tất cả các anh em đã chết. Diệp Lâm Quân nắm một thanh chiến dao. Màu đen trong tay. Đây chính là chiến đao Bắc Thiên Vương mà anh đã dùng thiên thạch ngoài vũ trụ để tạo thành. Nó tên là Bắc Minh. Bây giờ thứ mà Diệp Lâm Quân đang cầm không chỉ là một thanh đao bình thường, mà còn là niềm hy vọng của các anh em. Diệp Lâm Quân đã chết rồi sao? Tất nhiên là anh chưa chết. Diệp Lâm Quân đâu phải là người ngu. Nếu vũ khí sát thần có thể giết chết anh thật thì chẳng lẽ anh sẽ ngu đến mức cứ đứng được ra ở đó để làm bia ngắm? Cứ vậy mà để cho vũ khí sát thần đánh chúng mình. Chắc chắn là anh sẽ không làm vậy rồi. Dù có muốn tiêu hao năng lượng của nó thì cũng không đến mức phải làm vậy. Sau khi lên làm người chỉ huy, Diệp Lâm Quân đã nhắc các chiến sĩ phải nhớ lấy điều quan trọng nhất, phải sống. Dù chiến trường có thay đổi thế nào thì việc đầu tiên cần làm đó là sống sót. Chỉ khi còn sống thì mới còn tư cách để chiến đấu tiếp. Vậy nên Diệp Lâm Quân sẽ không dùng cái chết của mình để tiêu hao hết năng lượng ở vũ khí của đối phương. Uy lực của vũ khí sát thần đúng là đáng sợ thật đấy, nó có thể khiến anh bị thương, nhưng không thể giết chết anh được. Sau khi Diệp Lâm Quân nhận được duyên ở chỗ sư phụ tùy ý, cường độ của cơ thể anh đã đạt đến cảnh giới mà người bình thường khó bề tưởng tượng ra được. Dưới sự công kích của vũ khí sát thần, anh đã kiểm tra thử cường độ cơ thể của mình. Anh đã có được kết quả rồi. Dù Hứa Chính Kiệt có dùng vũ khí sát thần bản nâng cấp đánh 80 nhát lên người anh thì cũng chỉ có thể khiến anh hấp hối, chứ không thể giết nổi anh. Vào đúng lúc quan trọng nhất, Diệp Lâm Quân đã nhận ra đang có người nào đó âm thầm quan sát tất cả. Anh muốn biết đám người này là ai, nên đã ép họ đi ra ngoài. Nào ngờ những người này lại chính là tộc Bảo Long. Hóa ra họ đã âm thầm quan sát hết mọi chuyện từ lâu rồi. Nhưng khi đó Diệp Lâm Quân không phán đoán ra được họ là địch hay là bạn, nên chỉ có thể kiểm tra thử. Vậy là sau khi chúng khoảng hơn 60 chiêu, Diệp Lâm Quân đã giả vờ như mình bị đánh tan thành mây khói rồi. Đối với những người khác mà nói thì chuyện này rất khó. Nhưng đối với Diệp Lâm Quân thì đây lại là việc rất đơn giản. Đây là một môn chiến kỹ mà sư phụ tùy ý đã dạy cho anh, ma ảnh phân thân.
Đại khái thì nó là ảo giác được tạo ra khi lợi dụng tốc độ nhanh nhất có thể, ảo ảnh phân thân. Vậy là khi đó thứ bị đánh tan thành mây khói thật ra chỉ là một phân thân của anh mà thôi. Nhưng nó lại lừa được tất cả mọi người. Kể cả tộc Bảo Long thần bí kia. Trong mắt bọn họ, Diệp Lâm Quân đã bị đánh chết rồi. Bây giờ Diệp Lâm Quân mới học ma ảnh phân thân chưa lâu, trước mắt mới chỉ có thể luyện ra một phân thân. Tất nhiên, chuyện này chỉ là vì Diệp Lâm Quân không đầu tư quá nhiều công sức vào môn chiến kỹ này mà thôi. Vì anh thấy môn này không có tính thực dụng lắm, nên anh mới tập trung vào các môn chiến kỹ và công pháp khác. Bây giờ xem lại thì anh quyết định tu luyện ma ảnh phân thân nhiều hơn mới được. Mà thực ra, sư phụ tùy ý cũng đã nói với anh rồi, nếu luyện ma ảnh phân thân được đến trình độ cao nhất thì có thể phân thân thành hàng trăm người khác cũng là chuyện rất đơn giản. Chuyện này, Diệp Lâm Quân vẫn chưa thể tưởng tượng ra nổi. Anh từng tò mò hỏi sư phụ tùy ý, rằng ông ta có thể luyện ra bao nhiêu phân thân. Nhưng sư phụ tùy ý lại không đáp lại mà chỉ giơ một ngón tay lên thôi. Lúc đó Diệp Lâm Quân không để ý lắm. Nhưng sau này, mỗi khi nhớ đến chuyện đó, anh lại cảm thấy rùng mình. Một ngón tay đó có nghĩa là, sư phụ tùy ý không thể dùng ngôn ngữ của người bình thường để miêu tả ra. Ông thật sự rất giống như một vị thần tiên vậy. Lúc này, Diệp Lâm Quân cầm chiến đao Bắc Minh, đã đến phương Bắc Châu rồi, chẳng bao lâu nữa là sẽ đến nước Chiến Ưng. Khi nghe đến chuyện Hứa Chính Kiệt muốn lên làm quốc vương, anh tức đến run người. Hứa Chính Kiệt, tôi không tha cho cậu đâu. Còn cả nước Chiến Ưng nữa, năm đó đã làm ra bao nhiêu chuyện độc ác như vậy, tôi phải tính sổ từng chuyện một. Diệp Lâm Quân đi từng bước về phía nước Chiến Ưng. Chẳng ai ngờ được rằng sắp có một trận mưa máu gió tanh sắp ập đến nước Chiến Ưng. Mà điều đáng sợ nhất, đó là chỉ có một mình Diệp Lâm Quân mà thôi. Một người một đao, hô mưa gọi gió, khắp năm châu bốn bể không ai dám cản lại. Ai nói là không có ai dám giễu võ dương oai ở nước Chiến Ưng? Đã hỏi ý kiến Diệp Lâm Quân tôi chưa? Trước kia Lạc Việt phải đương đầu với quốc nạn, đã có khá nhiều người dân Lạc Việt rời đi. Các quốc gia bên ngoài đã tích cực tiếp nhận những nhân tài tỉnh Anh đến từ Lạc Việt. Theo số liệu đã được thống kê thì có 3 quốc gia đã tiếp nhận nhiều người tinh Anh từ Lạc Việt nhất, lần lượt là Chiến Ưng, đảo Đông Ca và Tinh Quốc. Nước Chiến Ưng, 570.000 người. Đảo Đông Ca, 420.000 người. Tỉnh Quốc, 330.000 người. Đây là những con số khó mà tưởng tượng ra nổi. Đây mới chỉ là những con số thống kê các nhân tài mà các quốc gia đó mời chào đến. Còn có rất nhiều người mà họ không đếm ra được. Chuyện này đã giúp Lạc Việt kiểm tra được lòng dân, đã có bao nhiêu người sợ hãi mà chạy ra khỏi Lạc Việt. Nhưng những người đó lại không ngờ rằng Lạc Việt lại thắng. Vậy là hơn 99% số người đã đi lại gặp phải một tình huống khá xấu hổ, có nên quay lại Lạc Việt hay không? Trước kia những người đó rời khỏi Lạc Việt cũng không phải là vì sống ở nước ngoài sướng hơn, mà là vì Lạc Việt đang trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, sắp diệt vong đến nơi rồi. Chính vì thế nên họ mới rời đi. Nhưng thật ra, sau khi sang nước khác thì chưa chắc đã được sống sung sướng hơn khi ở Lạc Việt. Không phải người nào cũng giống Hứa Chính Kiệt, có thể lên làm quốc vương, rồi khiến cho nước Chiến Ưng thỏa mãn hết mọi yêu cầu của mình. Phần lớn những người di dân sang nước khác lại phát hiện ra mọi chuyện lại không hề đẹp đẽ như bề ngoài. Những quốc gia như nước Chiến Ưng không hề coi họ là người của nước mình. Nhưng người đó chỉ nhìn chúng tiền tài, tài nguyên và sự tài hoa của họ mà thôi. Nếu người nào may mắn có tài năng và năng lực thì còn được trọng dụng. Còn đa số những người còn lại thì đều bị chèn ép. Rồi đợi đến ngày những người đó hết giá trị lợi dụng thì những quốc gia đó chắc chắn sẽ không hề lưu tình mà đá văng họ ra nước ngoài. Mặc dù không ai nói rõ chuyện này ra thành lời nhưng ai cũng tự hiểu ngầm với nhau. Mà thực tế, Trương Phúc Long, người đến nước Chiến Ưng để đợi người nhà họ Lý và người nhà họ Trịnh lại càng rõ chuyện này hơn. Vì khoảng thời gian gần đây, người của nước Chiến Ưng bắt đầu bóc lột họ trên mọi phương diện rồi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà tiền họ mang theo đã bị tiêu hết 1/3 rồi. Thực ra sau khi rời khỏi nhà họ Lý và nhà họ Trịnh, những người này chẳng là cái thá gì cả. Năng lực cá nhân quá tầm thường, văn không có mà võ thì cũng chẳng thông. Tất cả những gì họ có đều là nhờ sự ban phát của gia tộc. Không có gia tộc và môn phiệt Tây Đường, thậm chí còn chẳng có Thành Vô Song đứng sau.
họ chẳng là cái thá gì cả. Sau khi Lạc Việt giành thắng lợi, họ lại càng thấy tình hình của mình không ổn. Bây giờ họ đang có khoản tiền lớn, thậm chí là sở hữu cả tài nguyên trong tay, nhưng những thứ này dùng mãi rồi cũng sẽ hết. Gia tộc thì sẽ không chu cấp cho họ mãi được. Đám người Trương Phúc Long, Lý Hồng Thăng, Lý Hồng Hải tụ hết lại về một chỗ, bàn bạc xem giải quyết chuyện này thế nào. Trịnh Quân Nga và Lý Ánh Nguyệt thì tỏ rõ quan điểm là muốn sống nhàn nhã ở nước ngoài nên cả hai nhất trí nói rằng không muốn rời khỏi nước Chiến Ưng. Nếu như có thể thì hai người họ còn muốn sống mãi ở nước Chiến Ưng. Đám người Lý Hồng Thăng và Trương Phúc Long cũng rất thích cuộc sống ở nước Chiến Ưng. Dựa theo tình hình trước mắt thì chúng ta có thể sống ở nước Chiến Ưng khoảng 5 năm mà không cần lo về chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng sau 4, 5 năm nữa thì phải làm thế nào đây? Lý Hồng Phúc khá lý trí, hỏi mọi người. Chuyện này, tất cả mọi người đều do dự. Họ đều hiểu là số tài nguyên mình có kiểu gì cũng sẽ có ngày bị cạn kiệt. Hay là chúng ta quay về Lạc Việt? Lý Hồng Hải hỏi thử ý kiến mọi người. Không được, về thì xấu hổ chết mất. Bây giờ họ coi chúng ta như mấy tên phản đồ rồi. Chúng ta quay lại Lạc Việt cũng khó lắm. Đấy chưa kể là những người lớn trong gia tộc sẽ không đồng ý, chúng ta là những đứa cháu bất tài mà. Với cả, chúng ta quay lại Lạc Việt làm gì chứ? Nước Chiến Ưng tốt như vậy cơ mài. Thấy tất cả mọi người đều không muốn về, Lý Hồng Hải lại nói, thực ra tôi còn có một cách. Cách gì thế? Nói mau lên. Vẻ mặt mọi người đều tràn ngập sự mong chờ. Chúng ta có thể ở lại nước Chiến Ưng tiếp, còn thiên tài và tài nguyên thì đi xin gia tộc là được. Tôi không tin là mấy lão già đó sẽ trơ mắt ếch ra nhìn chúng ta chết đói đâu. Lý Hồng Hải nói. Đúng đấy, thật ra ông bà nội chúng ta ngoài miệng ăn nói chua ngoa thế chứ thực ra họ rất dễ mềm lòng. Mặc dù lần này chúng ta đã chọc giận họ thật, nhưng khi chúng ta có chuyện thì họ sẽ không thể mặc kệ được đâu. Còn phải nói nữa à, nếu chúng ta gặp chuyện gì không may mấy ông bà già ý chẳng sốt ruột muốn chết à, chúng ta muốn gì cũng sẽ đưa thôi. Nói vậy xong. Mấy người đó đều thoải mái hẳn lên, vẻ mặt ai nấy cũng hiện rõ sự hưng phấn. Họ có thể ở lại nước Chiến Ưng, làm người giàu có tiếp. Sau đó còn quay ra khinh bi những đồng bào Lạc Việt khác. Mà điều quan trọng nhất là họ vẫn có thể ăn bám tiếp, cứ vậy mà hút máu gia tộc mình như những con muỗi vậy. Nhưng họ nói cũng đúng. Nếu họ rơi vào tình huống nguy hiểm thì Lý Văn Chấn tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Đây cũng chính là động lực khiến đám người Lý Hồng Hải ở lại nước Chiến Ưng tiếp. Nhưng sau đó Lý Hồng Thắng nghe một cuộc điện thoại, vẻ mặt châm hẳn xuống. Tôi vừa nghe nói là bên vệ binh Viêm Long đã biết chuyện bé Quân là thiên tài rồi, sau này họ sẽ bồi dưỡng đặc biệt con bé. Mọi người ngẫm lại xem, bé Quân là niềm hy vọng của Lạc Việt, thân phận này cao quý biết bao. Nước lên thì thuyền lên. Địa vị của những người liên quan đến nhà họ Lý và nhà họ Trịnh chắc chắn cũng sẽ lên như diều gặp gió. Thậm chí có khi còn được lên gia tộc hộ quốc cũng nên. Lúc đó thì đúng là khoảng thời gian hoàng kim của gia tộc chúng ta rồi. Lý Hồng Thắng nói. Đây là tin tức mà hắn mới dò hỏi được. Mà đúng là vậy, vệ binh Viêm Long không tìm được Diệp Lâm Quân, nên họ đã quyết định dốc hết sức để đền bù tổn thất cho người nhà của Diệp Lâm Quân. Vừa khéo lại tình cờ phát hiện ra chuyện bé Quân là thiên tài. Vậy là họ đã quyết tâm muốn bồi dưỡng cô bé. Tin tức này đã được công bố ra bên ngoài rồi. Gì cơ? Vẻ mặt những người ở đây lập tức thay đổi. Nếu đúng như vậy thì địa vị hai nhà Lý Trịnh sắp bay lên trời rồi. Mặc dù cuộc sống của họ ở nước Chiến Ưng có thoải mái đến mấy thì cũng chẳng bằng được việc có địa vị cao cao tại thượng ở nước Lạc Việt. Nếu nói vậy thì chúng ta ở lại đây làm quái gì nữa? Mau về nước thôi. Đúng vậy, Lạc Việt mới chính là cố hương của chúng ta về nước là chuyện nên làm. Dù chúng ta đang tha hương ở nước lạ nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng là người Việt mài. Thái độ của những người này lập tức thay đổi 180 độ. Lúc này, ai cũng muốn quay lại Lạc Việt ngay và luôn. Muốn quay lại Lạc Việt à, đừng có mà mơi. Đột nhiên có một giọng nói khác xuất hiện. Chẳng bao lâu sau có một nhóm người tiến vào. Trang Viên. Người cầm đầu chính là Hứa Chính Kiệt. Bây giờ hắn ta là miếng bánh rất thơm ngon, vừa ra khỏi nhà là đã được bảo vệ bởi vô số cao thủ. Trên trời còn có vài chiếc phi cơ bay lượn. Nước Chiến Ưng không muốn để hắn ta bị giết, mà cũng không muốn hắn ta bị thế lực nào đó khác hoặc quốc gia khác bắt mất.
Vậy nên bây giờ hệ số phòng vệ xung quanh Hứa Chính Kiệt đang được đẩy lên mức cao nhất. Có thể dùng bao nhiêu cao thủ thì họ dùng hết bấy nhiêu. Là cậu. Nhóm người Lý Hồng Thắng thấy Hứa Chính Kiệt thì bất ngờ rõ ra mặt. Họ biết Hứa Chính Kiệt, mà cũng biết rõ việc Hứa Chính Kiệt là bạn học của vợ chồng Diệp Lâm Quân. Từ bây giờ trở đi, mấy người đi theo tôi, thân phận công dân nước Chiến Ưng của mấy người sẽ không bao giờ thay đổi lại được nữa. Hứa Chính Kiệt cười nói. Đám người Lý Hồng Phúc quay sang nhìn nhau. Nếu đi theo Hứa Chính Kiệt thật thì họ chính là quân bán nước rồi, giống như bị đóng dấu mộc vậy, cả đời này sẽ không thể quay lại Lạc Việt nữa. Nếu mấy người không đồng ý thì có đi khắp cả thế giới này cũng không có chốn dung thân đâu. Yên tâm đi, sau này đi theo tôi sẽ được hưởng vinh hoa phú quý cả đời, dù có là ở nước Chiến Ưng thì mấy người cũng sẽ có chức vị cao hơn rất nhiều người. Cuối cùng thì mọi người cũng đồng ý đi theo Hứa Chính Kiệt. Dù sao thì mạng sống cũng là quan trọng nhất. Bây giờ nếu không đồng ý với Hứa Chính Kiệt thì ai cũng có thể đoán được kết cục của mình. Vậy nên họ mới phải đi theo hắn ta. Vậy mục đích của Hứa Chính Kiệt là gì? Rất đơn giản. Hắn ta muốn chia rẽ gia tộc của Lý Từ Nhiệm từ trong ra ngoài, rồi sau đó hủy diệt nó hoàn toàn. Trước hết là gán tội danh bán nước cho những người này đã. Nhưng mà Hứa Chính Kiệt không nuốt lời. Sau khi nhóm người Lý Hồng Phúc đồng ý, nước Chiến Ưng lập tức cho họ những đãi ngộ tốt nhất. Kể cả địa vị hay những đãi ngộ khác đều được nâng lên cao hơn hẳn một bậc. Hứa Chính Kiệt còn hứa hẹn là sau khi hắn ta lên làm quốc vương thì đám người họ cũng có thể thăng quan tiến chức. Thậm chí còn có thể được phong tước ở nước Chiến Ưng. Vậy là tiền đồ của đám người Lý Hồng Hải đã sáng sủa hơn hẳn. Nếu đi theo Hứa Chính Kiệt thì tiền đồ của họ sẽ hơn hẳn là quay lại Lạc Việt. Nếu quay lại Lạc Việt thì họ sẽ phải sống dưới cái bóng mà Lý Từ Nhiệm và bé quân ban cho. Nhưng nếu ở lại Chiến Ưng thì mọi chuyện sẽ khác. Họ không cần phải dựa vào người khác, mà chỉ cần đi theo Hứa Chính Kiệt là được rồi. Tất cả mọi người đều vui như điên. Sau đó chuyện Hứa Chính Kiệt sắp làm quốc vương đã được truyền đi. Không chỉ như vậy mà còn có rất nhiều người từng là người nước Lạc Việt cũng nóng lòng ủng hộ Hứa Chính Kiệt. Tất cả bọn họ đều sẵn lòng đi theo Hứa Chính Kiệt, vì Hứa Chính Kiệt không chỉ liên lạc lại với nhóm người đoàn Đông Hải, mà còn lôi kéo rất nhiều tỉnh anh đứng đầu đã từng đi khỏi nước Lạc Việt. Kế hoạch của Hứa Chính Kiệt là lôi kéo tất cả những người này về cùng một chỗ. Có thể thấy là Hứa Chính Kiệt có đã tâm rất lớn. Dù hắn ta có rời khỏi Lạc Việt thì vẫn muốn xây dựng nên một Lạc Việt khác ở ngoài. Sức ảnh hưởng của Hứa Chính Kiệt rất lớn. Vệ binh Viêm Long nổi giận. Họ lập tức tuyên bố công khai ở diễn đàn quốc tế, yêu cầu nước Chiến Ưng giao Hứa Chính Kiệt và Jefferson, người đã từng bị kết tội ở Lạc Việt ra. Nhưng lời đề nghị này lại bị từ chối ngay. Vệ binh Viêm Long cũng chỉ có thể làm mỗi vậy. Thế là họ đành phải trơ mắt ra nhìn đám người Hứa Chính Kiệt ở nước Chiến Ưng. Họ không thể phái người đến thẳng nước Chiến Ưng để dẫn người về được. Những người không có thực lực thì thôi không nói làm gì, mà nếu có thực lực thì cũng chẳng ai dám đi. Vệ binh Viêm Long quyết định liên hệ với bên tộc Bảo Long, nhờ họ đi dẫn người về. Nhưng bên tộc Bảo Long lại trả lời rất ngắn gọn. Chuyện này cho qua đi. Vậy là vệ binh Viêm Long cũng hiểu, ngay cả bên tộc Bảo Long cũng rất kiêng kỵ khi làm chuyện này. Nếu có thể không chọc vào mấy chuyện phiền phức thì họ sẽ không dây vào. Thế là mọi người đành phải trơ mắt ra nhìn Hứa Chính Kiệt diễu võ dương oai. Sau khi biết đám người Lý Hồng Hải gia nhập vào đội của Hứa Chính Kiệt, Lý Văn Chấn và Ngô Thị Lan lập tức gọi điện cho họ. Thằng cháu bất hiếu kia. Mặt mũi của nhà họ Lý, nhà họ Trịnh đều bị chúng mày đem đi quét đất hết rồi. Nghe lời khuyên của mọi người, mau dứt khỏi chỗ đó rồi quay về lại Lạc Việt đi. Mọi người bên Lạc Việt sẽ đón chúng mày. Nhưng bây giờ họ đã được nếm đến những điều ngon ngọt rồi, sao có thể quay về được chứ? Ba, mẹ nghe này, mọi người cũng đến nước Chiến Ưng đi, con đảm bảo là thân phận và địa vị của mọi người bên này còn cao hơn là ở Lạc Việt nhiều. Đây mới chính là chốn thiên đường nơi nhân gian. Đúng vậy, Lạc Việt thì có gì hay chứ? Mọi người nên đi ra ngoài ngắm xem thế giới này ra sao chứ? Mẹ biết không, cậu Hứa đã đồng ý cho hai chúng con hẳn một hòn đảo rồi, sau này chúng con sẽ là đảo chủ đấy. Đám người Lý Hồng Hải chẳng những không nghe lời khuyên bảo của người lớn mà còn khuyên ngược lại cả dòng họ mình chuyển đến bên này. Lũ vô liêm sỉ! Sau này chúng mày có chết đói bên ngoài thì bọn tao cũng chẳng quan tâm đâu.
mấy người lớn bị chọc tức điên lên. Ha ha, sau này ba mẹ không cần lo cho chúng con đâu, chúng con sắp thăng chức rồi nhưng họ lại không hề để ý đến chuyện này. Cút, từ nay về sau chúng tao cắt đứt hoàn toàn với chúng mày. Nhà họ Lý và nhà họ Trịnh quyết định cắt đứt quan hệ với những người này. Ngu xuẩn, mục nát, bảo thủ. Kiểu gì cũng có ngày mấy người sẽ hối hận. Lý Hồng Hải tức giận gào lớn. Những người khác cũng hùa vào nói theo, đúng đấy, do họ quá cố chấp thôi. Thật ra, sau khi chúng ta đi theo cậu Hứa thì cũng chẳng cần liên lạc với bọn họ mấy nữa. Vì cậu Hứa đang muốn dốc sức để tạo ra một nước Lạc Việt khác, huống chỉ những người đi theo cậu ấy đều là những đồng bào Lạc Việt của chúng ta cả. Thế này thì có khác gì Lạc Việt đâu, đúng rồi, chúng ta bây giờ cũng tương đương với Lạc Việt ở nước ngoài rồi. Ai nói là chúng ta phản bội tổ tiên nhà mình chứ? Bây giờ chúng ta đang làm vẻ vang cho tổ tiên nhà mình mà chúng ta đã đưa Lạc Việt đến một thế giới khác, bây giờ chúng ta vẫn là những người có công với đất nước. Bọn họ mặt dày nói. Rõ ràng là đang phản bội đất nước nhưng lại nói như thể mình đang làm việc gì đó dạng danh dòng họ tổ tiên vậy. Sau đó, Hứa Chính Kiệt đã liên lạc được với rất nhiều người đồng bào Lạc Việt đã rời khỏi nước. Mọi người đều đồng ý. Hứa Chính Kiệt khua trống gõ chiêng càng lớn thì những người dân Lạc Việt lại càng cảm thấy bất mãn với vệ binh Viêm Long. Nhưng họ lại chẳng thể làm gì ngoài việc lên án công khai. Có rất nhiều người hy vọng rằng sẽ xuất hiện vị anh hùng nào đó đứng ra mắng nhiếc Hứa Chính Kiệt một phen. Rồi sau đó đạp đổ hết những dã tâm của hắn ta. Mặc dù ai cũng biết đây chỉ là những suy nghĩ viển vông mà thôi. Trong căn cứ của vệ binh Viêm Long. Vẫn chưa tìm được Nhất Vũ Kiên Vương à. Mọi người đều yên lặng. Họ đã tìm mấy ngày liên tục rồi nhưng vẫn chưa thấy tung tích gì cả. Huống chỉ, đã có mấy trăm nghìn người đã thấy tận mắt cảnh Diệp Lâm Quân bị vũ khí sát thần biến thành cho bụi. Chuyện này không giống việc anh từng sống lại ở núi Cửu Long nữa rồi. Tiêu Phong hiểu rất rõ công pháp cổ xưa của Diệp Lâm Quân, anh ta hiểu là cơ thể Diệp Lâm Quân đã bị phá hủy hoàn toàn rồi. Dù có dựa vào công pháp kia cũng chẳng thể làm gì được. Không phá được thì sẽ không xây được. Nhưng lần này đã bị phá nát quá rồi, chẳng thể nào mà xây lại được nữa. Thôi, báo tin tức cho người nhà anh ấy đi. Sau đó thương lượng một chút rồi cử hành tang lễ cấp bậc cao nhất Tơ Chô Nhất Vũ Kiên Vương đi. Tiếc thật đấy, sau này Lạc Việt phải dốc hết sức ra để giúp đỡ người nhà anh ấy đấy. Tất cả mọi người đều hết hy vọng với việc Diệp Lâm Quân còn sống. Đúng rồi, sau này tộc Bảo Long sẽ ra tay với đám người tà môn ma đạo kia, thanh lý hoàn toàn tất cả mọi người. Chuyện tốt, phải để cho đám võ giả đó biết rõ kết cục của việc phản bội lại Lạc Việt ta. Nhưng vệ binh Viêm Long lại không biết rằng lần thủ đô gặp nguy hiểm, đã có một số nhóm tà môn ma đạo được Diệp Lâm Quân thu phục đã ra tay giúp đỡ. Nhưng những người này đã nằm trong danh sách thanh trừ của tộc Bảo Long rồi. Bây giờ Diệp Lâm Quân không còn nữa. Chẳng ai biết được những điều mà họ đã từng làm. Vệ binh Viêm Long cũng chẳng thể can thiệp vào quyết định của tộc Bảo Long được. Bên kia, Diệp Lâm Quân đã đi vào được biên giới nước Chiến Ưng rồi. Chẳng mấy chốc mà anh đã điều tra ra được chỗ ở và hành tung gần đây của Jefferson và Hứa Chính Kiệt. Jefferson nhát gan, cứ trốn mãi trong phòng thí nghiệm để chữa trị cơ thể cơ giới của mình. Còn Hứa Chính Kiệt thì nghênh ngang đi tới đi lui khắp nơi. Thu nạp được rất nhiều thế lực và mối quan hệ. Được, được lắm, muốn làm quốc vương đúng không? Vậy thì dưới địa ngục chắc đang thiếu người đấy. Diệp Lâm Quân cười khẩy. Anh phải chờ đến khi nào Hứa Chính Kiệt tổ chức lễ đăng quang lên ngôi vị quốc vương rồi mới ra tay được. Mà anh cũng không muốn báo tin cho Lạc Việt. Thứ nhất, nếu bên Lạc Việt biết anh còn sống thì có thể sẽ tạo ra một ít chuyện phiền toái không cần thiết, bây giờ vẫn còn có rất nhiều nhân tố lạ. Thứ hai, nếu Lạc Việt biết anh định ra tay với Hứa Chính Kiệt và Jefferson thì chắc chắn sẽ không đồng ý với anh mà sẽ ra lệnh bắt anh quay lại Lạc Việt. Thứ ba, Diệp Lâm Quân cũng đang bí mật điều tra về Liên Minh Chúa Tể, xem rốt cuộc thì ai là người đứng đầu tổ chức đó. Chẳng mấy chốc mà 7 ngày đã trôi qua. Buổi lễ nhậm chức quốc vương của Hứa Chính Kiệt ở nước Chiến Ưng được tổ chức vào hôm nay. Đây cũng chính là ngày mà Diệp Lâm Quân lựa chọn để ra tay. Anh muốn dẫn hai người Hứa Chính Kiệt về Lạc Việt. Mấy người chuẩn bị xong chưa? Khu căn cứ thí nghiệm Hắc Thiết. Đây là một trong số hơn trăm căn cứ thí nghiệm bí mật của phòng thí nghiệm của Richard ở nước Chiến Ưng. Jefferson ở ngay chỗ này.
Thứ nhất là cơ thể cơ giới của anh ta đã bị hư tổn rất nghiêm trọng, cần sửa chữa lại. Thứ hai, khu căn cứ thí nghiệm này được bảo vệ rất nghiêm ngặt, một con chim cũng chẳng bay vào được nên, Jefferson rất yên tâm ở đây. Không chỉ có vậy, để Jefferson có thể yên tâm hơn, Richard còn phái một vị cường giả sắp chạm thất trọng rồi. Người này chỉ còn thiếu chút nữa là sẽ lên đến bậc thất trọng thiên rồi. Euro có thể nói, vị này áp đảo tất cả những người cường giả lục trọng thiên. Nhìn chung thì cường giả ở Liên minh Chúa Tể nhiều như mây vậy, nhưng tất cả bọn họ đều là cường giả lục trọng thiên thôi, không có người nào gần đạt thất trọng cả. Dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt như vậy thì Jefferson mới yên tâm hơn một chút. Nhưng anh ta vẫn thường xuyên mơ thấy ác mộng. Bác sĩ tâm lý có trình độ cao nhất cả nước đang ra sức chữa trị tâm lý cho anh ta. Nhờ vậy mà bây giờ, Jefferson mới cảm thấy khá hơn. Thưa ngài, Jefferson, hôm nay là ngày lễ đăng quang lên ngôi quốc vương của ngài Hứa Chính Kiệt, ông chủ muốn ngài đến đó tham gia. Nghe vậy, Jefferson lắc đầu, nói cho anh trai tôi biết là tôi sẽ không tham gia. Hôm nay tình hình tâm lý của anh ta rất tệ, không hề có hứng thú với bất kỳ chuyện gì cả. Dưới sự giúp đỡ của người hầu, Jefferson bắt đầu ăn sáng. Đúng lúc này, lãnh đạo cao cấp của phòng thí nghiệm, Chiêm Quốc Thái chạy tới, ngài Jefferson, có một tin tốt cho ngài đây, hệ thống phòng hộ của căn cứ thí nghiệm hắc thiết của chúng ta đã tăng lên một cấp nữa rồi. TH2. Ánh mắt, Jefferson bừng sáng lên. Bây giờ tôi có thể tự tin nói rằng dù bây giờ có là một vị cao thủ thất trọng thiên xuất hiện thì cũng sẽ không thể đi vào được khu vực phòng thủ của phòng thí nghiệm chúng ta dù chỉ là nửa bước. Vẻ mặt Chiêm Quốc Thái cực kỳ tự tin. Rầm rầm. Nhưng hắn ta vừa nói dứt lời thì bên ngoài đã có tiếng động lớn đến mức như trời rung núi lở vậy. Toàn bộ khu căn cứ thí nghiệm đều rung lên. Tít tít tít. Tiếng cảnh báo trong khu căn cứ kêu lên inh ỏi. Xâm phạm, xâm phạm. Có kẻ địch xâm phạm. Mau lên, có kẻ địch xâm phạm chúng ta. Nhưng sau khi hoàn hồn lại, những người này lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Họ sợ cái quái gì chứ? Đây là nước chiến ưng chứ có phải là Lạc Việt đâu. Đến bắt người thì sao chứ? Không chỉ có những người này không cuống lên. Mà Jefferson đằng sau cũng rất bình tĩnh. Dù sao thì đây cũng không phải là Lạc Việt, nếu muốn dẫn anh ta đi thì phải được sự đồng ý của nước chiến ưng đã. Nhưng liệu có chuyện đó không? Nước chiến ưng đang đứng về phía anh ta rồi. Ngài yên tâm đi, họ sẽ giải quyết tốt mọi chuyện. Vị cao thủ đứng sau lưng, Jefferson rất tỉnh táo nói. Gì cơ, mày điên rồi à, đây là chiến ưng, mày là người Lạc Việt mà dám vào đây bắt người một mình. Chán sống rồi à. Chiêm Quốc Thái vừa kịp phản ứng lại đã quát lớn Diệp Lâm Quân. Trong mắt họ, hành động của Diệp Lâm Quân quá điên cuồng rồi. Đứng ở nước chiến ưng mà cũng dám đòi bắt người của họ đi. Không bao giờ có chuyện đó Lạc Việt không dám, mà vệ binh Viêm Long cũng không dám. Mấy ngày trước, Lạc Việt còn gửi lời đề nghị yêu cầu giao người ra, vậy mà còn bị nước chiến ưng từ chối. Lạc Việt cũng đành thôi. Vậy mà hôm nay một tên vô danh tiểu tốt lại dám đến đây để đòi người. Thật sự rất buồn cười. Tôi biết kiểu ăn mặc này, đây là thành viên của Trấn Thiên Điện ở Lạc Việt. Trấn Thiên Điện chết gần hết rồi, chắc anh ta đến đây để báo thù đấy. Euro ó người nhận ra cách ăn mặc của Trấn Thiên Điện. Hừ, còn mỗi một người thôi mà cũng dám đến nước chiến ưng để đòi người. Dù có là quan chức cấp cao của Lạc Việt còn chẳng dám làm thế. Chiêm Quốc Thái lạnh lùng nói. Diệp Lâm Quân nhíu chặt mày lại, tôi cho mấy người 3 giây đồng hồ, nếu không giao người ra thì tôi sẽ tự mình vào bắt. Nghe vậy. Chiêm Quốc Thái và những người khác đều bật cười. Nào, để tao đếm ngược hộ mày nhé. 3, 2, 1, nào, vào bắt đi. Đám người Chiêm Quốc Thái cực kỳ hung hăng, cực kỳ càn quấy. Họ tự tin rằng lớp phòng ngự của căn cứ có thể chặn lấy tất cả, đừng nói là một người sống sờ sờ ra đấy, dù có là một con chim thôi cũng đừng hòng bay vào. Diệp Lâm Quân không nói gì. Suốt, tiếng ma sát kim loại sắc bén vang lên. Anh rút thanh chiến đao Bắc Minh ra. Đi từng bước một vào trong căn cứ. Giết nó đi. Chiêm Quốc Thái ra lệnh. Ngay lập tức, có hơn 10 vị võ giả điên cuồng lao đến chỗ Diệp Lâm Quân. Chết đi. Giọng nói lạnh như băng vang lên. Diệp Lâm Quân vừa chuyển tay một cái, thanh chiến đao Bắc Minh lao ra, vòng qua vòng lại vài cái, ảo ảnh lóe lên.
phụt, phụt, phụt. Hơn 10 vị võ giả cứ thế liên tiếp ngã xuống, máu tươi ở cổ phun ra. Đám người Chiêm Quốc Thái sững lại. Vốn dĩ họ tưởng đây chỉ là một tên vô danh tiểu tốt đến đây bằng sự nhiệt huyết của bản thân. Nào ngờ rằng đây lại là cao thủ. Bắt lấy nó. Chiêm Quốc Thái gầm lên. Càng ngày càng có nhiều cường giả khác súng lại. Giết. Chiến đao Bắc Minh bay một lúc rồi lại vòng về tay Diệp Lâm Quân, anh cầm chiến đao trên tay, lao về phía kẻ địch. Như một tia chớp, rầm, rầm, rầm. Chỉ thấy một tia chớp màu đen lóe lên, ánh mắt mọi người như mờ đi. Chỉ một giây sau, dưới đất đã chất đống các thi thể. Vậy mà trên chiến đao Bắc Minh không hề có một giọt máu nào. Chiến đao không dính máu. Chỉ như vậy thôi cũng đủ để thấy đây là một thanh chiến đao tuyệt vời nhất thế gian. Chuyện này, nhìn đống thi thể dưới đất, Chiêm Quốc Thái ngẩn ra. Tên này mạnh đến vậy sao? Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Những người kia còn chưa kịp phản ứng lại, Diệp Lâm Quân đã nâng chiến đao, tiếp tục liều chết xông lên phía trước. Khụ khụp, phập phập. Những cường giả cấp 5, lục trọng vào tay anh, chẳng khác gì như đám rau củ trên thót đang chờ được chém vậy. Huống chi đây chỉ là đám nhãi nhép. Dù có là những chiến sĩ mặc những bộ giáp cơ giới cực kỳ cứng rắn được trang bị những vũ khí hàng đầu thì... Cạch! Chiến đao Bắc Minh của Diệp Lâm Quân cứ vậy mà mổ cơ giáp ra. Đao chém sắt như chém bùn. Dù sắt này có cứng đến mấy thì cũng chẳng đỡ nổi một nhát đao. Phập phập! Diệp Lâm Quân vung một nhát đao, cứ vậy mà chém cả người lẫn cơ giáp ra thành hai khúc. Vung tiếp nhát đao nữa. Lại có mấy người khác ngã xuống. Anh cứ vậy mà đi sâu vào khu căn cứ với khí thế không ai ngăn cản nổi. Ngay cả quân đội của Liên minh Chúa Tể anh còn có thể san bằng được. Chỉ mấy người này thôi sao? Chẳng khác gì một trò hề. Diệp Lâm Quân cứ vậy mà mở đường máu xông vào. Chiêm Quốc Thái cuống lên. Lập tức khởi động hệ thống phòng ngự. Mau tranh thủ lên. Chiêm Quốc Thái vừa ra lệnh, hệ thống phòng ngự của căn cứ lập tức được khởi động. Những vách tường kim loại nhìn rất đặc thù chui lên từ dưới lòng đất, vây kín Diệp Lâm Quân lại. Trên những vách tường kim loại ấy còn có rất nhiều những tia điện đang lóe sáng. Cùng lúc đó, bên trên còn có một hệ thống vũ khí xuất hiện. Ai Chiêm Quốc Thái dần giữ quát lón. Rầm rầm rầm, oanh oanh oanh. Chỉ trong giây lát, tất cả các loại hệ thống vũ khí đều tập trung nã đạn về Diệp Lâm Quân. Tất cả các loại vũ khí tiên tiến nhất đều bắn về phía Diệp Lâm Quân như mưa. Cùng lúc đó, lưới điện trên vách tường kim loại cũng bắt đầu bắn những tia laser ra. Khoảng không gian rất chật hẹp nhưng lại có khoảng chừng hơn 100 tia laser được bắn ra. Laser này chính là vũ khí đáng sợ nhất. Dù có là cường giả cấp chí tôn thì lúc chạm vào laser cũng sẽ bị cắt ra, đúng hơn là sẽ bị những tia laser với mật độ cao cắt ra thành từng mảnh nhỏ. Bảo sao trước kia Chiêm Quốc Thái dám khẳng định rằng dù có là một vị cường giả gần thất trọng cũng sẽ không vào được. Chừng này hỏa lực cộng vào có thể sánh ngang với vũ khí sát thần của Hứa Chính Kiệt bản thăng cấp rồi. Ai mà đỡ nổi chứ? Ầm ầm. Lượt công kích này mạnh đến mức, tất cả mọi thứ xung quanh đều rung hết lên, long trời lở đất. Ai cũng nghĩ là Diệp Lâm Quân sẽ chết chắc rồi. Rắc rắc. Rắc rắc. Nhưng chỉ một giây sau. Vách tường kim loại lại bị bắn tung ra. Một người đàn ông cao lớn xuất hiện. Đoàng. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, chiến đao Bắc Minh cũng bay vút ra ngoài. Tất cả các loại vũ khí mà hệ thống phòng thủ đưa ra đều bị phá hủy hoàn toàn. 3 phút. Chưa đầy 3 phút đồng hồ. Hệ thống phòng ngự của khu căn cứ thí nghiệm hắc thiết đã bị phá hủy hoàn toàn. Chẳng có vũ khí nào hiệu nghiệm với Diệp Lâm Quân cả. Anh một mình xông về phía trước. Ai dám chặn đường tôi thì đều phải chết. Diệp Lâm Quân tiếp tục cầm đao xông về phía trước. Chẳng bao lâu sau, đám cấp dưới của Chiêm Quốc Thái đều ngã hết xuống đất. Chỉ còn mỗi hắn ta đứng đó. Không xong rồi, chuyện lớn không xong rồi. Chiêm Quốc Thái bỏ chạy về phía sau tìm gặp đám người, Jefferson. Chuyện gì vậy, vội gì thế? Vị cao thủ đứng sau lưng, Jefferson nổi giận hỏi. Không xong rồi, hắn vào được rồi. Chiêm Quốc Thái nằm dạp xuống đất, thở hổn hển. Rầm, răng rắc. Một giây sau, cửa sổ sát đất cũng vỡ vụn ra. Diệp Lâm Quân xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cả người Jefferson run lên.
Sao người này lại giống Diệp Lâm Quân thế? Nếu nhìn vào dáng người thì đúng là giống nhau như đúc. Dù anh đeo mặt nạ rồi nhưng, Jefferson vẫn có thể cảm nhận được cảm giác quen thuộc như trước. Jefferson, mày không thoát khỏi lòng bàn tay của tao đâu. Giọng nói quen thuộc kia vang lên. Jefferson bị dọa sợ, lảo đảo ngã phịch xuống đất. Người này, con mẹ nó đây là Diệp Lâm Quân. Anh còn sống, anh còn sống, anh, Jefferson cực kỳ hoảng sợ. Hóa ra trực giác của anh ta đã đúng. Diệp Lâm Quân còn sống thật, vũ khí sát thần không giết nổi anh. Anh, Jefferson nằm dạp dưới đất, chỉ vào Diệp Lâm Quân, nhưng mất một lúc lâu sau anh ta vẫn chẳng thể nói ra được một câu trọn vẹn. Muốn dẫn người này đi, vậy thì phải eo bước qua cửa của tôi đã bị cường giả sau lưng. Jefferson phóng toàn bộ sức mạnh ra, một luồng không khí cực kỳ khủng bố bao phủ khắp nơi. Chỉ còn thiếu chút nữa thôi là anh ta đã bước lên thất trọng rồi. Nếu so sánh với người lục trọng thì anh ta mạnh hơn rất nhiều, đây cũng là người cường giả mạnh nhất mà Diệp Lâm Quân từng gặp. Proto. Anh ta từ từ rút một thanh gương dài của võ sĩ đảo Đông Ca ra từ sau lưng. Thân đao còn ánh lên những ánh điện, loại kim loại đặc biệt này ẩn chứa một nguồn sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Anh ta cầm thanh gươm trên tay, cả người cứ như một vị tử thân vậy. Schroeder đã nhuần nhuyễn kết hợp kiểm thuật của đảo Đông Ca, kiểm thuật của phương Tây và những khoa học kỹ thuật lại với nhau một cách cực kỳ hoàn hảo. Sự mạnh mẽ của người này khiến cho Jefferson cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Có tôi ở đây thì đừng có ai hòng dẫn người đi. Ánh mắt của Schroeder hiện lên một vòng ánh sáng lạnh như băng, anh ta nắm chặt lấy thanh gươm, lao thẳng về phía trước. Robert, tốc độ của anh ta quá nhanh, ngay cả mặt đất bên dưới cũng không chịu nổi lực của anh ta mà nứt toạc ra, tạo nên hai khe hở đen xì. Tốc độ dùng gươm của anh ta quá nhanh, nhanh đến mức mà tốc độ bình thường không thể định nghĩa nổi. Trong mắt anh ta, Diệp Lâm Quân chính là con mồi, còn anh ta sẽ dùng một nhát giết anh. Thì tốc độ à, ha ha. Diệp Lâm Quân cười lạnh một câu rồi cầm thanh đao Bắc Minh lên, lao về phía trước. Đoàng. Thoáng chốc hai người đã lướt qua nhau rồi đứng quay lưng về phía đối phương. Giống như chưa hề xảy ra chuyện gì vậy. Nhưng mà chỉ một giây sau. Crack thanh gươm dài đặc chế trong tay Schroeder đã gấy vụn ra thành nhiều mảnh. Rầm. Ngay sau đó, người anh ta cũng chia ra thành hai miếng, đổ rầm xuống đất. Cường giả sắp đạt thất trọng cứ vậy mà bị Diệp Lâm Quân chém chết trong một nhát đao. Những người xung quanh bị máu bắn tung tóe lên mặt. Ai nấy cũng sợ đến mức ngẩn ra. Mà Chiêm Quốc Thái cũng hoảng sợ mà ngất đi. Anh chấm ANS đừng có lại đây, tôi. Tâm lý của Jefferson đã sụp đổ hoàn toàn rồi, anh ta gào lên trong đau khổ. Diệp Lâm Quân đi đến trước mặt anh ta, cười khẩy, ngoan nào, nghe lời, đi với tao. Cả đời này mày cũng đừng có hòng trốn đi nhé. Rầm. Diệp Lâm Quân đấm mấy nhát. Cơ thể cơ giới của Jefferson vừa được chữa gần khỏi xong, bây giờ lại bị hỏng như cũ, Diệp Lâm Quân cứ vậy mà kéo anh ta rời đi như kéo một con chó. Được rồi, tiếp theo đến lượt Hứa Chính Kiệt. Ánh mắt Diệp Lâm Quân hiên lên một tia sáng lạnh như băng. Anh đi thẳng đến nơi đang tổ chức lễ đăng quang. Chuyện lớn hỏng rồi. Ngài, Jefferson vừa bị bắt đi rồi ạ. Toàn bộ khu căn cứ Hắc Thiết đều chìm trong biển lửa. Khắp nơi đều là tiếng gào thét. Loạn rồi. Loạn hẳn rồi. Lúc này, ở một vùng biển nào đó của nước Chiến Ưng. Một chiếc du thuyền siêu lớn đang đỗ ở chính giữa. Đúng vậy. Hôm nay Hứa Chính Kiệt sẽ tổ chức lễ đăng quang trên chiếc du thuyền lớn này. Điều này cũng đủ để thể hiện sự quan tâm của nước Chiến Ưng đối với hắn ta. Nhóm người của Lý Hồng Hải cũng đến tham gia lễ đăng quang này. Họ cảm thấy mình đã chọn đúng người rồi. Sau này con đường tiền đồ của họ sẽ mở rộng. Richard cũng là một trong số các vị khách quý, ngồi ở vị trí rất quan trọng. Nhưng lúc này một người hớt ha hớt hải chạy đến cạnh Richard, nói, thưa ngài Richard, chuyện lớn không ổn rồi. Richard nhướng mày, có chuyện gì vậy? Ngài Jefferson bị một gã đàn ông lạc Việt bắt đi rồi, vừa lúc nấy. Một viên đá nhỏ đã khuấy lên hàng nghìn làn sóng. Gì cơ? Richard nghe được thì sắc mặt lập tức thay đổi hẳn. Chết! Mấy người bên phía Richard đều hít một hơi lạnh. Jefferson bị bắt đi rồi à? Lại còn là người của Lạc Việt.
Chẳng lẽ Jefferson đã nói đúng? Chiêm Quốc Thái và Schroeder bị cái quái gì vậy? Tôi bảo họ canh chừng rồi cơ mà. Chẳng lẽ phòng thí nghiệm hắc thiết lại không thể chống lại nổi một gã lạc Việt? T.I.Chat phân nột quát lớn. Thưa ngài Richard, nghe nói hệ thống phòng hộ của căn cứ đã bị phá hỏng rồi, Schroeder bị giết chết ngay tại chỗ, không ai có thể cản người đó lại được. Nghe nói câu này xong. Vẻ mặt Richard châm xuống. Schroeder mà cũng bị giết ngay tại chỗ. Vậy chứng tỏ là người này rất mạnh. Mau tranh thủ thời gian để tìm người đi. Phát động hết lực lượng để tìm cho bằng được, phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra xem. Lũ Jefferson đang chỗ nào tài chát ra lệnh. Đồng thời, anh ta còn đưa tay lên cằm suy nghĩ, ai? Rốt cuộc đó là ai vậy? Lạc Việt chắc chắn không to gan đến thế, nước chiến ưng đã tỏ rõ thái độ rồi. Nước Lạc Việt chỉ có thể trơ mắt ếch ra mà nhìn thôi. Người còn lại hỏi, chắc là võ giả của Lạc Việt. Ở Lạc Việt có rất nhiều kiểu người kỳ lạ. Kệ, không quan tâm đó là ai. Nếu đã dám hoành hoang trên địa bàn của tôi thì dù có là rông thì cũng phải mỏ mồm ra xin. Đã dám bắt em trai tôi đi thì giết không tha. Tài chát rất sốt ruột. Nếu không phải là lễ đăng quang sắp bắt đầu rồi thì anh ta còn muốn đích thân đi tìm người. Richard vừa ra lệnh một câu, gần như một nửa nước chiến ưng ngạc nhiên. Vô số thế lực đã cho người đi ra tìm, bắt đầu lục tung các thành phố xung quanh đó. Thậm chí có rất nhiều chiến sĩ nước chiến ưng cũng tham gia vào việc tìm kiếm. Họ đã vận dụng rất nhiều khoa học kỹ thuật hiện đại. Thậm chí còn mỏ ra cả mắt thân, hệ thống tìm kiếm hiện đại nhất của nước chiến ưng. Nói vậy, có nghĩa là một con côn trùng cũng chẳng thể trốn thoát khỏi kiểu tìm kiếm này. Thậm chí có là ở nước ngoài thì họ cũng có thể tìm ra người được, dù sao thì hệ thống mắt thân của nước chiến ưng cũng đã bao trùm nửa thế giới rồi. Kiểu tìm kiếm này thật sự rất đáng sợ. Đây chắc chắn là công cuộc tìm kiếm tân tiến nhất thế giới rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nửa tiếng sau. Điều khiến người ta thấy kinh sợ nhất đó là hai người. Jefferson kia như biến mất rồi vậy. Không ai tìm ra được. Richard nghe tin này xong, trầm mặt xuống. Gì cơ, không tìm thấy người đâu. Lũ phế vật, tất cả đều là lũ phế vật. Mỗi hai người thôi mà tìm khắp nơi cũng không thấy. Cần chúng mày làm gì chứ? Richard sốt ruột nói. Thưa ngài, ngài đừng lo lắng, chúng tôi đã tăng tốc độ tìm kiếm rồi, bây giờ có thể xác định là họ chưa rời khỏi nước chiến ưng, vẫn còn trong nước chúng ta. Richard càng tức giận hơn, vẫn còn ở trong chiến ưng mà mấy người không thấy. Một lũ phế vật. Richard lại càng sốt ruột hơn. Đúng lúc này, lễ đăng quang của Hứa Chính Kiệt lại bắt đầu rồi. Anh ta không thể rời đi được. Mà cũng chẳng thể loan tin này đi. Trước hết anh ta vẫn phải ở đây đợi buổi lễ cử hành xong đã. Cùng lúc này, bên phía Lạc Việt nhận được lời chất vấn từ nước chiến ưng, hỏi họ xem tại sao lại phái người đến bắt Jefferson. Vệ binh Viêm Long và tất cả các quan chức của Lạc Việt đều ngẩn ra. Họ phái người đi bắt Jefferson. Lúc nào vậy? Sao họ lại không biết gì vậy? Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Họ vội vàng tranh thủ đi thẩm tra, xác minh lại chuyện này. Nhưng bên Lạc Việt đâu có ai đi bắt Jefferson đâu. Với cả, những người có thể đi bắt Jefferson được thì chắc cũng chỉ có mỗi bên tộc Bảo Long. Nhưng chuyện này không thể xảy ra được. Bên phía tộc Bảo Long đã ra lệnh nghiêm cấm sang nước chiến ưng bắt người. Vậy là ai chứ? Nhưng quan trọng nhất là bây giờ, Jefferson đã bị bắt thật rồi. Nước chiến ưng, trên du thuyền mã hiệu Hùng ưng. Richard sốt ruột toát hết cả mồ hôi. Đã một tiếng trôi qua, nhưng vẫn chưa thấy manh mối gì liên quan đến Jefferson. Có chuyện quái gì vậy? Chẳng lẽ nó bốc hơi khỏi trái đất này rồi à? Richard hỏi. Lúc này, buổi lễ đăng quang lên chức quốc. Vương của Hứa Chính Kiệt chính thức được bắt đầu. Hứa Chính Kiệt đăng quang trong tiếng reo hò của hàng chục nghìn người. Từ hôm nay trở đi, hắn ta đã là quốc vương của cả một đất nước. Dẫn dắt dân chúng. Một người bình thường mà có thể làm được như thế này, có thể nói là rất xuất sắc rồi. Ánh mắt Hứa Chính Kiệt trầm hẳn xuống, rất điềm tĩnh, có thể thấy rõ hắn ta là một người có dã tâm rất lớn. Những điều mà hắn ta đã làm, người bình thường không thể tưởng tượng ra nổi. Lúc này, làm gì còn có ai dám cho rằng hắn ta chỉ là một con mọt sách chứ? Còn có ai nghĩ rằng hắn ta là người không có tiền đồ nữa không?
Sáng nay, hắn ta đã chính thức dẫm nát hết những người bạn học của mình xuống dưới chân rồi. Những người tùy tùng trung thực nhất của Hứa Chính Kiệt như đám người Lý Hồng Hải và Trương Phúc Long, ánh mắt ai nấy cũng đều nóng rực lên. Từ nay về sau bọn họ sẽ là những người công thần đầu tiên rồi. Ai cũng đều muốn có chức cao vọng trọng, và tiền đồ rộng mở. Chúng ta có rất nhiều lựa chọn, từ nay về sau chúng ta là những người có chức có quyền rồi. Về lại Lạc Việt, quay lại đấy làm cái khỉ khô gì, Lạc Việt thì có gì tốt chứ? Đoàn người Lý Hồng Thắng thấy tương lai tươi đẹp trước mắt, cả đám đều kích động hét lên. Lễ đăng quang bắt đầu, Richard cũng đã bình tĩnh lại, cứ cử hành lễ đăng quang trước đã. Những chuyện khác thì để sau buổi lễ này rồi nói. Buổi lễ đăng quang bắt đầu trong sự chú ý của rất nhiều người. Nước Chiến ưng cử người ra đại diện toàn thể người dân để ký hiệp ước với Hứa Chính Kiệt, giao một đất nước phụ thuộc vào nước Chiến ưng cho Hứa Chính Kiệt. Để hắn ta trở thành một quốc vương độc nhất vô nhị. Cả thế giới đều tập trung vào buổi lễ đăng quang này. Vô số người đang chú ý đến buổi lễ. Euro ó rất nhiều người dân Lạc Việt chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, trơ mắt nhìn trong sự bực bội. Nhưng chẳng bao lâu sau, buổi lễ đăng quang này đã bị chuyện khác chiếm sóng. Đó là việc Jefferson bị một cao thủ thần bí đến từ Lạc Việt bắt mất. Cũng chẳng rõ là ai đã công bố tin đó ra bên ngoài. Nhưng ngay sau khi nó vừa được công bố, cả thế giới liền nổ tung. Tất cả mọi người đều tập trung chú ý vào chuyện này. Lạc Việt điên rồi à? Dám đến tận nước Chiến ưng để bắt người. Vệ binh Viêm Long và các quan chức cấp cao khác ở Lạc Việt đều cảm thấy mình bị oan. Họ có biết đấy là ai đâu, mà cũng chẳng có cách nào để cản người đó lại nên chỉ có thể trơ mắt ra nhìn thôi. Cuối cùng thì ai đã sang nước Chiến ưng làm loạn lên vậy? Nghe nói bên nước Chiến ưng đang điên cuồng huy động người để tìm kiếm, mọi người lại càng chú ý đến chuyện này hơn. Chẳng bao lâu sau, có một tin mới được thông báo. Tìm được người rồi. Cả thế giới đều tập trung vào hồ thành của nước Chiến ưng. Lễ đăng quang vẫn đang tiếp tục. Một gã cấp dưới vội vàng chạy đến bên người Richard. Thưa ngài Richard, có chuyện lớn rồi. Chúng tôi đã tìm ra được chỗ của ngài, Jefferson và người bí ẩn kia rồi. Richard hoảng hốt, suýt nữa thì nhảy dựng lên. Tìm được người rồi à? Ở chỗ nào vậy? Richard hỏi. Hóa ra người đó đang ở ngay đây. Người của chúng ta đã tìm khắp mọi ngóc ngách của Hồ Thành rồi, nhưng chỉ không để ý đến mỗi chỗ này. Hóa ra người đó ở ngay đây. Gì cơ? Sắc mặt của Richard thay đổi rất đột ngột. Trong đầu anh ta xuất hiện một suy nghĩ rất đáng sợ. Đừng nói là người đó cố ý đi về phía này đấy chứ. Richard đứng phắt dậy, cắt ngang buổi lễ đăng quang. Mấy nghìn người ở hiện trường đều đổ dồn ánh mắt về phía anh ta. Anh Richard muốn nói gì à? Hứa Chính Kiệt không hiểu lắm, hỏi. Có vẻ như sắp có nguy hiểm rồi, đẩy nhanh tiến độ của lễ đăng quang đi. Tôi sợ sắp có chuyện không may rồi. Richard nhắc nhở. Vẻ mặt Hứa Chính Kiệt không vui, ngài Richard nói vậy là có ý gì? Phải đẩy nhanh tiến độ lễ đăng quang của tôi. Tại sao chứ? Nguy hiểm. Nước Chiến ưng thì có thể có nguy hiểm gì chứ? Tôi không tin, tôi muốn. Đoàng. Crack, crack. Một giây sau, một bóng người rơi từ trên trời xuống con thuyền. Người này cứ vậy đáp xuống như một viên đạn pháo vậy. Vừa đến đã khiến mọi thứ phải rung lên điên đảo. Mà đáng sợ hơn đó là trên boong tàu đã xuất hiện những vết nứt chằng chịt như những vệt mạng nhện, chẳng mấy chốc mà đã lan ra khắp nơi. Động tĩnh này quá lớn, cứ vậy mà cắt ngang lễ đăng quang. Hứa Chính Kiệt đang nói dở cũng phải dừng lại. Tất cả mọi người trên thuyền đều loạn hết lên. Phần boong tàu của du thuyền vỡ nát ra, chiếc du thuyền có trị giá hàng trăm tỷ cứ vậy mà rung lắc điên cuồng. Tất cả mọi người đều bị dọa đến mức muốn phát điên lên, khắp nơi đều là tiếng thét chói tai. Tình huống lúc này đang cực kỳ hỗn loạn. Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Mà Richard và Hứa Chính Kiệt thì lại bình tĩnh lại khá nhanh, chỉ chốc lát sau hai người họ đã tập trung nhìn vào bóng người kia. Không, dưới chân anh còn có một người toàn thân đều là máu đang nằm sấp đó. Đó là Jefferson L. Thấy, Jefferson, Richard như phát điên lên vậy. Jefferson L. Anh ta gào lên. Những người biết rõ chuyện này đều điên hết mọi người nghiến răng. Anh ta, chính là anh ta, vậy mà anh ta lại đến đây rồi. Mọi người trợn tròn mắt lên.
họ vừa điều tra được tung tích của Diệp Lâm Quân là ở gần đây, nào ngờ anh lại tự mình đi về phía buổi lễ đăng quang này. Càng lúc đám người xung quanh lại càng ồn ào hơn, chẳng mấy chốc mà mọi người đã thông báo cho nhau nghe chuyện Jefferson bị bắt đi. Gì cơ, có người Lạc Việt đến bắt Jefferson rồi à? Sao lại vậy được chứ? Không chỉ có những người khác không tin nổi, mà ngay cả Hứa Chính Kiệt cũng không thể tin được. Lạc Việt điên rồi à? Sao dám làm cả chuyện này? Trước kia, Hứa Chính Kiệt biết rõ là Lạc Việt không dám làm càn nên gã mới dám gióng trống khua chiêng lên làm nhiều trò như vậy. Nào ngờ là bây giờ có người đến thật. Lại còn đến ở buổi lễ đăng quang, chứng tỏ rằng người này đã cố ý đến đấy vì hắn ta. Mấy nghìn người ở hiện trường đều đồng loạt nhìn vào Diệp Lâm Quân. Jefferson nằm dưới chân của anh đã ngất đi từ bao giờ? Tôi khuyên anh, mau thả em trai tôi ra thì tôi sẽ tha cho anh một mạng. Nếu không thì tôi đảm bảo là anh sẽ không thể còn ống mà rời khỏi thuyền hùng ưng này đâu. Richard uy hiếp. Diệp Lâm Quân chỉ nhìn liếc anh ta, rồi quay sang nhìn chằm chằm vào Hứa Chính Kiệt. Hứa Chính Kiệt, đến lượt mày rồi, mày có thoát nổi không? Diệp Lâm Quân lên tiếng hỏi. Đoàng. Hứa Chính Kiệt cảm thấy cả người mình run lên, da đầu cũng rợn hết cả lên. Cảm giác sợ hãi mà trước giờ hắn ta chưa bao giờ từng cảm nhận xông thẳng lên đầu. Hứa Chính Kiệt, mày phản bội tổ quốc, lại còn dùng vũ khí để giết chết vô số đồng bào, mày có biết tội của mình không? Mày còn muốn tự xây dựng một đất nước? Mày làm được à, ngoan ngoãn quay về Lạc Việt với tao để đền tội đi. Người nào dám phản bội Lạc Việt thì giết không tha. Những câu nói của Diệp Lâm Quân. Bé Quân giống như tiếng sấm vang lên bên tai tất cả những người ở đây. Hứa Chính Kiệt bị dọa đến mức cả người lảo. Đảo, suýt nữa thì ngã khuỵu xuống đất. Những người đã từng là công dân của Lạc Việt nghe những câu này xong cũng run lên, họ cảm giác như đây chính là kết cục của họ vậy. Diệp Lâm Quân kéo lấy Jefferson, đi thẳng về phía Hứa Chính Kiệt dưới ánh nhìn soi mói của mấy nghìn người. Những người đứng hai bên đều run lên vì sợ, nhất là những người như Lý Hồng Hải, Đoàn Hồng Phúc, Lý Hồng Thắng. Lúc Diệp Lâm Quân nhìn thấy mấy người đó, anh cũng hơi bất ngờ, những người này cũng ở đây. Họ cũng là đám bán nước. Vốn dĩ anh còn nể mặt Lý Tử Nhiệm mà nhắm một mắt, mở một mắt với đám người này. Vậy mà bây giờ đám người này lại dám phản bội Lạc Việt. Lũ phế vật! Hả? Đám người Lý Hồng Hải chỉ thấy lòng mình lạnh run lên. Tại sao người này lại cứ cố tình nhìn chằm chằm vào bọn họ chứ? Nhìn họ đặc biệt lắm à? Lúc này, họ có cảm giác rất mãnh liệt rằng họ sắp mất tất cả rồi, chẳng bao lâu nữa, họ sẽ không còn chỗ để dung thân nữa. Diệp Lâm Quân nhìn liếc qua đám người kia xong thì cũng đến trước mặt Hứa Chính Kiệt. Ngoan ngoãn nghe lời, đưa tay ra chịu trói đi, như vậy thì sẽ bớt đau khổ hơn đấy. Diệp Lâm Quân lạnh lùng nói. Lúc này Hứa Chính Kiệt đã bình ổn lại cảm xúc của mình. Hắn ta nhìn Diệp Lâm Quân, cười khẩy rồi nói, này anh nghe cho rõ đây, chỗ này là nước Chiến Ưng, không phải là Lạc Việt, không đến lượt một người Lạc Việt muốn làm gì thì làm đâu. Nước Chiến Ưng thì thế nào? Tao muốn đến thì đến, muốn đi thì đi thôi. Lúc này, giờ cả thế giới đang đều tập trung vào du thuyền số hiệu Hùng Ưng rồi. Nói cách khác thì tất cả mọi hành động của Diệp Lâm Quân đều bị theo dõi rất sát sao. Dù anh có làm gì thì cũng sẽ bị phát sóng trực tiếp ra ngoài. Hàng tỷ người dân Lạc Việt đều đang dõi theo hành tung của Diệp Lâm Quân. Khí phách lãm. Lúc nghe được lời Diệp Lâm Quân nói, mọi người ở Lạc Việt đều hoan hô. Ngay cả những người thuộc đội vệ binh Viêm Long cũng nắm chặt nắm đấm, hò hét trong sự sung sướng. Họ không biết người kia là ai, cũng chẳng thể điều tra ra được. Điều duy nhất mà họ có thể khẳng định, rằng đây là người Lạc Việt. Anh ta đang làm một việc đúng, nếu đã không thể cản lại được thì cứ để cho anh làm mưa làm gió đi. Tốt nhất là mong anh có thể tóm Hứa Chính Kiệt và Jefferson về Lạc Việt, thể hiện quốc uy của Lạc Việt, để những người kia biết rõ rằng Lạc Việt không ngán bất kỳ người nào. Chỉ sợ là chuyện này sẽ hơi phiền thôi, cố gắng chịu đựng đi, anh nhất định phải sống để rời khỏi nước Chiến Ưng. Nhất định phải dẫn người về đấy. Tất cả mọi người đều nắm chặt nắm đấm lại. Mong chờ anh quay về. Toàn thể người dân Lạc Việt đều mong rằng Diệp Lâm Quân có thể sống sót, hơn nữa còn có thể tướm được hai người kia về. Nhưng suy nghĩ của những người khác trên thế giới lại không giống nhau.
đa số mọi người lại mong chờ được thấy cảnh Diệp Lâm Quân thất bại thê thảm hơn. Nước Chiến Ưng là một quốc gia rất mạnh đấy. Diệp Lâm Quân gây ra chuyện lớn như vậy ở nước Chiến Ưng chẳng khác nào đang khiêu khích nước đó. Theo phong cách gần đây của nước Chiến Ưng thì Diệp Lâm Quân sẽ không có kết cục tốt đẹp nổi. Trên du thuyền Hùng Ưng, Diệp Lâm Quân và Hứa Chính Kiệt đứng sát lại gần nhau. Hứa Chính Kiệt hoảng hốt hô lớn, giết anh ta cho tôi. Những người vệ sĩ đứng cạnh hắn ta điên cuồng lao về phía Diệp Lâm Quân. Nhưng trước mặt Diệp Lâm Quân lại như có một bức tường vô hình, tất cả những người lao vào đều bị đánh bay ra ngoài. Đoàng, dầm, duỳnh. Hứa Chính Kiệt đứng gần đó bị máu tươi nóng hổi bản tung tóe hết lên mặt. Hắn ta mở to mắt. Đi thôi. Diệp Lâm Quân túm lấy cổ áo hắn ta rồi đá mạnh vào đùi hắn ta một nhát. Một tiếng gãy xương răng rắc vang lên, hai chân hắn ta gãy nát ra, cả người nằm dạp xuống đất như một con chó vậy. Diệp Lâm Quân dùng dây thừng trói Hứa Chính Kiệt và Jefferson lại vào với nhau, sau đó tay trái kéo hai người đó, tay phải nắm lấy thanh đao Bắc Minh, quay người rời khỏi du thuyền. Ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn liếc qua những người từng là công dân của Lạc Việt, tất cả mọi người đều hoảng sợ ngã khuỵu xuống đất, thậm chí có người còn vãi cả ra quần vì quá sợ. Ôi, á, tôi, á. Hắn ta mở to mắt. Đi thôi. Diệp Lâm Quân túm lấy cổ áo hắn ta rồi đá mạnh vào đùi hắn ta một nhát. Một tiếng gãy xương răng rắc vang lên, hai chân hắn ta gãy nát ra, cả người nằm dạp xuống đất như một con chó vậy. Diệp Lâm Quân dùng dây thừng trói Hứa Chính Kiệt và Jefferson lại vào với nhau, sau đó tay trái kéo hai người đó, tay phải nắm lấy thanh đao Bắc Minh, quay người rời khỏi du thuyền. Ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn liếc qua những người từng là công dân của Lạc Việt, tất cả mọi người đều hoảng sợ ngã khuỵu xuống đất, thậm chí có người còn vãi cả ra quần vì quá sợ. Ôi, ái tôi, ái, điên rồi, chuyện này không liên quan gì đến tôi. Đám người Lý Hồng Thắng cũng hoảng sợ. Thấy ánh mắt của Diệp Lâm Quân họ sợ đến mức ngã khuỵu xuống, nhìn cực kỳ chật vật. Thế là Diệp Lâm Quân cứ thế mà đi từng bước một rời đi. Mặc dù xung quanh có rất nhiều cao thủ nhưng họ lại không dám xông lên, mà chỉ có thể đứng quây lại quanh Diệp Lâm Quân. Đứng lại, mày nghĩ mày có thể dẫn người rời đi dễ dàng như vậy à? Mau thả người ra thì tao sẽ cho mày chết toàn thây. Giọng của Richard vang lên. Lúc này mặt anh ta lạnh như băng. Anh ta đang tức sắp điên lên rồi, chuyện trước mặt chẳng khác nào đang khiêu khích anh ta, khiêu khích tất cả mọi người chứ. Trước giờ làm gì có ai dám làm nhục anh ta đến vậy? Ngay ở địa bàn của mình mà cũng bị người ta làm nhục đến thế. Em trai của mình lại bị người ta kéo lê như một con chó. Sao anh ta có thể bỏ qua chuyện này được? Không chỉ vậy, những giới biết chuyện này đều sắp nổ tung lên rồi, thế này có khác gì đang tát vào mặt họ đâu. Ngay ở địa bàn của họ mà cũng dám khiêu khích như thế. Đám người ở nước Chiến Ưng tức muốn nổ phổi. Trước giờ nào có ai dám khiêu khích họ đâu. Toàn là họ đi khiêu khích người khác đấy chứ. Một câu, nước Chiến Ưng không thể chịu nhục. Giết nó đi, giết nó cho tao. Người nào mà lại dám vênh váo trên địa bàn chúng ta chứ. Đúng là loạn hết lên rồi. Nếu chúng ta không giết chết người này thì mất hết cả thể diện. Tất cả mọi người ở nước Chiến Ưng đều hạ lệnh tối cao, phải giết bằng được Diệp Lâm Quân. Cục Thiên Thuẫn biết tin này trước, lập tức ra lệnh ngay, người này nhất định phải giết cho bằng được. Hơn nữa còn phải dùng cách giết thủ đoạn nhất, phải cho cả thế giới biết rằng nếu dám khiêu khích Chiến Ưng thì sẽ có kết cục tàn nhẫn thế nào. Hóa ra nước Chiến Ưng không chỉ muốn giết Diệp Lâm Quân mà còn muốn cảnh cáo cho cả thế giới, tuyên bố địa vị của họ. Vậy nên bây giờ Diệp Lâm Quân ở nước Chiến Ưng, độ nguy hiểm và độ áp lực còn cao hơn những gì anh tưởng tượng. Cảnh này chưa từng có bao giờ. Lạc Việt cũng biết điều này, dù có là ai thì nếu xông sang nước Chiến Ưng một mình thì khó mà có khả năng có thể còn sống mà rời đi. Dù có mạnh đến mấy thì cũng chẳng thể chống lại được chỉ viện của cả nước Chiến Ưng. Thậm chí không chỉ có mỗi nước Chiến Ưng, từ trước đến giờ, nước này vẫn luôn liên hệ mật thiết với rất nhiều quốc gia khác, thậm chí còn liên minh với họ. Nếu nói hơi quá lên thì Diệp Lâm Quân sẽ phải một mình chống lại cả thế giới. Nếu còn sống rời đi thì sẽ được gọi là thần của thế kỷ. Mà dù có chất thì cũng được gọi là một truyền thuyết. Nhưng mà mọi người đều hy vọng rằng Diệp Lâm Quân sẽ còn sống. Chẳng bao lâu sau, trên du thuyền đã có hơn 10.000 người cao thủ đứng vây quanh Diệp Lâm Quân. Tôi cho anh thêm một cơ hội nữa,
lập tức thả người Red. Richard vẫn cố uy hiếp. Diệp Lâm Quân cầm chiến đao Bắc Minh, chỉ về phía trước, lạnh lùng nói, ai dám cản đường tôi, giết không tha. Xông lên, nhớ là không được làm em trai tôi và cậu Hứa bị thương. Richard ra lệnh một câu, tất cả các cao thủ đều xông thẳng về phía Diệp Lâm Quân. Chết đi, Diệp Lâm Quân cầm chiến đao Bắc Minh trong tay, cứ thế vung lên như đang vung lưỡi hái của tử thân vậy. Anh đi từng bước về phía trước, cứ thế vung thanh chiến đao Bắc Minh trên tay. Thoáng chốc đã có hàng nghìn ánh đao lóe lên, sát khí tỏa ra khắp nơi. Phụt phụt, phụt phụt, phụt phụt, từng dòng máu tươi cứ thế bản ra. Vô số cô thi thể đổ xuống. Chó đi một mạch về phía trước. Đằng sau anh là vô số thi thể ngã xuống, hết người này đến người khác. Một người một đao, đúng là phi logic, từ nãy đến giờ vẫn chưa có người nào có thể tiếp cận được anh trong phạm vi một mét. Chiến đao Bắc Minh vung lên, chắc chắn là có khoảng hơn trăm người sẽ ngã xuống. Diệp Lâm Quân vẫn còn đang đi tiếp, sắp rời khỏi du thuyền đến nơi rồi. Vậy mà bên phía Richard lại càng ngày càng ít người hơn, hầu như tất cả đều ngã xuống hết rồi. Khí thế của Diệp Lâm Quân quá mạnh. Chỉ dùng một thanh chiến đao thôi mà đánh đâu thẳng đó, không gì cản nổi. Richard thấy sức mạnh của Diệp Lâm Quân thì cũng hiểu tại sao anh lại có thể bắt được Jefferson ra khỏi sự bảo vệ tầng tầng lớp lớp rồi. Xông lên, lên hết đi cho tôi. Nhất định phải bắt được anh ta. Yêu cầu trợ giúp, du thuyền số hiệu Hùng Ưng yêu cầu sự trợ giúp. Có bao nhiêu lực lượng thì phái hết đến đây đu, mau lên. Chúng tôi sắp không ngăn nổi người này rồi. Richard thấy không ổn, lập tức yêu cầu sự trợ giúp, đồng thời anh ta còn cho vệ sĩ riêng của mình xông hết lên. Những người đó mặc bộ cơ giáp hiện đại nhất, người nào người nấy cũng giống người máy, xông về phía Diệp Lâm Quân. Phập phập. Diệp Lâm Quân cứ vậy mà bổ đôi một người chiến sĩ mặc cơ giáp trước mặt mình, bộ đồ cơ giáp bằng sắt cứ thế mà bị chia ra thành hai mảnh. Phập phập. Lại một nhát đao nữa, thêm một chiến sĩ cơ giáo bị chặt làm đôi. Richard há hốc mồm ra. Mặc dù vệ sĩ riêng của anh ta mặc những bộ chiến giáp đơn giản thôi nhưng tất cả những bộ này đều được thiết kế rất chắc chắn. Một đao thôi mà cũng có thể bổ những bộ đồ ấy ra làm đôi. Rốt cuộc thì thực lực của anh là gì thế? Điều này khiến anh ta phải nghĩ đến một người, Diệp Lâm Quân. Trên chiến trường Tây Cảnh, anh cũng cứ vậy mà xông lên, không hề có bất kỳ đối thủ nào có thể chống lại được anh. Lạc Việt khủng bố thật đấy. Có nhiều cao thủ đến vậy sao? Trong lúc Richard vẫn còn ngẩn ra thì hơn 10.000 cao thủ trên du thuyền đều đã ngã hết xuống, ngay cả những vệ sĩ riêng của anh ta cũng đã bị chết sạch. Chẳng ai có thể cản lại nổi thế công của Diệp Lâm Quân. Mấy người không chặn tôi lại được đâu. Diệp Lâm Quân kéo hai người kia đi xuống khỏi du thuyền. Không thể nào, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Khuôn mặt Richard cực kỳ dữ tợn, trán nổi đầy gân xanh. Cả người anh ta run lên bần bật, như sắp phát điên lên rồi. Diệp Lâm Quân đã chạm vào điểm cuối cùng của anh ta rồi. Phải chết. Mặc dù Diệp Lâm Quân đã dẫn người xuống được khỏi du thuyền, nhưng bây giờ nguy hiểm mới chính thức bắt đầu. Tất cả các hệ thống vũ khí trên con thuyền Hùng Ưng đều đã được khởi động, toàn bộ đều nhằm hết vào Diệp Lâm Quân. Nếu không cân nhắc đến sự an toàn của Hứa Chính Kiệt và Jefferson thì chắc là chúng đã điên cuồng bắn vào Diệp Lâm Quân từ lâu rồi. Không chỉ có vậy, trên bầu trời còn có hơn trăm chiếc máy bay chiến đấu đang bay vòng vòng, tầng thấp thì có mấy chiếc trực thăng, vũ khí hạng nặng, súng ống đạn dược, khẩu pháo. Đều nhắm hết vào Diệp Lâm Quân. Họ đang đợi một cơ hội. Dưới mặt đất thì có rất nhiều các thể loại xe tăng đang tụ lại. Rất nhiều trong số đó mới được đưa ra lần đầu tiên, điều này thể hiện rằng đây chính là khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất. Không ai biết được vũ khí của những chiếc xe tăng đó sẽ như thế nào. Euro có thể là vũ khí lượng tử, cũng có thể là vũ khí laser, cũng có thể là vũ khí hóa học. Những điều này đều là át chủ bài của nước Chiến Ưng. Họ vẫn luôn giữ bí mật. Nhưng hôm nay tất cả mọi thứ đều được đưa ra để chặn Diệp Lâm Quân lại. Điều này liên quan đến tôn nghiêm của nước Chiến Ưng rồi. Diệp Lâm Quân phải chết. Euro ó rất nhiều võ giả xuất hiện từ những khe hở của các xe tăng. Euro ó rất nhiều người là võ sĩ từ đảo Đông Ca, từ phương Tây, còn có một số chiến sĩ siêu năng cũng xuất hiện. Những người siêu năng này được bên Lạc Việt gọi là kỳ nhân dị sĩ, có nghĩa là những người đó có những năng lực đặc thù.
chẳng hạn như có người khống chế được nước, khống chế được lửa, khống chế được gió gì đó. Mà người siêu năng cũng có hai loại. Loại thứ nhất là bẩm sinh đã có năng lực đó rồi, từ khi sinh ra đã có loại năng lực đặc biệt nên năng lực ấy cũng rất mạnh mẽ. Loại thứ hai là người đã bị cải tạo mà thành. Những người đó dùng huyết thanh hoặc kỹ thuật cải biến gen để chỉnh lại thể chất của mình, có người thì siêu mạnh, có người nhanh như chớp, thậm chí có người thì có thể khống chế được một số loại nguyên tố nữa. Phổ biến nhất là những người dùng huyết thanh và kỹ thuật sinh học bình thường để cải tạo thân thể, rồi từ đó có được thể chất mạnh mẽ hơn người. Euro ó người thì còn tự cấy gen động vật vào cơ thể mình. Chẳng hạn như gen của báo săn để có thể giành được tốc độ và phản xạ của báo săn. Có người thì cấy gen gấu xám để có thể có được sức mạnh của gấu xám. Vậy nên có rất nhiều người siêu năng ở nước ngoài có thực lực không hề thua kém gì các võ giả ở phương Đông. Thực ra thì việc thức tỉnh kỹ năng thiên phú mạnh cũng khiến người ta tức tối rất nhiều. Vậy nên trong cuộc sống bình thường thì mọi người chỉ có thể nghe về những truyền thuyết liên quan đến mấy người siêu năng ấy thôi, chứ về sau không giải quyết được gì. Đó là vì một khi những người quái thai đó xuất hiện thì sẽ bị những cơ quan liên quan đưa đi ngay, sau đó còn phong tỏa hết tin tức liên quan nữa. Nào ngờ bây giờ những người siêu năng trong truyền thuyết này lại xuất hiện như nấm mọc sau mưa, các chiến sĩ cơ giáp cũng hội tụ ở khắp nơi về. Bên Thiến Thuẫn Cục và nước Chiến Ưng đã chiêu mộ rất nhiều thế lực đến đây. Thậm chí có cả những tổ chức sát thủ chuyên săn giết các cường giả cấp chí tôn cũng xuất hiện. Không chỉ như vậy, các cao thủ ở những khu vực khác ở Chiến Ưng cũng điên cuồng lao đến. Mục đích của họ chỉ có một, không tiếc giá nào để ngăn Diệp Lâm Quân lại. Chẳng bao lâu sau, khu vực này đã bị vây kín lại, không có bất kỳ một kẽ hở nào, khắp nơi toàn là người và máy móc đứng vây kín. Vùng trời bên trên cũng bị che khuất, chẳng mấy chốc cũng toàn là mây đen. Diệp Lâm Quân không có bất kỳ không gian hay con đường nào để rời đi. Đường này bị chặn, đường này bị chặn. Thả người đi. Tiếng hò hét âm, sấm chớp giật đùng đùng. Nước Chiến Ưng điên lên rồi. Họ muốn nhân chuyện này để cảnh cáo toàn thế giới. Không ai có thể còn sống mà rời khỏi nước Chiến Ưng. Diệp Lâm Quân cười khẩy, à, vậy à. Thế thì tôi sẽ là người đầu tiên. Tri Chát cũng mặc vào cơ giáp chuyên dụng của mình, đây là chiến giáp đứng đầu phòng thí nghiệm của bọn họ, tiên tiến hơn nhiều so với cơ giáp lúc trước bị Diệp Lâm Quân chém thành hai nửa. Dù sao thì chi phí chế tạo của loại cơ giáp này cũng quá tốn kém. Bộ cơ giáp Richard đang mặc trên người có giá trị ít nhất phải hơn tỷ. Mày quá coi thường nước Chiến Ưng rồi. Nước Chiến Ưng gần như có công nghệ tiên tiến nhất và lực lượng hùng mạnh nhất trên thế giới đấy. Nếu mày dám khiêu khích toàn bộ Chiến Ưng quốc, thì đừng nói mày chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt, cho dù mày có là thần thoại của Lạc Việt cũng đừng hòng chạy thoát. Lên! Một trận chiến rung động đất trời nổ ra. Võ giả, chiến sĩ cơ giáp, siêu năng giả, chiến sĩ hiện đại, vũ khí hiện đại, sát thủ, lính đánh thuê. Toàn bộ đều giết về phía Diệp Lâm Quân. Trận này không giống đại chiến Liên Minh Chúa Tể. Liên Minh Chúa Tể là một đám ô hợp, tuy rằng kẻ mạnh như mây, nhưng lại hoàn toàn không phát huy được uy lực. Nhưng nhóm kẻ địch trước mắt mà Diệp Lâm Quân phải đối phó có dàn xếp thỏa đáng, hỗ trợ lẫn nhau. Trong trận hình này, thậm chí một người bình thường nhất cũng có thể giáng cho Diệp Lâm Quân một đòn nặng. Đại chiến nổ ra. Các đại cao thủ ùa tới từ bốn phương tám hướng bắt đầu giết về phía Diệp Lâm Quân. Việc đầu tiên bọn họ phải làm chính là phân tán lực chú ý của Diệp Lâm Quân. Làm anh không thể nhìn rõ phải trái trước sau. Như vậy bọn họ liền có thể cứu được người ra. Ầm ầm ầm. Giữa không trung vang lên tiếng máy bay trực thăng bay vòng. Từng chùm tia hồng ngoại chiếu từ máy bay trực thăng đan xen ngang dọc, nhắm chuẩn xác vào Diệp Lâm Quân. Phiên chết đi được. Con người Diệp Lâm Quân chợt lóe sáng. Rầm. Chiến đao Bắc Minh trong tay anh chém ra ngoài. Hồi long chảm. Diệp Lâm Quân quát lớn. Chiến đao Bắc Minh giống như một phát đạn pháo bắn ra, sau lưng kéo theo một dải khói dài, bắn lên giữa không trung. Xoay chuyển tựa rồng. Cho nên chiêu chiến kỹ này mới tên là hồi long chảm. Xoẹt xoẹt. Đao khí vờn quanh chiến đao Bắc Minh, phát ra tiếng xì xì, như muốn thiêu đốt mọi thứ. Một đao chém rét một chiếc máy bay trực thăng lập tức bị chém thành hai nửa. Rơi xuống đất trong làn khói mù mịt, phát ra tiếng động ầm ầm. Xoẹt xoẹt. Lại một đao nữa,
thêm một chiếc máy bay trực thăng vỡ ra rơi xuống. Xoẹt xoẹt, chiếc máy bay thứ ba vỡ ra. Xoẹt xoẹt ti, chiếc thứ tư. Chiến đao Bắc Minh xoay chuyển tựa rồng, từng chiếc máy bay trực thăng bị chém thành hai nửa. Chiếc thứ 50, chiếc thứ 100. Máy bay trực thăng không ngừng rơi rụng xuống đất, khu vực này đã trở thành biển lửa. Trên mặt đất, mặc kệ các đại cao thủ có phối tiến công Diệp Lâm Quân nhịp nhàng trật tự đến mức nào, cũng không có cách tiếp cận Diệp Lâm Quân. Bọn họ không những không cứu được người, còn bị tử thương một đám lớn. Đại chiến vẫn tiếp tục kéo dài. Diệp Lâm Quân một người một đao quả thực quá mạnh mẽ. Bất luận sức chiến đấu khủng bố đến mức nào Diệp Lâm Quân cũng cân được hết, hơn nữa anh ta còn ngày càng mạnh hơn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, anh ta đã kéo hai người ra xa hơn 1.000 mét. Nhục nhất nhục nhã không tả nổi. Hiện tại toàn thế giới đều đang chú ý. Diệp Lâm Quân càng mạnh mẽ, đối với chiến ưng mà nói càng là sự nhục nhất, đặc biệt là dân chúng chiến ưng, cả đám cũng như phát điên rồi. Bọn họ cảm nhận được sự nhục nhã tới tột cùng. Sau một giờ chiến đấu, khu vực này chất đầy mấy chục nghìn thi thể. Máy bay trực thăng cũng bị tổn thất nghiêm trọng. Tới đi, tới tiếp đi xem nào. Diệp Lâm Quân cầm chiến đao Bắc Minh mở đường. Đánh cho đối thủ kinh hoàng sợ hãi, có không ít người bắt đầu lui về sau. Lên đi, lên hết cho tôi. Richard quát lớn. Chiến ưng không thể chịu nhục nhất. Tôi tới giết gã. Đột nhiên vang lên một tiếng quát. Đất trời ầm ầm rung động. Cường giả chí tôn thất trọng thiên. Giờ phút này, các đại cao thủ nước chiến ưng đều ngừng động tác tay. Lắng lặng nhìn về phương xa. Trên mặt Richard xuất hiện sự vui mừng. Cường giả thất trọng thiên, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mặc kệ chúng thần đã giao ước trước, cường giả thất trọng thiên cũng là truyền thuyết. Nếu nói cường giả lục trọng thiên là bầu trời, dưới lục trọng thiên đều là con kiến. Vậy cường giả thất trọng thiên quả thực chênh lệch lớn với cường giả lục trọng thiên. Một vị cường giả thất trọng thiên, có thể ngăn cản hàng nghìn hàng vạn cường giả lục trọng thiên. Hai loại người không thể so sánh nổi. Chính là cường giả thất trọng thiên. Giờ phút này, cả thế giới đều yên lặng. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nước chiến ưng thật đúng là không tiếc trả giá hết thảy. Vì ngăn Diệp Lâm Quân lại, ngay cả cường giả thất trọng thiên cũng được phái ra. Người vừa tới mặc một bộ chiến giáp thời cổ đại. Ánh điện lượn lờ quanh cơ thể người nọ, phát ra âm thanh xoèn xoẹt. Đáng sợ đến tận cùng. Đây là một vị siêu năng giả. Trời sinh thức tỉnh thiên phú lôi điện, gã có thể thao tác lôi điện. Đối với người thường mà nói, đây chính là thần. Vì vậy nên gã mới có danh hiệu lôi thân chiến ưng. Là đòn sát thủ mạnh nhất của nước chiến ưng. Phút cuối cùng, gã tự mình ra mặt giết Diệp Lâm Quân. Tránh ra hết cho tôi. Lôi thần chiến ưng ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức tránh ra, nhường lại một khu vực đất trống lón. Lôi thần chiến ưng cao lớn bước từng bước một tới gần Diệp Lâm Quân. Suốt suốt, xoẹt xoẹt. Ánh điện vòn quanh cơ thể gã tựa hồ đã phẫn nộ, phát ra ánh sáng bắt mắt cùng âm thanh đáng sợ. Chết đi, lôi thần chiến ưng rít gào một tiếng. Bầu trời trong khoảnh khắc này đột nhiên trở nên tối tăm mịt mùng, mây đen va vào nhau, lóe lên tia chớp. Ngay sau đó là tiếng sấm ầm ầm ầm. Nhìn thấy lôi thần chiến ưng có thể điều khiển lôi điện thật, toàn thế giới yên ắng. Thì ra nhân vật tựa như thần linh này thật sự tồn tại. Chẳng qua trước kia mọi người chưa bao giờ được tiếp xúc, thậm chí không cách nào tưởng tượng tới. Lôi thần chiến ưng điều khiển lôi điện, thế tiến công không thể ngăn đỡ. Chết đi! Gã đột nhiên vung tay lên. Xoèn xoẹt! Một tia sét điện đáng sợ đánh xuống từ giữa không trung, nhắm thẳng về phía Diệp Lâm Quân. Con người Diệp Lâm Quân toát ra sự lạnh lẽo, vung chiến đao Bắc Minh chém ra. Leng keng! Một đao chặn lấy tia sét điện này. Nhưng mọi người phát hiện, trên chiến đao Bắc Minh vậy mà lại xuất hiện từng lỗ thùng. SSSSSS. Mọi người hít ngược khí lạnh vào, lôi thần chiến ưng quá khủng bố rồi. Ngay cả thanh đao bảo bối chém sắt như chém bùn này của Diệp Lâm Quân cũng còn bị đánh thủng lỗ. Khủng bố. Giết. 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 Lôi thần chiến ưng như phát điên, điều khiển từng tia sét điện giết về phía Diệp Lâm Quân. Leng keng. Leng keng. Cụ leng keng, Diệp Lâm Quân dùng chiến đao Bắc Minh lần lượt chặn lại. Nộ răng rắc. Thời điểm kháng cự đến lần thứ 28,
chiến đao Bắc Minh vậy mà đứt gấy. Thấy thế, nước chiến ưng cùng phần lớn các khu vực trên thế giới đều bắt đầu hoan hô đồng loạt. Quả nhiên cường giả thất trọng thiên quá là mạnh. Người Lạc Việt này không thoát được rồi. Nhưng bên phía Lạc Việt lại yên ăng tĩnh mịch. Không ai nói lời nào. Có điều chẳng sợ Diệp Lâm Quân sắp phải chết. Cũng là chết trong vinh quang. Dù sao lấy sức một người ép cho nước chiến ưng phải cử ra người mạnh nhất. Về phương diện khác cũng khiến toàn thế giới được chứng kiến sự mạnh mẽ của nước chiến ưng. Siêu cường quốc đúng là không bình thường. Bất kể là cổ võ hay siêu năng, hay khoa học kỹ thuật hiện đại tiên tiến đều rất lớn mạnh. Đều thống trị thế giới, giết. Diệp Lâm Quân không hề phòng bị, cầm đao ngắn trong tay giết về phía lôi thần chiến ưng. Lôi thần chiến ưng nhìn Diệp Lâm Quân gần trong gang tấc. Gã cười. Tự đâm đầu vào chỗ chết. Từng chùm sét lớn dày đặc không ngừng đánh xuống từ trên bầu trời. Biến khu vực này trở thành biển sét, lấy Diệp Lâm Quân làm trung tâm. Giết. Đoàng. Một tia sét điện giáng xuống. Giết. Đoàng. Lại một tia sét điện nữa. Giết. Lôi thần chiến ưng tựa như nổi điên, miệng giống giận liên hồi. Rất nhanh sau đó, hàng ngàn hàng vạn tia sét điện giáng xuống liên tiếp, dày đặc như biển cả, nhắm thẳng về hướng Diệp Lâm Quân. Âm ầm ầm. Trong nháy mắt, quanh phạm vi trăm dặm hóa thành mảnh đất khô cằn, không còn một ngọn cỏ. Mọi người bị ánh điện lượn lờ trước mắt làm cho sợ ngây người. E rằng chỉ bằng một chiêu này của lôi thân chiến ưng, đại quân mấy trăm nghìn người cũng tan thành mây khói trong khoảnh khắc. Cường giả thất trọng thiên quả nhiên giống như thân tiên trên trời. Hôm nay, mọi người mới được mở mang tâm mắt, lực khống chế của cường giả thất trọng thiên có bao nhiêu đáng sợ. Tồn tại như một vị thần. Diệp Lâm Quân có thể ngăn cản sao? Trong khoảnh khắc, mấy chục nghìn tia sét điện đã giáng xuống. Bao phủ lấy Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân ở vị trí trung tâm quát lớn, chặn. Chặn, chặn. Chặn 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 chặn. Đáng sợ nhất chính là Diệp Lâm Quân thế mà lại dùng nắm đấm, vung hết quyền này đến quyền khác, đánh tan từng tia sét điện, một quyền. Hai quyền, ba quyền. Rất nhanh sau đó Diệp Lâm Quân đã đấm ra hàng chục ngàn quyền, đánh bay một loạt tia sét. Lấy thân mình mạnh mẽ chống lại sét điện, chưa từng nghe thấy, Iverson và Hứa Chính Kiệt bị dọa đến ngất đi. Rầm. Mỗi quyền Diệp Lâm Quân đánh ra đều long trời lở đất. Mặt đất rung chấn, khói bốc cồn cuộn, sóng xung kích lan tràn ra xung quanh. A an! A an! Cường giả nước chiến ưng xung quanh bị vạ lây, thương vong vô số. Rầm rầm rầm. Diệp Lâm Quân vẫn còn tiếp tục, dùng nắm đấm mạnh mẽ nện thẳng vào sét điện. Anh không hề bị thương chút nào. Đến lượt tôi. Diệp Lâm Quân giống lên một tiếng dài. Đánh ra hai quyền bá đạo, giống như pháo ra khỏi nòng. Một quyền này kéo theo dải khói màu trắng dài, tựa như khói phía sau đuôi máy bay. Một quyền này có vận tốc khủng khiếp, phá tan mọi chướng ngại vật. Lôi thần chiến ưng hoàn toàn chưa đủ thời gian phản ứng, đã bị nắm đấm ác liệt của Diệp Lâm Quân nện thẳng vào ngực. Trong mắt gã phản chiếu chiếc mặt nạ kia. Đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Sao người này có thể chạy thoát từ sét điện ra? Rầm. Giây tiếp theo, thân thể lôi thần chiến ưng nổ tung, hóa thành xương máu. Cảnh này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi hốt hoảng. Lôi thần chiến ưng nổ tung ngay trước mắt bọn họ. Bị một quyền hạ gục trong nháy mắt, biến thành xương máu. Diệp Lâm Quân vô địch. Nước chiến ưng, thậm chí là toàn thế giới đều yên lặng trong khoảnh khắc này. Mạnh. Quá mạnh. Chiêu nào của cường giả thất trọng thiên cũng không thể làm tổn thương đến anh ta. Anh ta còn có thể giết ngược lại. Rốt cuộc anh ta mạnh đến mức nào? Người Lạc Việt lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ cũng sôi nổi nghĩ tới một người. Mọi người đều nín thở tập trung, căng thẳng tới tột độ. Sau khi Diệp Lâm Quân giết chết lôi thần chiến ưng, anh kéo theo hai cành cây, tiếp tục đi tới. Kẻ dám ngáng đường tôi. Giết không tha, giết không tha. Diệp Lâm Quân khí thế tựa máu. Giết kẻ địch không còn một manh giáp. Giờ phút này vậy mà không còn ai dám tiến lên nữa. Bọn họ hoảng hốt sợ hãi nhìn Diệp Lâm Quân như quái vật. Không thể thắng được anh ta. Bọn họ tiến lên chính là chịu chết. Ngay cả Richard cũng bị hạ gục. Trước có Diệp Lâm Quân một chiêu phá hủy liên minh chúa tể. Sau có nhân vật thần bí này đại náo khuấy đảo nước chiến ưng. Có ai dám không nể hạ anh ta? Rất nhanh sau đó, Diệp Lâm Quân băng qua hồ thành, đi về phía biên cảnh phía nam nước chiến ưng.
Ngăn gã ta lại, phải ngăn gã ta lại, không tiếc trả giá bất cứ thứ gì. Các nhóm người lớn nhỏ của Chiến Ưng Quốc đều bị nhục nhã đến điên cả rồi. Át chủ bài đều đã xuất hiện. Trên ngọn núi cao ở vùng ngoại ô Hồ Thành, có mấy bóng người đang tụ tập. Bọn họ đều là cường giả thất trọng thiên. Một tên thất trọng thiên không giết được mi, nhưng một đám thất trọng thiên thì sao? Lúc này đây, nước Chiến Ưng quả thực đã phải trả giá quá đắt. Mùi hết mấy lão làng rời núi. Tuy rằng đây đều là át chủ bài của nước Chiến Ưng, không phải trường hợp bất đắc dĩ lắm sẽ không sử dụng. Nhưng hiện tại chính là thời khắc nguy nan nhất của bọn họ. Còn cứ tiếp tục như vậy, nước Chiến Ưng sẽ trở thành sự sỉ nhục, không thể giữ nổi địa vị siêu cường quốc trên thế giới. Bốn vị cường giả thất trọng thiên đang chờ Diệp Lâm Quân. Vị thứ nhất khắp người là một cụm xương đen, hoàn toàn không thấy rõ hình dáng thật. Gã là thủ lĩnh tổ chức sát thủ sát thần chuyên săn giết cường giả cấp chí tôn, có danh hiệu Ảnh Minh. Thực lực thất trọng thiên, hơn nữa còn có thuật ám sát mạnh nhất. Gã có thể hòa làm một với bất kỳ vật thể nào. Đã từng săn giết ba vị cường giả thất trọng thiên. Vị thứ hai tựa như một ngọn núi lớn, thân hình cao 2 mét, toàn thân đều là màu đỏ. Từ nhỏ gã đã bị tổ chức bí mật bắt đi làm đủ mọi loại thí nghiệm thuốc dẫn vào huyết thanh, sau đó thân thể trở thành biến dị. Sức lực của gã vô cùng lớn, cơ thể mình đồng da sắt, hoàn toàn là một con quái vật giết mãi không chết. Danh hiệu Ma Uy. Vị thứ ba là một người đàn ông mặc cơ giáp nhẹ nhàng, tốc độ của gã có thể vượt qua mấy lần vận tốc âm thanh, nhanh như tia chóp. Danh hiệu Thần Chấp. Vị thứ tư là một người phụ nữ tóc vàng ăn mặc hở hang, khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào. Nhưng cô ta là một vu sư phương Tây, từ nhỏ đã thức tỉnh siêu năng ở bộ lạc Nguyên Thủy. Có được lực lượng vô cùng kỳ diệu, được xưng là có thể điều khiển vạn vật. Danh hiệu Vu Nữ. Bốn người này đều tồn tại như bảo vật quốc gia. Cũng là át chủ bài chân chính. Giờ phút này, toàn bộ bốn người đồng loạt ra tay. Chỉ vì ngăn cản Diệp Lâm Quân. Đủ thấy được quyết tâm của nước Chiến Ưng. Diệp Lâm Quân một đường đi tới. Phát hiện người ngăn cản mình càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, chỉ còn một người. Hứa Chính Kiệt vừa mới tỉnh lại thấy thế, lòng như cho tàn. Chẳng lẽ mình bị nước Chiến Ưng từ bỏ ư? Thật ra Hứa Chính Kiệt cũng tự hiểu rõ trong lòng. Tới bước đường này, nước Chiến Ưng chỉ vì danh dự, chứ không còn vì giá trị của anh ta. Có điều Diệp Lâm Quân lại dừng bước, anh hướng về phía trước hô to, xuất hiện đi, tôi nhìn thấy hết các người. Giọng nói vừa mới dứt, ba bóng người đột nhiên xuất hiện phía trước. Là ba người Vu Nữ, Ma Uy, Thần Chấp. Chỉ có Ảnh Minh là không thấy bóng dáng. Gấng là thần ám sát, tự nhiên không thể bại lộ. Thất trọng thiên. Ba vị thất trọng thiên. Toàn thế giới lại lần nữa hoảng sợ. Nước Chiến Ưng quả nhiên lớn mạnh, tùy ý có thể gọi ra mấy vị cường giả thất trọng thiên liền. Đây là điều những quốc gia khác không làm được. Ngay cả Lạc Việt cũng hâm mộ không thôi. Euro ó điều mọi người càng chú ý hơn xem Diệp Lâm Quân có thể ngăn cản đòn công kích của bốn vị cường giả thất trọng thiên này hay không. Ba người Vu Nữ sau khi liếc nhau, đồng loạt, bắt đầu. Vừa dứt lời, Vu Nữ bắt đầu thi triển vu thuật của cô ta. Bỗng nhiên cảnh tượng trước mắt Diệp Lâm Quân thay đổi. Núi cao rừng rậm không còn, thay vào đó chính là biển rộng cuồn cuộn mênh mông vô bờ. Anh đang đặt mình trong trung tâm gió lốc, hoàn toàn không có cách nào đứng vững. Cảnh tượng xung quanh đột nhiên xảy ra biến hóa, khiến anh cực kỳ khó thích nghi. Đây là năng lực thay đổi cảnh tượng vạn vật của Vu Nữ. Cùng lúc đó, Thần Chấp ra tay. Lấy tốc độ gấp 5 lần vận tốc âm thanh bắt đầu đánh sâu vào. Việc gã phải làm chính là nhanh chóng cứu được hai người, Jefferson, hơn nữa phải đưa Ma Ủy tới bên cạnh Diệp Lâm Quân. Tốc độ của Thần Chấp quá nhanh. Trong nháy mắt liền đưa Ma Ủy tới bên cạnh Diệp Lâm Quân, đồng thời dẫn Hứa Chính Kiệt và Jefferson đi. Âm Ma Ủy dùng sức lực vô cùng lớn. Được xưng là một quyền có thể đánh nát một ngọn núi tung ra đòn mạnh nhất nhắm về phía Diệp Lâm Quân. Cùng lúc đó, Ảnh Minh xuất hiện từ trong bóng tối, đột ngột ám sát. Bốn đại cường giả này phối hợp ăn ý, nối tiếp hoàn mỹ. Hỗ trợ lẫn nhau, phát huy ưu thế lớn nhất của bọn họ. Từ cứu người đến giết người đều liên mạch lưu loát. Mọi người quan chiến đều bị dọa đến choáng váng. Bốn đại cường giả thất trọng thiên cùng nhau hành động. Đó là hình ảnh đáng sợ cỡ nào.
có được đãi ngộ cỡ này sợ rằng chỉ có duy nhất một người là Diệp Lâm Quân. Nước Chiến Ưng quyết tâm muốn giữ người, thật ra bốn người này đều là át chủ bài của cục Thiên Thuẫn. Vậy mà bọn họ lại đồng loạt ra tay, kẻ thân bí này chắc chắn sẽ rơi vào đường cùng. Sau khi nhận được tin tức, vệ binh Viêm Long lạnh nửa lòng. Bọn họ biết về cục Thiên Thuẫn, nơi này sánh ngang với tộc Bảo Long. Có chiến lực mạnh nhất. Những bí mật che giấu dưới lớp bụi cùng các cao nhân đều nằm trong tầm khống chế của bọn họ. Bọn họ tham gia, ai có thể ngăn được. Trong chiến trường, bốn đại cường giả thất trọng thiên liên kết ra tay, phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn. Đầu tiên là vụ nữ thay đổi khung cảnh, làm nhiễu loạn Diệp Lâm Quân. Tiếp theo, thần chớp trong nháy mắt đưa Ma Uy tới trước mặt Diệp Lâm Quân. Ma Uy dùng một chiêu mạnh mẽ giết về phía Diệp Lâm Quân. Chiêu này tuyệt đối không thể ngăn được. Thứ nhất, phụ nữ đã nhiều loạn Diệp Lâm Quân. Thứ hai, thần chớp có tốc độ quá nhanh. Chỉ hai nhân tố này, đã phán chắc Diệp Lâm Quân không thể tránh được, chỉ có thể đón lấy. Một quyền chứa lực lượng có thể phá hủy cả một ngọn núi của Ma Uy đánh tới, chưa chắc Diệp Lâm Quân có thể đỡ được. Mà dù có đỡ được, vẫn còn ảnh minh ám sát trong bóng tối. Phải biết rằng đây là bốn vị cường giả thất trọng thiên, chiêu thức cùng vũ lực của bọn họ đều vượt xa người khác. Điều này đã định sẵn anh sẽ phải chết. Một quyền của Ma Uy nện thẳng vào ngực Diệp Lâm Quân, tựa như đạn đạo nổ tung trong nháy mắt, xung quanh bốc lên một cột khói hình nấm. Bậc thầy ám sát ảnh minh bất chợt xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Lâm Quân, trong tay gã xuất hiện hai thanh đao ngắn, ánh điện lập lòe quanh minh. Hai thanh đao nhọn đều được đúc từ thiên thạch, có thể xuyên thủng bất kỳ vật thể cứng rắn nào. Rầm. Ma Uy tin tưởng quyền mạnh nhất của mình đã đập vào người Diệp Lâm Quân. Phụt. Phụt. Ảnh minh cũng tin tưởng hai lưỡi đao của mình đã cắm vào cổ Diệp Lâm Quân. Nhưng trong nháy mắt sắc mặt hai người lập tức biến đổi. Bởi vì đây đều là ảo giác. Diệp Lâm Quân biến mất ngay trước mắt bọn họ. Tiêu tán giữa không trung. Không. Ảnh minh biết đó là tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Dùng tốc độ nhanh hơn cả thần chớp chạy trốn, nhanh chóng thoát đi, khiến bọn họ ảo. Tưởng rằng mình đã thành công. Đó là tốc độ nhanh đến tận cùng, sinh ra cả phân thân, mà thứ bọn họ đánh trúng chính là phân thân. Ma ảnh phân thân. Diệp Lâm Quân lại một lần nữa sử dụng ma ảnh phân thân. Không giống như trong quá khứ, lần này không lừa gạt mọi người, ảnh minh nhìn ra được bản chất. Sau khi Diệp Lâm Quân sử dụng ma ảnh phân thân, anh nhanh chóng thoát khỏi trung tâm chiến trường. Rầm. Thời điểm anh xuất hiện lại, thế mà đã đuổi kịp thần chớp vừa cứu được hai người, Jefferson. Tốc độ của anh còn nhanh hơn cả tốc độ thiên phú thức tỉnh của thần chớp. Uinh. Phụt. Diệp Lâm Quân dùng một quyền đập nát thần chớp. Hồi long chảm. Đồng thời vung ra chiến đao Bắc Minh, phập. Phụ nữ bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, đã bị chiến đao Bắc Minh gấy mất một nửa cắt qua yết hầu. Phụ nữ ngã xuống trong nháy mắt. Khung cảnh xung quanh thay đổi. Biển rộng không còn, tất cả khôi phục lại bình thường. Nhưng Diệp Lâm Quân vẫn không dừng lại. Trong nháy mắt anh lại xuất hiện phía đằng sau Ma Uy, đồng thời xoay vòng chiến đao Bắc Minh trong tay. Phụt. Diệp Lâm Quân dùng một đao giết chết Ma Uy. Ảnh minh nhận thấy được nguy hiểm, vội vàng chạy trốn. Nhưng Diệp Lâm Quân lại lần nữa biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa, anh đã ở phía sau gã. Giết. Ảnh minh chết. Bốn đại cường giả thất trọng thiên bị diệt sạch. Ai có thể ngăn được một đao của tôi? Chấn động. Sục sôi. Nước Chiến Ưng im lặng rồi. Cả thế giới im lặng rồi. Kể cả máy bay lôi thần trước đây, đã có đến 5 người đạt đến thất trọng thiên bị một mình Diệp Lâm Quân giết chết. Thậm chí 4 người phía sau còn hợp tác với nhau. Đáng sợ thật đáng sợ, con át chủ bài của cục Thiên Thuẫn được phái ra cũng không ngăn nổi Diệp Lâm Quân. Anh đã mạnh đến mức khiến người người căm phấn. Lấy sức một người đè ép Nước Chiến Ưng đánh. Thử hỏi còn có ai? Đánh xong rồi. Richard và những người khác cũng phục sát đất. Chém liên tiếp 5 người cảnh giới thất trọng thiên, đánh kiểu gì vậy? Dù có thiên quân vạn mã cũng không thể cản nổi. Các vòng của Nước Chiến Ưng đều bị đánh đến mức mất tiếng. Bọn họ mù tịt. Không biết phải làm sao nữa. Anh như thể vô địch, không ai có thể chế ngự anh. Ngoại ô Hồ Thành, sau khi Diệp Lâm Quân chém chết 4 vị cảnh giới thất trọng thiên, anh tiếp tục hành trình. Ở một đầu khác của ngọn núi,
thiên quân vạn mã đang đợi sẵn. Cho dù bọn họ biết không thể giết chết anh hay cản nổi anh, nhưng không thể cứ trơ mắt nhìn anh đi mất. Bọn họ cản trở anh chỉ vì một mục đích duy nhất là kéo dài thời gian, rồi mới nghĩ cách làm sao để giết chết hoặc giữ anh lại. Lên! Lần này, có nhiều cao thủ nhập cuộc hơn. Người luyện võ, người siêu năng dường như phát cuồng xông đến ngăn cản anh. Anh kéo hai người, cầm một thanh đao gấy giết người mở đường máu. Anh quá mạnh. Không một ai có thể ngăn cản. Cả thế giới đều sợ hãi trước sức mạnh của anh. Ai ở Đại Việt cũng kích động, nhưng lại tò mò rốt cuộc anh là ai. Chẳng lẽ anh là người của tộc Bảo Long trong truyền thuyết? Hay anh xuất thân từ một thế lực thần bí của Đại Việt? Nhưng đám người Viêm Long Vệ đã dần dần có câu trả lời, tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Chỉ là không nói ra ngoài, coi nó là một bí mật. Sức lan truyền của chuyện này rất rộng, đến giờ cả tộc Bảo Long cũng chú ý đến rồi. Thậm chí rất nhiều thế lực xưa cũng đã bắt đầu dục dịch. Dẫu sao năm người Thất Trọng Thiên cũng bị giết rồi. Nửa ngày trôi qua, anh chém giết mở đường máu khiến thương vong của đối phương nhiều vô số. Vốn không thể ngăn cản anh. Anh cách phía nam của nước Chiến Ưng rất gần. Cho dù có thiên quận vạn mã, nhưng gặp anh đều táng mạng. Không ngăn nổi. Thực lực chênh lệch đến vậy, cũng không ngăn nổi một người. Sỉ nhục. Nước Chiến Ưng phải nhận lấy sự sỉ nhục trước giờ chưa từng có. Làm sao đây, không đầy 6 tiếng nữa thì anh sẽ rời khỏi nước Chiến Ưng. Chẳng lẽ cứ để mặc NH ta đi như vậy, đó là nỗi nhục lớn với chúng ta. Chúng ta sẽ bị cả thế giới chê cười. Nghĩ cách, mau nghĩ cách, nhất định phải cầm chân anh ta tại nước Chiến Ưng, không thể để anh ta rời đi. Nhanh 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 nhanh, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Lúc này, các vòng của nước Chiến Ưng đều điên rồi. Hứa Chính Kiệt và Jefferson còn sống hay đã chết không quan trọng. Quan trọng là thể diện. Bọn họ như bị anh tát vào mặt, mà không cách nào trả đũa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 2 tiếng trôi qua. Có cách rồi, chúng ta có cách rồi. Cục Thiên Thuẫn cuối cùng cũng nghĩ ra cách rồi. Đình chiến ngay lập tức. Mệnh lệnh của Cục Thiên Thuẫn vừa hạ xuống, vòng vây đang ngăn cản anh phía trước đồng loạt dừng lại. Đúng lúc anh đang bực bội, có mấy chiếc xe Việt dã cắm cờ đình chiến chạy đến trước mặt anh. Anh sẽ xem bọn họ định giở trò gì. Anh không ra tay. Cả thế giới đều dồn sự chú ý về đây. Ai cũng muốn biết Cục Thiên Thuẫn đã nghĩ ra cách gì. Một đám người cả nam lẫn nữ mặc tây trang đi giày ra bước từ trên xe xuống. Phần đông đều không phải người luyện võ hay người siêu năng. Bọn họ giống như nhân viên văn phòng vậy. Anh nhếch khóe miệng, cười rồi hỏi, mấy người làm gì vậy? Hai người một nam một nữ dẫn đầu cảnh giác đến gần anh, giơ hai tay nói, quý ngài bình tĩnh. Chúng tôi không có ác ý, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với ngài thôi. Đúng, chúng tôi muốn nói chuyện với ngài, hai bên cứ đánh qua đánh lại như vậy thật vô ích. Anh cười lạnh, có gì đáng nói, mau tránh ra, để tôi đưa hai người này đi. Xin ngài hãy nghe chúng tôi nói. Chúng tôi muốn nói chuyện với ngài, muốn làm một trao đổi với ngài. Hai người cảnh giác nhìn anh. Nói nghe coi, trao đổi gì? Anh rất tò mò. Thưa ngài, chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, từ địch thành bạn. Đúng vậy, ngài và chúng tôi thật ra không hề có ân oán gì hết, sao phải bán mạng như vậy? Anh cười cười, nói sao nhỉ? Thật ra ngài không cần phải bán mạng cho. Đại Việt, cứ gia nhập nước Chiến Ưng luôn có phải hơn không? Chúng tôi xin đảm bảo, sẽ thực hiện bất cứ nguyện vọng nào của ngài. Ví dụ muốn làm vua thì làm vua, muốn làm gì thì làm cái đó. Chỉ cần ngài đồng ý gia nhập nước Chiến Ưng, thì có thể thực hiện bất cứ nguyện vọng nào. Ví như gia tăng thực lực, ví như sự giàu có và quyền lực tối cao. Hai người này đều là chuyên gia đàm phán. Người sướng kẻ họa, nếu không cẩn thận thì sẽ bị bọn họ dụ dỗ. Đến bây giờ mọi người mới biết biện pháp của nước Chiến Ưng là gì. Tuy tôi không ngăn được anh, nhưng chúng tôi có thể kết nạp anh. Ngay khi anh đồng ý, thì coi như một mũi tên trúng hai đích. Anh cười cười, được thôi, thực hiện bất cứ nguyện vọng nào của tôi sao? Đúng, chỉ cần ngài dám nghĩ, thì chúng tôi dám làm. Tôi đại diện cho Cục Thiên Thoán đến đây, nên có thể thực hiện tất cả điều kiện của ngài. Mấy kẻ này tỏ ra tự tin cực kỳ. Anh nhìn họ rồi nói,
Được thôi, điều kiện của tôi rất đơn giản. Để tôi làm chủ nhân của nước chiến ưng đi. Chỉ cần làm được, thì tôi sẽ gia nhập nước chiến ưng mà không phàn nàn. Dầm. Lời nói không kiêng nể một ai. Anh vừa nói xong, tất cả mọi người đều ngây ra. Điều kiện của anh là cả nước chiến ưng. Anh muốn làm chủ nhân của nước chiến ưng. Tâm bậy. Không thể nào. Ngài đừng đùa nữa, chúng tôi rất thành tâm. Vài người cười lạnh nói. Phí lời, tôi mới thành tâm đây, không phải nói sẽ thỏa mãn tất cả điều kiện của tôi sao? Tôi vừa nói ra, sao lại không làm nữa? Anh hỏi ngược lại, ngài hiếp người quá đáng, đừng có đùa cợt chúng tôi. Mấy người của cục thiên thuẫn phát bực. Không thành tâm thì cút. Anh tung ra một chưởng. Xuất hiện một nguồn sức mạnh vô hình quạt bay đám người của cục thiên thuẫn. Anh tiếp tục đi về phía trước. Đàm phán thất bại rồi. Việc này đã đảo lộn kế hoạch của cục thiên thuẫn. Vốn tưởng rằng sẽ không có một ai có thể từ chối lời mời của cục thiên thuẫn. Anh tiếp tục đi về phía trước, về phía có thiên quân vạn mã chặn đường. Không ổn rồi, đến thời điểm quỷ rồi, chỉ còn 3 tiếng, anh ta sẽ rời khỏi nước chiến ưng. Làm sao đây, mau nghĩ cách đi, mau lên. Thời gian chảy trôi. 1 giờ trước khi Diệp Lâm Quân khai chiến với nước chiến ưng. Ai, không còn cách nào khác, đành dùng nó thôi. Cái gì, dùng nó, anh điên rồi .sao. Không còn cách nào khác, đến bước này thì chỉ có thể dùng nó thôi. Tôi không đồng ý. Nó quá đáng sợ. Đúng, thật điên rồ. Tôi cũng không đồng ý. Một khi dùng nó, chúng ta phải gánh chịu hệ lụy rất lớn. Từ khi nó xuất hiện, cả thế giới vẫn chưa từng dùng bao giờ. Chúng ta mà dùng thì chính là người đầu tiên rồi, phản bội thế giới để dùng nó, anh có biết chúng ta phải gánh tội năng đến thế nào không? Sau khi có người đề xuất dùng nó, đã vấp phải vô số sự phản đối, giống như đây là vật cấm kỵ vậy. Vậy mấy người tính làm gì đây? Không đến 1 tiếng nữa, anh ta sẽ rời khỏi nước chiến ưng. Đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành trò cười lớn nhất của thế giới, là một nước lớn mà đến 1 người cũng cản không nổi. Chúng ta sẽ bị biếm vào danh sách sỉ nhục của đế quốc. Chúng ta là tội đồ của đất nước, người đưa ra ý kiến rít gào. Cứ như vậy, mọi người đều trở nên yên lặng, tình hình bây giờ đã là một sự sỉ nhục lớn đối với họ rồi. Anh đã dẫm đạp nước chiến ưng, khiến nước họ không còn tôn nghiêm. Mau quyết định đi. Đến lúc này rồi, còn chưa đây 1 tiếng nữa thôi. Người nọ thúc giục, được, tôi đồng ý sử dụng nó. Tôi cũng đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Sau khi cân nhắc lợi hại, các thành viên đều đồng ý sử dụng nó. Nhưng có một vấn đề, chúng ta có thể sử dụng, nhưng không thể mượn danh nghĩa của cục thiên thuần hay nước chiến ưng. Người đó nói, vậy phải làm sao? Phía dưới có người hỏi. Để nhóm của Richard dùng danh nghĩa người của phòng thí nghiệm để sử dụng, dẫu sao người này đã bắt em trai của anh ta, chúng ta có thể quy việc này thành việc giải quyết ân oán cá nhân của Richard. Nếu xảy ra chuyện thì tất cả trách nhiệm đều thuộc về anh ta. Được, cách này hay. Đúng, gọi Richard ngay lập tức, để anh ta đi làm. Lúc Richard nhận được tin thì ngây ngẩn cả người. Cái gì, chúng ta định sử dụng nó thật sao? Anh ta ngạc nhiên hỏi. Không sai, dùng danh nghĩa phòng thí nghiệm của anh để sử dụng. Mấu chốt vấn đề là anh nên cống hiến cho nước nhà, không thể từ chối. Đây là ý của mọi người. Đại biểu của cục thiên thuẫn nói, Richard nghĩ gì, kinh ngạc hồ lên, vậy còn em trai tôi thì sao? Một khi dùng nó thì em trai tôi sẽ chết. Đã đến lúc này rồi, hãy nghĩ đến danh dự của đất nước trước. Yên tâm đi, em trai anh sẽ hy sinh vì nước nhà. Đất nước ghi công cậu ấy. Richard thoáng do dự. Cuối cùng cũng đồng ý. Được, tôi sẽ gọi cho phòng thí nghiệm ngay lập tức. Thời gian gấp gáp. Richard không kịp nghĩ lại. Cuống quýt gọi cho phòng thí nghiệm của mình. Rất nhanh, bên phòng thí nghiệm cũng đồng hơn nữa, vật đó do bên phòng thí nghiệm cung cấp, không cần cục thiên thuẫn. Như vậy sẽ cắt đứt mọi liên hệ, đổ mọi tội lỗi lên người Richard. Còn 40 phút trước khi anh ta rời nước chiến ưng. Vũ khí của chúng ta chỉ lắp đặt trong 15 phút thôi, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chỉ còn 20 phút là anh sẽ ra khỏi nước chiến ưng. Phía nam là hoang mạc trải rộng ngút ngàn. Anh kéo 2 người cùng đi. Phía trước đã không còn người ngăn trở nữa. Cả
cả thế giới đều cho rằng nước chiến ưng đã từ bỏ rồi. Nhưng những kẻ thông minh đều biết nước chiến ưng chắc chắn còn kế hoạch dự phòng. Nhưng không biết là gì. Vũ khí lắp đặt thành công, đã khóa mục tiêu, có thể bắn bất cứ lúc nào. Phòng thí nghiệm của Richard gửi tin đến. Theo lời bọn họ thì đây là vũ khí mạnh nhất của phòng thí nghiệm, quyền trưởng thượng đế. Đây là vũ khí mạnh nhất do phòng thí nghiệm bí mật của Richard và Cục Thiên Thuẫn hợp tác chế tạo. Vũ khí này đại diện cho sự hủy diệt. Không một ai biết cụ thể nó là gì. Là pháo quỹ đạo điện từ hay laser hay là vũ khí sinh học. Vốn không ai biết cả. Nhưng ai biết đến cây quyền trượng này đều hiểu nó đại diện cho tai nạn hủy diệt. Một khi dùng, chắc chắn mang tính hủy diệt. Không một loại phòng thủ nào có thể ngăn được quyền trượng thượng đế. Nó khác với vũ khí diệt thân của Hứa Chính Kiệt, vì vũ khí của hắn ta chỉ sát thương trong phạm vi hẹp, chuyện đối phó người học võ và người siêu năng. Nhưng phạm vi sát thương của quyền trượng rất lớn. Một khi sử dụng nó trong một khu vực nào đó thì nó sẽ hủy diệt tất cả. Đặt tên là quyền trượng thượng đế, ý nghĩa rất đơn giản, thể hiện loại vũ khí này có quyền năng trừng phạt của thượng đế. Uy lực không thể đùa được. Nó chính là vũ khí tối tân nhất của phòng thí nghiệm bí mật và Cục Thiên Thuần. Cho nên cho dù như thể nào cũng không sử dụng, loại vũ khí này cũng ngang với lá át chủ bài của nước chiến ưng, nhưng bây giờ quân át chủ bài này đã bị lộ quá sớm, khiến cả thế giới đều biết. Cây quyền trượng này cũng không còn ẩn chứa bí mật gì nữa. Cũng không còn tác dụng gì nữa. Nhưng Diệp Lâm Quân khiến cả nước chiến ưng phải đối mặt với tình trạng này. Khiến Cục Thiên Thuẫn quyết định sử dụng nó để chống lại anh. Vì danh dự của nước chiến ưng, bọn họ phải liều thôi. Lúc này, rất nhiều người của nước chiến ưng đều chú ý đến anh. Mà anh cách biên giới ngày càng gần, thời gian thấm thoát thoi đưa. 20 phút rồi, anh đã lôi hai người vào hoang mạc. Hiện tại không có một ai ngăn cản, anh cũng biết mọi chuyện không đơn giản đến vậy. Nước chiến ưng sẽ không bỏ qua cho anh, sẽ không để anh rời đi một cách dễ dàng. Nguy cơ khổng lồ đang đợi anh ở phía trước. Lúc này thời gian nhích thật chậm, ai cũng căng thẳng đến mức đổ mồ hôi. Đã thiết lập điểm công kích rồi, mục tiêu sau 6 phút 32 giây sẽ đến điểm chỉ định. Xác nhận lại, vũ khí không có vấn đề. Tất cả sắp xếp ổn thỏa. T-Chat và phòng thí nghiệm đã trang bị xong mọi thứ, cả vị trí công kích và thời gian. Yên lặng đợi thời gian điểm, mọi người gần như ai cũng đổ mồ hôi, thân mình run rẩy. Lần đầu sử dụng quyền trượng thượng đế. Mọi người vừa hưng phấn vừa căng thẳng. Lúc này, Hứa Chính Kiệt và Jefferson trong tay Diệp Lâm Quân cũng đã tỉnh lại. Hứa Chính Kiệt cũng biết thân phận của anh rồi. Diệp Lâm Quân, tôi công nhận anh là kẻ mạnh, một mình mà dám đánh nước chiến ưng thành ra thế này, nhưng tôi đảm bảo anh sẽ không thoát khỏi nước chiến ưng được đâu. Hứa Chính Kiệt trừng mắt nhìn anh, Jefferson cũng phụ họa nói, đúng, không sai. Anh không thể thoát khỏi đây đâu, anh trai tôi sẽ không cho phép nó xảy ra. Anh nghĩ đến việc gì đó. Không những cười cười nói, bây giờ chỉ sợ bọn họ muốn giết tôi, mà tôi chết rồi thì hai người đừng hòng sống được. Hứa Chính Kiệt và Jefferson nhận ra điều này, toát mồ hôi lạnh, thân mình run rẩy. Đúng vậy. Đến lúc này, bằng bất cứ giá nào cũng phải ngăn anh lại. Bọn họ đã không còn quan trọng. Nhất là Hứa Chính Kiệt, càng không còn giá trị. Nhưng mà, nhìn thấy anh chết tôi cũng rất sung sướng. Không sao hết, ha ha ha. Hứa Chính Kiệt nhìn anh rồi cười hả hê. Hắn ta đúng là một kẻ điên mà. Jefferson lại sợ đến mức thân mình run rẩy. 5 phút, 4 phút, 3 phút. Trong căn cứ đang đếm ngược thời gian. Thần kinh của tất cả mọi người đã căng hết cỡ, đến mức sắp bùng nổ rồi. 32 giây. Bye. Hêu. 1. Khoảnh khắc được ngàn người chú ý đã đến rồi. Đây là lần đầu tiên quyền trượng thượng đế bộc lộ ánh sáng. Người đời đều được chứng kiến sức mạnh tuyệt vời của quyền trượng thượng đế. Richard cầm trong tay nút lệnh khởi động của quyền trượng thượng đế đã sớm căng thẳng đến nỗi cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhất là trong căn cứ có hơn 100 người đều đang hồi hộp nhìn chằm chằm anh ta. Em trai, hẹn gặp lại. Richard hô to một tiếng, mạnh mẽ ấn xuống nút bấm. Đồng thời cả người anh ta rầm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Giờ phút này, toàn bộ căn cứ giống như được giải thoát. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc cũng đến giờ phút này. Trong các phạm vi của nước chiến ưng, ai nấy đều siết chặt nắm đấm chờ đợi quyền trượng thượng đế xuất hiện. 1 giây 2 giây.
nhưng qua tới hơn 10 giây. Thế mà chẳng có chút động tĩnh nào. Quyền trưởng thượng đế căn bản không vào xuất hiện đúng thời hạn. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng hoảng loạn nhưng lại qua mấy chục giây vẫn không có bất cứ động tĩnh gì cả. Tình hình ra sao rồi? Đây là tình huống gì? Mau nói cho tôi biết xem đây là như thế nào. Trong các phạm vi lớn của nước chiến ưng đều truyền ra giọng nói này. Trong căn cứ phụ trách phóng ra vũ khí của quyền trưởng thượng đế thì lại trợn tròn mắt. Sau khi Richard bấm xuống nút lệnh, quyền trưởng thượng đế căn bản không hề phóng ra. Đây là chuyện gì? Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người đều ngơ ngác. Nhưng sau đó khi chợt sực tỉnh lại, tất cả mọi người đều kinh ngạc liên tục thốt lên. Richard nằm trên đất bò dậy, giận dữ hét, cái gì? Không phóng ra vũ khí được. Xảy ra chuyện gì? Mau kiểm tra xem, kiểm tra cho tôi. Trong cả trụ sở loạn tung cả lên. Các loại âm thanh vang lên khắp nơi. Tất cả nhân viên kỹ thuật lập tức kiểm tra. Không được, hệ thống phóng ra vũ khí gặp trục trặc rồi. Vì thế không phóng ra thành công. Chẳng mấy chốc đã điều tra ra được nguyên nhân. Sửa chữa, nhanh chóng sửa chữa. Sửa chữa cần mất thời gian bao lâu? Richard vội vàng quát lên. Nhanh nhất cũng từ 20 phút trở lên. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhân viên kỹ thuật bắt đầu điên cuồng sửa chữa. Đây là chuyện không ai có thể ngờ được, ở giây phút quan trọng nhất thế mà lại xảy ra vấn đề như vậy. Thời gian 20 phút quan trọng, Diệp Lâm Quân đã rời khỏi nước chiến ưng. Cũng không thể để quyền trưởng thượng đế bộc lộ trên mảnh đất của nước khác được chứ. Trong cả trụ sở rơi vào im lặng. Richard thì tức giận đến đập bàn nhưng sau khi anh ta xoay người thì khóe miệng lại lộ ra một nụ cười như ý. Thì ra hệ thống, phóng xuất hiện trục trặc là do anh ta một tay sắp xếp. Mục đích rất đơn giản, anh ta không muốn quyền trưởng thượng đế được phóng ra ngoài, anh ta không muốn em trai, Jefferson chết. Richard là một người rất bao che khuyết điểm, rất thương em trai. Nếu không trước đó cũng không làm ra nhiều hành động điên cuồng tới vậy. Bây giờ kêu anh ta tự tay giết em trai của mình, anh ta không làm được. Dưới cách nhìn của anh, danh dự của chiến ưng không quan trọng bằng mạng sống của em trai. Hôm nay, sỉ nhục mà cao thủ của Lạc Việt đem đến cho chiến ưng, sau này anh ta sẽ tìm cơ hội trả lại hoàn toàn. Nhưng nếu em trai anh ta chết đi nghĩa là mãi mãi không còn nữa. Quyền trưởng thượng đế không phóng ra thành công. Cũng đồng nghĩa rằng nước chiến ưng hoàn toàn thất bại trong việc ngăn cản Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân kéo hai người đến vùng sát biên giới. Anh cười cười, đã hứa là sẽ giết tôi mà. Anh, Hứa Chính Kiệt và Jefferson cũng không nghĩ rằng có thể cho Diệp Lâm Quân rời đi dễ dàng như vậy. Đi thôi, theo tôi về Lạc Việt nhận lấy trừng phạt các cậu phải chịu. Diệp Lâm Quân dẫn theo hai người bước ra khỏi biên giới nước chiến ưng. Sau đó Diệp Lâm Quân cắm một nửa chiến đao Bắc Minh lên bên biên giới của nước chiến ưng. Ý nghĩa vô cùng rõ ràng. Lấy đao làm chứng. Diệp Lâm Quân tôi từng vào nước chiến ưng mang đi hai người. Nhưng chuyện này đối với chiến ưng mà nói là một sự sỉ nhục vô cùng to lớn. Chẳng mấy chốc đã có rất nhiều cao thủ đi đến biên giới nước chiến ưng. Nhìn thấy chiến đao Bắc Minh cắm trong lãnh thổ mình. Làm lóa mắt bọn họ ghinh như mặt trời ban trưa. Cây đao này cắm trên tự tôn của bọn họ. Đối với bọn họ mà nói là sự sỉ nhục. Một người điên cuồng hét lên định rút chiến đao Bắc Minh ra. Chậm đã. Một người cầm đầu ngăn cản hắn lại. Cây đao này không thể rút ra được. Phải luôn cắm ở chỗ này. Đây chính là sự sỉ nhục mà kẻ thù đem đến cho chúng ta. Nó luôn nhắc nhở chúng ta mọi lúc mọi nơi về chuyện này. Sắc mặt của tất cả mọi người ở đây đều đỏ lên nhìn chiến đao Bắc Minh. Tất cả mọi người đều siết chặt nắm đấm. Im lặng. Toàn bộ thủ đô chiến ưng đều im lặng. Bọn họ gần như lấy ra tất cả nhưng vẫn không thể ngăn cản được Diệp Lâm Quân. Ngay ở khoảnh khắc cuối cùng, chuyện mờ ám của Richard làm quyền trưởng thượng đế không thể phóng ra thành công. Hoàn toàn để cho Diệp Lâm Quân rời đi. Để khi Diệp Lâm Quân bước ra khỏi biên giới, toàn bộ thế giới đều tràn ngập nghi ngờ. Nước chiến ưng cứ thế thả Diệp Lâm Quân rời đi. Không thể nào. Không có lý do nào. Nhưng sự thật lại bày ra trước mắt. Anh đã đi rồi. Các phạm vi của nước chiến ưng đều vỡ tổ rồi. Sỉ nhục. Hôm nay, nhục nhã nhất. Lạc Việt, đã hoàn toàn trở thành kẻ thù. Rất nhiều người siết chặt nắm đấm, vẻ mặt điên cuồng. Richard cũng siết chặt nắm đấm,
em trai, anh chắc chắn sẽ cứu em về. Còn có Lạc Việt, tôi sẽ không bỏ cua. Anh ta tin tưởng rằng, Jefferson dù có đến Lạc Việt thì nó cũng không chết. Kế hoạch của anh ta đã thành công rồi. Sau khi biết được tin tức, Lạc Việt hoàn toàn xôn xao. Đầu tiên là hoàn toàn đánh tan liên minh chúa tể, bây giờ cao thủ thần bí một mình một ngựa mang đi hai người ở nước chiến ưng. Không cái nào là không thể hiện sức mạnh của Lạc Việt. Lạc Việt không hề kiêng kỵ bất cứ người nào. Con rồng khổng lồ đang ngủ say đã dần dần thức tỉnh, ai có thể địch lại. Bây giờ Lạc Việt đã thể hiện rằng mình chính là đất nước mạnh mẽ vô địch, không hề e sợ bất cứ gì. Cứ như thế này, những ông trùm hay ngôi sao nổi tiếng, vân vân, những người trước đó rời khỏi Lạc Việt đều hoàn toàn há hốc mồm. Lúc trước liều mạng rời khỏi, ai biết nguy cơ lại được giải quyết nhanh chóng như thế, hơn nữa còn thể hiện ra một mặt hung hăng như vậy. Ai có thể ngờ được tình hình như bây giờ. Lạc Việt mới là tốt nhất. Bây giờ nếu muốn trở lại thì vô cùng khó khăn, dù sao tất cả mọi người đều đổi quốc tịch cả rồi. Khó khăn nhất là người Lạc Việt chạy trốn đến nước chiến ưng. Mới ban đầu Hứa Chính Kiệt muốn làm quốc vua, gần như thu hút toàn bộ những người có máu mặt. Nhưng bây giờ Hứa Chính Kiệt bị bắt đi, tất cả của bọn họ đều sụp đổ hết rồi. Nhất là bọn người Lý Hồng Hải, Trương Phúc Long đều trợn tròn cả mắt. Vốn dĩ bọn họ có thể trở thành kẻ hơn người. Trong chớp mắt tất cả đều không còn nữa. Bọn họ cứ trơ mắt nhìn mình bị cướp đoạt hết tất cả. Đoàn người Lý Hồng Hải, Lý Hồng Phúc về đến khu biệt thự. Bọn họ bật tỉ vi xem tình hình mới nhất. Lúc này Trịnh Quân Nga đột nhiên tái xanh mặt mày, bởi vì cô ta thấy được một tin tức rất đáng sợ. Sau khi Diệp Lâm Quân dẫn hai người Jefferson đi thì nước chiến ưng cực kỳ tức giận. Dưới cơn nóng giận, nước chiến ưng đăng tin tức, muốn đoạt lại tất cả tài sản và tước quốc tịch của những người từng mang quốc tịch nước Lạc Việt đang sinh sống ở nước chiến ưng, sau đó trục xuất ra khỏi nước chiến ưng. Chẳng mấy chốc sau danh sách những người bị trục xuất cũng đã được công bố ra. Trịnh Quân Nga nhanh chóng thấy được tên mình xuất hiện trên đó. Việc lớn không xong rồi, mau xem tin tức. Trịnh Quân Nga nhắc nhở. Cái gì? Tất cả mọi người đều bắt đầu kiểm tra danh sách. Tất cả mọi người đều nhìn thấy tên của mình xuất hiện trên danh sách. Nước chiến ưng muốn tịch thu hết tài sản bọn họ còn muốn trục xuất bọn họ. Trong nháy mắt bọn họ gần như chỉ còn lại cái quần lót bị người khác đuổi đi. Trợn tròn mắt, những người trong hai nhà Lý Trịnh đều lòng như cho tàn. Cho dù như thế nào cũng không ngờ rằng sẽ trải qua thay đổi thất thường như thế này trong vòng một ngày. Vốn là kẻ cao hơn người thế mà bọn họ lại rơi xuống đến mức này. Tinh, 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 trong lúc đó điện thoại di động của mọi người cũng reo lên âm báo nhắc nhở. Sau khi mở ra đều là những tin nhắn khiến người ta thấy mà giật cả mình. Tất cả tài sản trong tài khoản ở nước ngoài của bọn họ đều bị xử lý sạch sẽ rồi. Thậm chí còn có tài sản ẩn danh, ví dụ như biệt thự trang viên hay xe cô, những thứ này cũng bị tước đoạt hoàn toàn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong bọn họ đều không còn gì cả. Ngoại trừ quần áo mặc trên người. Đến cả chỗ ở của bọn họ cũng nằm trong danh sách thanh lý tước đoạt. Cùng lúc đó bọn họ cũng bị nước chiến ưng khai trừ quốc tịch. Bọn họ sắp không còn thân phận. Bao gồm tên của bọn họ cũng không còn hiệu lực nữa. Bất cứ khu vực và đất nước nào trên toàn bộ thế giới đều không có thông tin cơ bản của bọn họ chẳng khác gì kẻ rừng rú lang thang. Còn không bằng một tên ăn mày. Phần lớn ăn mày ít nhất còn có thân phận, bọn họ thì không có. Tôi. Lý Hồng Phúc trước mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tại sao, tất cả những thế này là tại vì sao chứ? Chúng ta không hề làm sai. Tại sao lại đối xử với chúng ta như thế? Tôi không phục, tôi muốn khiếu nại. Những tiếng oán giận vang lên khắp nơi, tất cả mọi người đều như nổi điên. Ở đầu đường còn có những hình ảnh đáng sợ hơn xảy ra. Những tên từng là kẻ phản bội cửa nước Lạc Việt, bây giờ sau khi bị tước đoạt tất cả thì bị đuổi ra khỏi nước chiến ưng. Nếu có người không tình nguyện thì sẽ bị hành hung. Bị mạnh mẽ ép buộc ra khỏi nước chiến ưng. Càng đáng sợ hơn là một khi bọn họ bước ra khỏi nước chiến ưng, sẽ trở thành người không có thân phận, khi đó khu vực nào cũng không tiếp nhận bọn họ. Bọn họ không thể nào về Lạc Việt. Đi tới những nơi khác cũng không thể nào. Căn bản không có ai thèm. Giá trị duy nhất đó chính là làm khuân vác.
Có người nói bên ngoài nước Chiến Ưng có rất nhiều tập đoàn buôn người đang chờ đợi lừa mua những người này. Một khi bọn họ bị mang đi, kết cuộc ra sao? Ai cũng hiểu rõ trong lòng. Cộp cộp cộp. Chẳng mấy chốc đã có một tràng tiếng chân đồn dập vang lên. Từ bên ngoài có rất nhiều người xông vào. Bắt đầu từ bây giờ các người sẽ không còn là người nước Chiến Ưng nữa, thân phận của các người đã bị tước đi rồi. Bắt đầu từ bây giờ các người phải nhanh chóng rời khỏi nước Chiến Ưng. Chỗ này không chào đón các người. Ngay, lập tức. Đối phương vừa vào cửa đã mạnh mẽ xua đuổi tất cả mọi người trong hai nhà Lý Trịnh. Không phải, thưa anh, các anh hiểu lầm rồi. Chúng tôi là người của nhà họ Lý và nhà họ Trịnh của Lạc Việt, chúng tôi có quan hệ rất thân thiết với cậu Hứa Chính Kiệt. Đúng vậy, hơn nữa chúng tôi ở lại chắc chắn có lợi ích cho nước Chiến Ưng. Sợ là các anh đã hiểu lầm rồi đúng không? Chúng tôi không thể bị trục xuất chứ. Mọi người bắt đầu nhao nhao giải thích. Chính là các người, chúng tôi không hiểu lầm. Cút nhanh lên, nước Chiến Ưng một vùng đất thần thánh như thế này là chỗ mà cái đám giỏi bọ như các người có thể ở lại sao? Thái độ của đối phương càng lúc càng cứng rắn. Tôi hỏi các anh dựa vào cái gì mà cướp đoạt đóng băng tất cả tài sản của chúng tôi? Cho tôi một lý đót. Lý Hồng Thăng đứng dậy. Trương Phúc Long nói hùa theo, đúng, đúng đấy. Gia nhập quốc tịch nước Chiến Ưng các người là do chính các người mời, hơn nữa còn là các người tự sai máy bay đi đón chúng tôi. Sao có thể tùy tiện tước quốc tịch của chúng tôi chứ? Lý do đâu? Đúng vậy. Các người không nói lý lẽ gì cả. Đuổi chúng tôi đi khỏi thì được, vậy vì lý do gì lại cướp đoạt tài sản của chúng tôi? Các người có quyền gì? Trịnh Quân Nga, Lý Ánh Nguyệt, từng người đều đứng dậy. Giống như lúc trước đây, nói đạo lý với người ở Lạc Việt. Nhưng bọn họ đã quên. Chỗ này không phải Lạc Việt. Bọn họ không có đạo lý gì có thể nói. Lý do, đây chính là lý do. Đánh cho tôi. Đám người kia không nói hai lời, trực tiếp đánh tới. Cho dù nói những người này của hai nhà Lý Trịnh bây giờ đều là người học võ, đã sử dụng không ít những thiên tài địa bảo. Nhưng nước Chiến Ưng là nhắm vào bọn họ, đặc biệt sai cao thủ đến. Vừa đánh nhau, những người này của hai nhà Lý Trịnh căn bản không chiếm được lợi ích gì. Cuối cùng bị đánh đập một trận. Ai nấy đều bị đánh sưng mặt sưng mũi. Chỗ này có từng con xe tải lớn đỗ lại. Như từng con chó chết bị bắt lên xe. Bên trong tất cả đều là những người bị trục xuất. Mấy tiếng sau, những người này bị vận chuyển đến biên cảnh. Sau đó cũng giống như đồ bỏ đi, những người này đều bị vứt đi hết. Đoàn người của đoàn Hồng Hải ở trong đó. Mấy người còn dám bước vào một bước thì chúng tôi sẽ quăng hết tất cả các người xuống biển đấy. Trên đường biên giới có người cảnh cáo nói. Đám người Lý Hồng Hải nhìn hoang mạc mênh mông vô bờ. Bọn họ đều ngơ ngác. Không biết phải đi đường nào. Bây giờ trên người bọn họ không có đồng nào cả. Bọn họ không có thân phận. Bọn họ không thể đi đến bất cứ nơi nào. Là những tên ở lậu trong những tên ở lậu. Có thể so sánh với người rừng. Nhưng ngay ở nửa ngày trước bọn họ còn là kẻ trên người mài tôi hối hận rồi. Ban đầu tôi không nên rời khỏi Lạc Việt. Hu hu hu. Cách đó không xa có người khóc ròng ròng. Hối hận đến nỗi muốn đen cả ruột. Là do tôi không có não. Tại sao lại rời khỏi Lạc Việt? Lạc Việt tốt biết bao. Đúng thế, ở đâu có thể so sánh được với Lạc Việt chứ? Chúng ta bị điên mất rồi. Càng lúc càng có nhiều người quỳ trên mặt đất hối hận, khóc ròng ròng. Tất cả mọi người của hai nhà Lý Trịnh cũng khóc đến chẳng ra tiếng. Hối hận, thật sự hối hận muốn chết. Chúng ta là một đám ngu si. Tại sao không nghe lời trưởng bối nói? Tôi hối hận rồi, nếu cho tôi thêm một cơ hội thì tôi tuyệt đối không rời khỏi Lạc Việt. Ba mẹ ơi con nhớ hai người, nước Chiến Ưng không có gì tốt đẹp cả. Lạc Việt là tốt nhất. Trịnh Quân Nga, Lý Ánh Nguyệt, Lý Hồng Hải, Lý Hồng Thắng, Trương Phúc Long, người này nối tiếp người kia quỳ trên mặt đất hối hận khóc ròng. Đây là khoảnh khắc tối tăm nhất không có ai giúp đỡ trong cuộc đời của bọn họ. Tiếp theo bọn họ phải đối mặt với giây phút khó khăn nhất. Chạy đi, hu hu. Bỗng nhiên trong đám người truyền đến từng trận xôn xao. Thì ra có người đến bắt giữ bọn họ. Loại người không thân phận giống như bọn họ rất thích hợp bị bắt làm khuân vác. Chạy đi, chạy đi. Một đám người giống như con mồi bắt đầu kiếp sống lưu vong trong khu không người. Nhưng mà đây chỉ là một số người miêu tả mà thôi.
Hôm nay, ở các biên giới của nước Chiến Ưng lần lượt diễn ra từng hình ảnh như vậy. Diệp Lâm Quân đem đi hai người đã mang lại sỉ nhục quá lớn cho nước Chiến Ưng. Bọn họ chỉ có thể lấy này ra để xả giận. Tất nhiên người Lạc Việt ở nước Chiến Ưng bọn họ không dám động đến. Những người này đều là người Lạc Việt. Kẻ bọn họ dám đụng đến cũng là những người tách khỏi quốc tịch Lạc Việt giống như Lý Hồng Thắng. Khá giống với người của chính bọn họ. Bọn họ muốn thế nào thì làm thế đó. Lạc Việt Đông Cảnh. Một chiếc máy bay trực thăng tư nhân đáp xuống. Từ trên phi cơ có một người bước xuống, chính là Diệp Lâm Quân. Anh dân theo hai người. Hứa Chính Kiệt và Jefferson. Tiêu Phong và những người khác tiếp đón Diệp Lâm Quân trở về. Cho, dù Diệp Lâm Quân còn đeo mặt nạ nhưng mọi người đều biết thân phận của anh. Jefferson nên nhốt vào chỗ nào thì cứ nhốt vào nơi đó. Tiếp tục ngồi tù. Diệp Lâm Quân ra lệnh. Đã rõ, dẫn người đi. Tiêu Phong vung tay lên. Jefferson lập tức bị mang đi. Anh ta mặt xám như cho tàn. Anh ta không thể rời khỏi Lạc Việt được rồi. Diệp Lâm Quân nhìn về phía Hứa Chính Kiệt, anh lạnh lùng nói, Hứa Chính Kiệt không có gì để nói, trực tiếp giết đi. Chờ đãi. Không được giết, không thể giết gã được. Bây giờ gã là người của chúng tôi, các người không thể đụng vào. Nhưng tiếng hô kinh ngạc vang lên, lập tức có vài người mặc đồ tây đi giày da chạy đến, ngăn lại trước mặt Diệp Lâm Quân. Bắt đầu từ bây giờ Hứa Chính Kiệt là người của chúng tôi. Ai cũng không được động vào. Người phụ nữ dẫn đầu sắc bén nhìn Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân ngẩn ra. Mãi người bình thường này còn muốn ngăn cản anh sao? Các người là ai? Sắc mặt Tiêu Phong thay đổi, giải thích nói, sư phụ, bọn họ là Liên minh Khoa học Kỹ thuật Thần Long. Chuyên môn phụ trách các phòng thí nghiệm về vũ khí công nghệ tiên tiến nhất Lạc Việt. Mạnh nhất Lạc Việt. Lần này bọn họ cũng muốn xuất hiện. Đây là nhà khoa học trẻ tuổi nhất Lạc Việt, cũng là người của Liên minh Khoa học Kỹ thuật Thần Long, cô Văn Hí. Cô ta và đoàn đội vừa mới phát triển một siêu vũ khí vô cùng khủng bố. Tiêu Phong tiến gần lại bên tai Diệp Lâm Quân, nhỏ giọng nói, đừng thấy là người bình thường. Nhưng cô ta rất được hoan nghênh đây, rất lợi hại. Nghe thấy vậy, Diệp Lâm Quân sửng sốt, từ sau khi vũ khí giết người cẩu Hứa Chính Kiệt xuất hiện, toàn thế giới này không còn ai dám xem nhẹ người bình thường nữa. Diệp Lâm Quân cũng vậy, những người bình thường này không biết sẽ lại bộc phát phương thức gì đó không thể ngờ đến được nữa. Thậm chí có thể xuất hiện loại tình hình như thế này. Ví dụ thống trị liên minh hàng trăm nghìn chiến binh, có thể người đứng phía sau chính là một người bình thường. Một câu nói, một mưu trí có thể giết chết hàng trăm ngàn võ giả. Trong mắt Văn Hy, hầu hết các võ giả đều người lỗ măng. Cho nên cô ta cũng không có hảo cảm với Diệp Lâm Quân. Bây giờ thông báo cho các người một tiếng, chúng tôi sẽ đưa Hứa Chính Kiệt đi, bắt đầu từ hôm nay anh ta thuộc về Liên minh Khoa học Kỹ thuật Thần Long. Văn Hy dùng giọng điệu cao cao tại thượng nói, mấy người Tiêu Phong không nói gì, quả nhiều có người đã thông báo rồi. Hứa Chính Kiệt nằm trên đất nhìn Diệp Lâm Quân, khóe miệng anh ta nhếch lên. Ý khiêu khích rõ ràng. Dường như đang khiêu khích Diệp Lâm Quân nói, cho dù anh mang tôi đến Lạc Việt, anh cũng không thể giết được tôi. Nếu không có ý kiến gì thì chúng tôi mang người đi, thủ tục đã làm xong rồi. Văn Hy nói, người sau lưng cô ta muốn đưa Hứa Chính Kiệt đi. Cho tôi một lý do. Khi đám người Văn Hy muốn đưa Hứa Chính Kiệt đi, giọng nói của Diệp Lâm Quân vang lên. Mọi người đều nhìn về phía Diệp Lâm Quân. Người là do tôi đưa từ nước Chiến Ưng về. Mạng của anh ta là của tôi nên sớm giết anh ta, có điều tôi muốn anh ta nhận tội ở Lạc Việt. Diệp Lâm Quân chất vấn. Văn Hy ngẩn ra, nhìn thẳng Diệp Lâm Quân, anh quả thật là anh hùng của Lạc Việt, điểm này tôi khâm phục anh. Có điều cũng xin anh suy nghĩ cho đại cục. Suy nghĩ thế nào, Diệp Lâm Quân nói. Tội nghiệp của Hứa Chính Kiệt đầy trời không phải là giả, tội chết cũng không phải là giả. Nhưng anh ta là thiên tài trong hàng triệu người. Nếu như trực tiếp giết đi thì quá đáng tiếc rồi. Nếu như tài hoa của anh ta có tác dụng với chúng tôi, có hiệu lực cho Lạc Việt thì tôi cho rằng sẽ tốt hơn nếu như trực tiếp giết anh ta. Hơn nữa, tôi tin Hứa Chính Kiệt cũng có lòng muốn hối cải, anh ta nhận ra lỗi lầm của mình, nhất định sẽ hết lòng phục vụ Lạc Việt. Văn Hy vừa nói xong, giọng nói của Hứa Chính Kiệt đã lập tức vang lên, đúng, không sai. Tôi đã nhận thức sâu sắc về những sai lầm của mình. Bây giờ xin hãy cho tôi một cơ hội để hối lỗi.
Tôi muốn làm việc cho Lạc Việt, tôi sẵn sàng dốc hết toàn bộ sức lực của mình cho các người. Trong mắt người khác, Hứa Chính Kiệt thừa nhận lỗi lầm của mình, vô cùng chân thành. Chỉ xin một cơ hội để bù đắp. Nhưng Diệp Lâm Quân biết thằng nhóc này. Giả dối thế nào? Anh ta chỉ muốn sống mà thôi, các người còn có vấn đề nào khác không? Văn Hy hỏi. Diệp Lâm Quân lắc đầu, tôi không có vấn đề gì, tôi chỉ muốn giết anh ta. Giọng điệu của Diệp Lâm Quân rất bình tĩnh, mọi người có mặt đều biết anh muốn giết Hứa Chính Kiệt. Hứa Chính Kiệt càng hiểu rõ hơn, cứu tôi, tôi đã biết sai rồi, sau này tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ để bù đắp. Hứa Chính Kiệt vội vàng trốn sau lưng đám người Văn Hy. Văn Hy giang cánh tay ra, ngăn trước mặt Diệp Lâm Quân. Nếu như anh muốn giết anh ta, thì giết tôi trước đi, bước qua sát tôi đi. Nói xong, Văn Hy nhắm mắt, cơ thể run rẩy. Bình tĩnh đi, giá trị của Hứa Chính Kiệt quả thật quá lớn. Giết thì quá đáng tiếc rồi. Thế này đi, đợi anh ta phát huy hết giá trị của mình, rồi hãy xử lý anh ta được không? Đừng ra tay. Những người xung quanh đều lo lắng, sợ Diệp Lâm Quân sẽ thật sự ra tay. Đây chính là giá trị của Hứa Chính Kiệt, cho dù anh ta có tội ác tày trời. Nhưng dưới tình huống này, vẫn có rất nhiều người không muốn anh ta chết. Muốn anh ta tỏa sáng, phát huy hết giá trị của mình. Thấy Diệp Lâm Quân giơ tay tát về phía Văn Hy, trái tim mọi người đều dừng lại, sắp dừng thở. Cuối cùng, bàn tay của Diệp Lâm Quân cũng không rơi xuống. Văn Hy sợ hãi mở to đôi mắt, hoang mang nhìn Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân lạnh giọng nói, cô chắc chắn muốn đưa anh ta đi. Tôi chắc chắn. Cô chỉ mong anh ta làm việc cho Lạc Việt, chỉ mong tài hoa của anh ta. Người này nham hiểm xảo quyệt, nếu như không giết anh ta, vậy thì sẽ luôn tồn tại một nguy hiểm. Một khi anh ta lên kế hoạch, đó sẽ là một mình. Thấy Diệp Lâm Quân giơ tay tát về phía Văn Hy, trái tim mọi người đều dừng lại, sắp dừng thở. Cuối cùng, bàn tay của Diệp Lâm Quân cũng không rơi xuống. Văn Hy sợ hãi mở to đôi mắt, hoang mang nhìn Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân lạnh giọng nói, cô chắc chắn muốn đưa anh ta đi. Tôi chắc chắn. Cô chỉ mong anh ta làm việc cho Lạc Việt, chỉ mong tài hoa của anh ta. Người này nham hiểm xảo quyệt, nếu như không giết anh ta, vậy thì sẽ luôn tồn tại một nguy hiểm. Một khi anh ta lên kế hoạch, đó sẽ là một thảm họa vô tận. Các người có hiểu không? Diệp Lâm Quân nhắc nhở. Ít hầu của nhóm người Tiêu Phong động đậy. Hứa Chính Kiệt là một thiên tài, có thể nghiên cứu ra một vũ khí giết người đáng sợ như vậy. Chính là một quả bom biết đi. Chỉ cần anh ta gia nhập Liên minh Khoa học Kỹ thuật Thần Long, xảy ra chuyện gì đều sẽ do chúng tôi chịu trách nhiệm. Hơn nữa, tôi đã nhìn thấy sự hối hận của anh ta tuyệt đối sẽ biết hối cải, nguy hiểm gì đó, tuyệt đối sẽ không tồn tại. Những người khác lập tức bảo đảm. Văn Hy muốn nói cái gì đó, có điều nhịn lại. Cô ta dường như có chút tán đồng với cách nói của Diệp Lâm Quân. Được rồi, dẫn người đi đi. Đừng để tôi nhìn thấy, tôi sẽ giết anh. Những người các người có xảy ra chuyện gì thì đừng đến tìm tôi, Diệp Lâm Quân nói. Anh ngược lại không làm sao cả. Hứa Chính Kiệt anh muốn giết thì giết. Từ nước chiến ưng anh cũng có thể mang về được. Những người này không nghe lời khuyên, vậy thì kệ bọn họ vậy, cũng không có liên quan gì đến anh. Hứa Chính Kiệt lộ ra nụ cười, cho Diệp Lâm Quân một ánh mắt kiêu ngạo, ý là đi đây. Cuối cùng Liên minh Khoa học Kỹ thuật Thần Long đưa Hứa Chính Kiệt đi. Euro ó điều Văn Hy không yên tâm lắm, sau đó cô ta đề nghị phải canh gác nghiêm ngặt Hứa Chính Kiệt, hạn chế anh ta mọi thứ. Miễn để Hứa Chính Kiệt âm thầm hành động, tạo ra nguy hiểm. Cô Văn đừng nghĩ nhiều, anh Hứa tuyệt đối hối cải rồi, tôi có thể nhìn thấy được. Hơn nữa chúng ta cứu anh ta, lại cho anh ta điều kiện tốt như vậy. Sao anh ta có thể hại chúng ta được chứ? Những người khác lập tức phản đối. Văn Hy cũng không muốn nói gì nữa. Chỉ là Hứa Chính Kiệt ở trong xe, khóe miệng nhếch lên một nụ cười điên cuồng. Sư phụ, tiếp theo định đi đâu? Tiêu Phong hỏi. Tất nhiên là đi thăm bé Quân và Lê Nguyên rồi, Diệp Lâm Quân cười. Sư mẫu vẫn còn đang ở thành Vô Song. Phó Phong Thu chẳng qua chỉ là Ngũ Trọng Thiên, vậy mà còn muốn chỉ dẫn Lê Quân. Anh ta thật sự là có ý nghĩ kỳ lạ, Tiêu Phong nói. Bây giờ Diệp Lâm Quân đến cả cường giả Thất Trọng Thiên nói giết là giết, Phó Phong Thu là cái mông gì chứ? Diệp Lâm Quân lập tức đi tìm hai mẹ con Lý Tử Nhiệm.
Có điều lúc này lại xảy ra một chuyện mà Diệp Lâm Quân không ngờ tới. Đó chính là tộc Bảo Long muốn loại bỏ những oai môn tà đạo ra khỏi liên minh chúa tể. Vốn dĩ bọn họ đã sớm muốn loại bỏ rồi, chỉ là xuất hiện chuyện Diệp Lâm Quân đi đến nước Chiến Ưng đưa người về, cho nên mới bị kéo dài. Bây giờ bọn họ muốn lấy những người này ra khai đao. Bao gồm cả những người đã đầu hàng Diệp Lâm Quân trước đó, những người đã giải tỏa nguy cơ kinh thành cũng nằm trong số đó. Có điều Diệp Lâm Quân không biết. Bây giờ anh đang trên đường đến thành Vô Song. Một đường này cảm nhận rõ nhất chính là cường giả đã tăng lên rất nhiều. Cho dù bọn họ che giấu tương đối tốt, nhưng Diệp Lâm Quân vẫn có thể cảm nhận được khí tức lớn mạnh của bọn họ, khác hẳn với những bình thường. Trong mắt Diệp Lâm Quân, giống như tỏa sáng dưới ánh nắng thiêu đốt vậy, rất dễ phân biệt. Rất nhanh, Diệp Lâm Quân đã đến thành Vô Song. Thành Vô Song vẫn đang ngây thơ nuôi dưỡng Lý Tử Nhiệm và Lê Quân đến tương lai. Không biết cường giả lục trọng thiên Diệp Lâm Quân mánh khóe thấu trời đã giết đến rồi. Sau khi Diệp Lâm Quân đến, Thành Vô Song không hề ngăn cản, để anh vào. Thành chủ nói, anh lâu rồi không được gặp Lê Quân. Lần này để cho anh ở lại đây 2 ngày. Diệp Lâm Quân lắc đầu, không, lần này tôi đến đây để đưa bọn họ đi. Hả, có ý gì? Sắc mặt hộ vệ Thành Vô Song thay đổi, nghi ngờ nhìn Diệp Lâm Quân. Nói cho Phó Phong Thu một tiếng, hôm nay tôi đến đây để đưa người đi. Bản lĩnh của Phó Phong Thu quá nhỏ rồi, tôi phải mang Lê Quân trở về. Các người cùng lắm cũng chỉ có thể dạy cho Lê Quân những điều cơ bản thôi. Diệp Lâm Quân vừa nói xong, sắc mặt những người đối diện điên cuồng thay đổi. Có mấy người vội vàng chạy đi báo cáo tin tức. Không lâu sau, người cả Thành Vô Song đều bao vây Diệp Lâm Quân. Phó Phong Thu còn mang theo những người khác đến. Lý Tử Nhiệm, Lê Quân, những người khác nhìn thấy Diệp Lâm Quân rất kích động. Dù sao bọn họ đều biết Diệp Lâm Quân đi tham chiến, chỉ là vãn luôn không nhận được tin tức. Ơ ó điều Phó Phong Thu lại ngăn bọn họ lại. Từ từ đã, tôi có lời muốn nói với anh ta. Phó Phong Thu nhìn Diệp Lâm Quân hỏi, thế nào, anh muốn đưa bọn họ đi sao? Đúng vậy, dù sao Thành Vô Song cũng là một môn phái nhỏ, thực lực của các người quá yếu, hoàn toàn không có tư cách nuôi dưỡng Lê Quân. Diệp Lâm Quân vừa nói xong cả Thành Vô Song đều tức giận. Âm thanh tức giận vang lên khắp nơi, ai cũng đỏ mặt gân cổ muốn dạy dỗ Diệp Lâm Quân. Phó Phong Thu và những trưởng lão khác cũng bị chọc tức. Thành Vô Song là một môn phái nhỏ. Buồn cười. Thực lực bọn họ yếu. Phó Phong Thu là cường giả ngũ trọng thiên, tuyệt đối là bá chủ một phương. Diệp Lâm Quân không quan tâm đến sự tức giận của mọi người, anh nhàn nhạt nói, tất nhiên tôi cũng không phải là người vong ân bội nghĩa. Dù sao các người cũng đã dạy dỗ Lê Quân, thế này đi, Diệp Lâm Quân tôi nợ các người một ân tình. Nếu sau này các người gặp phải bất kỳ khó khăn gì, đều có thể đến tìm tôi giúp đỡ. Nếu như để những người khác biết được lời hứa này của Diệp Lâm Quân, tuyệt đối sẽ phát điên. Một lời hứa của anh thật sự quá lớn rồi. Anh đã giết vô số cường giả ngũ trọng thiên rồi. Một lời hứa của anh là không thể tưởng tượng được. Nhưng bây giờ trong mắt những người ở Thành Vô Song, lời hứa của anh không đáng một văn. Cút đi, chúng tôi có khó khăn tìm anh có tác dụng gì chứ? Anh mẹ nó bị điên à? Diệp Lâm Quân chỉ nói mấy câu đơn giản mà đã hoàn toàn chọc tức những người ở Thành Vô Song. Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ dẫn người đi, sau này chúng tôi hoàn toàn không có quan hệ gì với Thành Vô Song các người. Nhưng lời hứa của tôi vẫn luôn có hiệu quả. Sau khi nói xong, Phó Phong Thu hoàn toàn tức giận. Hôm nay tôi xem anh rốt cuộc làm sao để mang người đi. Đúng, anh đừng nghĩ sẽ mang được người đi. Thành Vô Song không đến lượt anh lên tiếng. Thái độ của mọi người Thành Vô Song đều vô cùng cứng rắn. Bọn họ có rất nhiều cường giả, sao sẽ sợ một Diệp Lâm Quân chứ? Diệp Lâm Quân cười. Giống như những nhóm lâu la ở Thành Vô Song này, không biết đoạn thời gian này Diệp Lâm Quân đã giết bao nhiêu người rồi vậy? Quá yếu. Không khác gì những người bình thường trói gà không chặt. Giống như giết một con gà vậy. Lê Quân, ba đưa con về nhà. Diệp Lâm Quân tiến lên trước bế lấy Lê Quân, kéo Lý Tử Nhiệm và Chí Nam Yến muốn rời đi. Các người tránh ra, tôi xem anh ta có dám bước một bước ra khỏi Thành Vô Song không? Phó Phong Thu tức giận nói. Mọi người nghe thấy vậy, tự động nhường ra một con đường. Diệp Lâm Quân không quan tâm,
dẫn theo ba người tiếp tục đi về phía trước. Ba người các người nếu như dám bước ra khỏi thành Vô Song một bước, thì đừng bao giờ trở lại nữa. Phó Phong Thu tức giận hét lên. Anh ta tin đám người Lý Tử Nhiệm không muốn rời khỏi nơi này. Dù sao đây cũng là một cơ hội rất lớn. Anh ta tin sẽ không có ai từ chối. Tuy nhiên Diệp Lâm Quân không cho bọn họ có cơ hội dừng lại, dẫn bọn họ rời đi. Nhìn thấy bọn họ rời khỏi thành Vô Song, đám người Phó Phong Thu đều ngẩn ra. Thật sự đi rồi sao?